Mao Sơn Quỷ Đạo, Lâm Nguyên. Tập 6. Triệu chủ nhiệm hèn mọn cười hắc hắc, đem nòng súng lạnh như băng đối ta nói, tiểu tử, ngươi như thế hứng thú bừng bừng đuổi xuống tới làm gì? Muốn chết à, kỳ quái, ta tránh ngươi đây là làm sao biết? Triệu chủ nhiệm, tại quốc gia chúng ta, giấu giếm súng ống muốn ăn cơm tù. Triệu chủ nhiệm phi một hơi, không cần tiểu tử ngươi tới nhắc nhở ta, thương này là kia hai cái Thái Lan lão kiếm cho ta, sử dụng hết liền ném, đến lúc đó ai mẹ nó biết, lão tử đem ngươi chơi chết đều không ai biết, tiểu tử thúi, dám buộc nhi tử ta, chán sống đi ngươi. Ta liếc nhìn họng súng, phát hiện phía trên này có ống giảm thanh, cái này vương bát độc tử thật là có thể sẽ nổ súng, phải tận lực ổn định hắn, không thể đem hắn cho làm phát bực. Con của ngươi là Trương Hổ buộc, không liên quan chuyện ta. Ta vội vàng đem nồi vứt cho Trương Hổ phân tán sự chú ý của hắn, sau đó tìm cơ hội chơi hắn. Triệu chủ nhiệm nghe được Trương Hổ danh tự, quả thật ngây ra một lúc, chẳng qua hắn rất nhanh liền phản ứng lại, dùng chuôi thương hung hăng đập một cái ta phía sau lưng mắng. Tiểu tử thúi, Trương Hổ buộc nhi tử ta, ngươi đến uy hiếp cái gì lực, mẹ nó lắc lư ai đây? Triệu chủ nhiệm kia một chút đập phi thường hung ác, ta phía sau lưng đau đến kém chút đều không thẳng lên được, nhưng hắn vung song tay đánh ta thời điểm, họng súng là lắc mở, cũng không có nhắm ngay ta, ta cắn răng, chịu đựng đau đớn, hiện tại chính là đảo ngược cơ hội. Ta đột nhiên hướng về phía trước mãnh vọt, toàn bộ thân thể vọt tới Triệu chủ nhiệm, hắn thân thể này không có chút nào phí sức, lập tức bị ta đụng bay ra ngoài, ta ổn định thân thể, cùng mãnh hổ chụp mồi đồng dạng lần nữa nhào về phía hắn. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, nghĩ giơ súng lên đối ta, nhưng ta sẽ không lại cho hắn cơ hội như vậy. Đi mẹ nó thương, ta một cái tay bắt lấy cổ tay của hắn, một cái tay khác hung hăng đánh một cái hắn tê dại gân, lập tức súng trên tay của hắn liền tuột xuống. Hắn giãy giụa lấy đi nhặt, lại bị ta một quyền đánh vào trên mũi, máu tươi chảy ròng, đầu của hắn cũng chóng mặt, giống như nhìn thấy khắp trời đầy sao. Ta lại một chân đá vào trên bụng của hắn. Hắn đi theo một loạt cái bàn ầm ầm đổ xuống, người tại cái bàn phía trên lung tung giãy giụa lấy, lại không còn có đứng lên. Ta níu lấy cổ áo của hắn bắt hắn cho lôi dậy, sau đó nhặt lên thương kéo ra ngoài cửa phòng học bên ngoài, nãi nãi, rốt cục bắt đến cái này quy tôn tử. Đáng nhắc tới chính là, cháu trai này cái gọi là thương căn bản chính là giả, bắt trước rất rất thật, nhưng chẳng qua là súng đồ chơi, thế mà lắc lư lão tử, còn nói là Thái Lan lão tiễn hắn, cái này vương bát độc tử giảo hoạt một thớt. Tức giận đến ta hung hăng lại hướng bụng của hắn đá hai cước, đau đến hắn quỳ trên mặt đất phun nước đắng, sắc mặt tái xanh, lời nói đều nói không nên lời. May mắn đem hắn chế phục, không phải bị hắn lừa gạt cái này sóng thật là thua thiệt. Ngay tại ta dự định đem hắn bắt lên đi thời điểm, đột nhiên sau lưng xuất hiện một cái bóng đen, đồng thời đối ta quát lớn, người nào? Ta nhìn lại, phát hiện là bảo vệ trường, trong lòng ta lạc một chút, lập tức cảm thấy không ổn. Ta ẩu đã lấy trường học chủ nhiệm, cầm trong tay thương, nghiễm nhiên một cái khủng bố phen tử bộ dáng. Cứu ta, tiểu tử này là phần tử ngoài vòng luật pháp. Triệu chủ nhiệm đột nhiên phát ra tiếng cầu cứu, bảo vệ trường lập tức giật mình một cái, sau đó đối ta trợn mắt nhìn, hắn nhìn ta trong tay có súng, cũng không có mạo muội tiến lên, mà là cầm lấy ở trong tay máy nhắn tin, dự định thỉnh cầu chi viện dáng vẻ. Gặp, cái này bảo vệ trường muốn chuyện xấu, nếu như bị hắn gọi người tới. Kia tất cả mọi người muốn xong, hắn đem hại chết toàn trường người, nhưng cái này ngắn ngủi mấy giây thời gian, ta cách hắn lại không gần, tăng thêm hắn nhưng là bảo vệ trường, ta không có khả năng giống Triệu chủ nhiệm dạng này, trong thời gian ngắn chế phục hắn. Nên làm cái gì, xong, tất cả đều xong. Có thể để ta ý chuyện không nghĩ tới lần nữa phát sinh, bảo vệ trường máy nhắn tin mở ra sau khi, hắn cũng không nói lời nào, mà máy nhắn tin bên kia thanh âm lại lo lắng kêu to. Hỏi hắn có phải là tuần lâu có tình huống như thế nào. Qua mấy giây sau, cái này bảo vệ trường nói câu không có việc gì, ấn sai, liền đem máy nhắn tin cho đóng, ta cùng Triệu chủ nhiệm hai người đều trừng lớn mắt, một mặt không hiểu. Nhưng sau đó ta liền minh bạch, nhìn một chút bảo vệ trường sắc mặt, nhìn nhìn lại dưới mặt đất ánh trăng chiếu ảnh ra tới hai cái bóng, cái này rõ ràng là bị quỷ nhập vào người, đến cùng là ai? Con quỷ nào? Cứu Bạch Doãn. Từ cái này bảo vệ trường trong hàm răng tán phát ra ba cái chật vật chữ, sau đó hắn liền bắt đầu khống chế bảo vệ trường thân thể chậm rãi đi trở về. Là vứt bỏ lầu dạy học thứ 9 ở giữa phòng học con quỷ kia, hắn đến cùng Bạch Doãn quan hệ thế nào? Vì cái gì cố chấp như thế trợ giúp Bạch Doãn? Nếu như không phải hắn 5 lần 7 lượt hỗ trợ, khả năng ta đã một thân phiền phức.
Bảo vệ trường bước chân rất chậm, ta còn trông thấy dưới ánh trăng trong đó một hình bóng ngay tại chậm rãi thu nhỏ, mà lại nửa người trên thế mà biến mất. Hỏng bét, cái này quỷ đã rất suy yếu, hắn căn bản không thể lại đến người thân, không phải hắn sẽ tan thành mây khói, hắn nửa người trên đã hết rồi. Ta vừa định ngăn cản hắn, hắn lại quát, không được qua đây, làm ngươi chuyện phải làm, vứt bỏ lầu dạy học thứ ba cái cây dưới đáy, chôn lấy nhật ký của ta, móc ra giao cho nàng, ta tạ thế không thể lại vì người, đời này ta muốn để nàng biết ta yêu. Hắn đương nhiên tạ thế không thể lại vì người, quỷ hồn đều tán, thai đều ném không được, đời đời kiếp kiếp đều sẽ không còn có hắn tồn tại. Ngươi lớn không cần phải như vậy, dạng này đáng giá sao? Ta mở miệng hỏi. Con quỷ kia không tiếp tục trả lời, khống chế bảo vệ trường thân thể chậm rãi đi hướng nơi xa, ta có thể cảm giác được, hắn sắp hết rồi. Dạng này thật đáng giá sao? Ta thì thào câu. Trên đất Triệu chủ nhiệm nhìn cầu cứu vô vọng, thừa dịp ta thất thần lại muốn chạy trốn chạy, bị ta bắt trở lại lại là một trận đánh, hắn vội vàng khoát tay đau khổ cầu xin tha thứ, đừng đánh, đừng đánh, lại đánh ta liền phải đi gặp Diêm Vương gia, ta cam đoan không chạy, ngươi đừng ở đánh ta. Loại này lão hồ ly sao có thể tin, nếu như vừa có cơ hội, khẳng định trượt phải còn nhanh hơn thỏ, ta lại phiến hắn hai bàn tay, sau đó mới đem hắn túm bên trên nhà vệ sinh nữ. Đi vào cửa nhà cầu trước, ải tử cùng Kha Đạt còn nằm trên mặt đất, nhưng mập mạp không gặp, ta dùng sức hít hà, phát hiện có một loại dị dạng hương khí, hỏng bét, cái kia hàng đầu nữ nhân tới qua, mập mạp sẽ không xảy ra chuyện rồi. Lúc này Triệu chủ nhiệm nhìn thấy trên đất hoàn toàn thay đổi ải tử. Lập tức gào khóc khóc giống lên, nói chúng ta làm sao nhẫn tâm như vậy, hạ loại độc thủ này. Ta lại trở tay phiến hắn hai bàn tay, tát đến hắn thất điên bát đảo, đều tìm không được bắc, trên mặt đất bò loạn, trên khóe miệng tất cả đều là máu, hai bên mặt sưng phù phải cùng quả dứa đồng dạng lớn. Hung ác em gái ngươi, con của ngươi là kia người sống đầu làm, liên quan ta cái rắm, lên tiếng nữa ta đem miệng xé nát. Ta mạnh mẽ mắng. Triệu chủ nhiệm dọa đến che miệng lại. Ngồi xổm trên mặt đất không dám nói lời nào, co lại phải cùng cái chim cút đồng dạng. Đúng vào lúc này, đột nhiên phịch một tiếng, Thi Ngôn từ trong cửa bên cạnh quẳng ra tới, nàng máu me khắp người, tóc đen nhánh cũng nhuộm thành tinh hồng sắc, quần áo nhiều mấy đạo lỗ hổng, lộ da trắng nõn trên da có miệng vết thương, trên tay đao cũng chỉ còn lại chuôi đao. Thi Ngôn phi một tiếng, từ trong mồm phun ra một búng máu, sau đó mắng, đồ chó, còn rất lợi hại, người chậm thêm trở về mấy giây. Liền có thể thay ta nhặt xác. Thi Ngôn vừa dứt lời, đột nhiên cửa nhà cầu dưới đáy liền phanh phanh vang, giống như có đồ vật gì muốn phá cửa mà ra, Thi Ngôn vội vàng chống đỡ cửa không để nó ra tới, nhưng đồ vật bên trong lực đạo rất lớn, Thi Ngôn có thể chống đỡ được, môn kia cũng gánh không được. Lão bản, Triệu chủ nhiệm mang đến sao? Thi Ngôn hỏi. Ta nhẹ gật đầu, mang đến. Kia thiếu đương gia tại sao vẫn chưa ra? Thi Ngôn nói chuyện đều có chút gian nan. Đồ vật bên trong lực đạo càng lúc càng lớn, ta cũng xông đi qua hỗ trợ, nhưng không bao lâu, phanh liền phịch một tiếng, phá vỡ một cái tròn vo lỗ lớn, từ giữa bên cạnh lao ra một cái đen xì đầu người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Viên này đầu người cũng tất cả đều là vết máu, trước đó mái tóc màu đen tất cả đều biến thành màu đỏ, ngũ quan phía trên càng là không ngừng chảy ra máu, trên mặt có bao nhiêu vết đao chém, xem ra trận này vật lộn, nó cũng không có chiếm tiện nghi. Nhà đầu chết tiệt kia, xuống tay thật hung ác, nhưng vẫn là còn non chút, đêm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi cái này. Người sống đầu hung dữ nói, Triệu chủ nhiệm trông thấy người sống đầu sau khi ra ngoài, lập tức chấn chỉnh lại hùng phong, một bộ chủ nhân đến dáng vẻ, nghĩ vào tới người sống đầu đằng sau tìm kiếm che chở, nhưng ta tay mắt lanh lẹ, một chân đá hắn đụng vào trên tường, trên trán máu phần phật lưu, hắn che lấy cái trán không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng máu vẫn là ngăn không được. Dù sao người khác cũng tới, chết vậy cũng là số. Quốc gia các người có câu nói hay lắm, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Người sống đầu nhìn ta đánh Triệu chủ nhiệm, có chút tức giận, hai mắt trợn trừng, rất là dọa người. Thi Ngôn lui về phía sau mấy bước, đối ta âm thầm nói, nếu như thiếu đương gia còn không ra, vậy chúng ta liền chạy, chúng ta không phải cái đồ chơi này đối thủ, muốn thắng hắn, còn phải đợi thêm mấy năm. Đúng vào lúc này, đột nhiên cửa lại vang một chút. Lần này là tiếng vang, một đài tủ lạnh từ giữa bên cạnh quẳng ra tới, còn bốc lên hơi lạnh, cửa tủ lạnh mở ra sau khi, đi tới một cái nam tử áo đen, chính là Thiên Môn đương gia Trời Một. Đừng nói đánh chó, chủ nhân ta đều chiếu đánh. Trời vừa ra tới về sau,
một cái tay bắt lấy người sống đầu mặt, hai ngón thật sâu bóp tiến người sống đầu hai bên trán, lập tức một cỗ chất lỏng màu đen từ trán rỉ ra. Người sống cúi đầu giãy giụa, lại một chút cũng không thể động đậy. Yêu ma tiểu quốc, bao lâu đến phiên ngươi đến chúng ta Đại Hoa Hạ Dương Oai, muốn chết. Trời một đôi chỉ nắm chặt, đột nhiên, một tiếng, việc này đầu người cùng cái trứng gà đồng dạng bị trời bóp cái tan nát, óc băng phải đầy đất đều là. Hắc hắc, hắc hắc, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Đầu người mặc dù bị bóp nát, nhưng tóc trên đầu lại cùng côn trùng đồng dạng ngọ nguậy, đồng phát ra quỷ dị thanh âm, không ngừng chế nhạo lấy, sau đó hướng phía trời một chân dưới đáy nhúc nhích đi qua. Trời khẽ cắn phá ngón tay, đem giọt máu rơi vào trên tóc, những cái kia tóc lập tức liền cuộn lại lên, phát ra khó ngửi mùi khét, mười mấy giây không đến, liền biến thành một bãi màu đen nước mủ, lại khó ngửi lại buồn nôn. Ta coi là việc này đầu người cứ như vậy xong, không khỏi dài thở một hơi, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Nhưng trời một lại cười lạnh một tiếng, hừ, nhàm chán. Nói xong từ trên lầu thả người nhảy lên, nhảy xuống. Ta cùng Thi Ngôn lập tức phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, vội vàng tiến đến lan can chỗ, trời một điên rồi đi. Cao lầu trực tiếp nhảy đi xuống, không chết cũng quảng cái bị vỡ nát gãy xương, có phải là đầu óc bị tủ lạnh cho đông lạnh xấu rồi. Nhưng khi chúng ta hướng dưới lầu nhìn thời điểm, phát hiện trời vừa đã vững vàng rơi xuống lầu dưới. Tiểu tử này là siêu nhân sao? Cao như vậy nhảy đi xuống một chút việc đều không có. Tà môn! Trời nhảy một cái xuống dưới về sau. Cấp tốc bò lên trên lân cận một cây đại thụ, không đầy một lát, cây đại thụ kia liền một trận kịch liệt run run, đột nhiên từ trên cây đến rơi xuống một người, người kia mặc Thái Lan phục thị, đến rơi xuống sau trên mặt đất chật vật bò. Không đúng, người này không hoàn chỉnh, hắn không có đầu, chỉ có thân thể. Chẳng lẽ, cỗ này thân thể là vừa rồi người sống đầu? Thân thể muốn chạy trốn, nhưng trời một mực tiếp từ trên cây nhảy xuống tới, đặt ở trên người hắn. Thân thể lung tung vươn tay ra nghĩ chống cự, nhưng bị trời một thuần thục cho hết vặn gãy, cách xa như vậy ta cùng Thi Ngôn đều có thể nghe được ba tiếng xương gãy. Cứ việc dạng này, cỗ kia thân thể dục vọng cầu sinh vẫn là rất mạnh, hắn không ngừng giãy giụa lấy, hai chân trên mặt đất loạn đạp. Trời lạnh lẽo cười một phen, tay làm chảo hình, trực tiếp vươn hướng thân thể ngực, đến một cái hắc hổ đào tâm. Chẳng qua là hắn hắc hổ đào tâm là thật móc ra một viên trái tim máu rầm rề. Trời một cầm trái tim lại trở về nhà vệ sinh, hắn đem trái tim vứt cho ta, dọa đến ta vội vàng lại ném cho Triệu chủ nhiệm. Triệu chủ nhiệm tiếp nhận trái tim về sau, hai mắt khẽ đảo dọa hôn mê bất tỉnh, ta không thể làm gì khác hơn là bóp người khác bên trong đem hắn tỉnh lại. Nhưng tiểu tử này sau khi tỉnh lại lại hôn mê bất tỉnh, lần này xem xét liền là giả vờ, phiến mấy bàn tay về sau, người khác mới trung thực. Thiếu đương gia, cái này hàng đầu thật tà môn. Làm sao thân đầu tách rời còn có thể sống được, cái này đến cùng là cái gì hàng? Thi Ngôn hỏi. Trời xem xét nhìn xuống đất bên trên bãi kia đen mủ nói, đây là Thái Lan tà hàng một loại, xưng là bay đầu hàng. Người này đầu không phải hạ xuống thời điểm mới chia lìa, mà là từ lúc vừa ra đời liền bị người cắt xuống, đầu cùng thân thể một mực dùng bí chế dược thủy ngâm, thẳng đến 7 tuổi thời điểm mới mang sang thấm đầy dược thủy bình, sau đó hạ xuống đầu. Đây cũng quá tàn nhẫn. Vừa ra đời liền bị cắt lấy đầu, cái này hàng đầu còn có nhân tính sao? Trời nói chuyện, nếu như có nhân tính, cũng không gọi tà hàng, đây đều là vì thỏa mãn bản thân tư dục, mẫn diệt nhân tính hàng đầu. Hàng đầu chẳng qua là một cây đao, đao là không phân tốt xấu, muốn nhìn dùng đao người, cái này tà hàng chính là dùng đao người đi lệch. Giải quyết cái này quỷ dị người sống đầu hàng đầu sư, cũng coi là giải quyết một đại phiền toái, tiếp xuống liền phải giải quyết tiền thi mị cái này nữ quỷ vấn đề. Chẳng qua Kha Đạt hôn mê bất tỉnh, mặt cũng bị chiếm cứ, hoàn toàn nhìn không ra là Kha Đạt bản nhân. Trời một biết về sau, ngồi xổm xuống cẩn thận tra xét, sau khi hắn nói, hóa ra là thi mặt loại này trò vặt. Sau khi nói xong, hắn dùng hai ngón tay tại mặt biên giới du tẩu, đột nhiên, hắn nhíu lại lông mày giãn ra ra, hai ngón tay vén lên, một tấm hiển nhiên ra mặt cứ như vậy bị hắn kéo xuống. Trọng yếu nhất chính là, Kha Đạt lông tóc không tổn hao. Trên mặt một điểm tổn thương đều không có, không giống ải tử, đã hoàn toàn thay đổi, máu tươi chảy ròng, nếu như không nhìn kỹ, đều nhận không ra là hắn. Ta vội vàng giơ ngón tay cái lên, nói trời lão đại hảo công phu. Trời nói chuyện cái này không có gì, kỳ thật rất đơn giản, trên thế giới này bất cứ người nào mặt đều là độc nhất vô nhị, bao quát xong bào thai,
làm một cái khác khuôn mặt dán đi lên về sau, vô luận nhiều hoàn mỹ đều sẽ có lỗ hổng, chỉ cần tìm được cái kia lỗ hổng, liền có thể đem thi mặt giật xuống đến, mà lại không hư hao mặt của chủ nhân. Trời vừa nói xong về sau, đem mặt phung trên mặt đất, tấm kia nữ nhân thi mặt lập tức biến thành khô cạn nhăn ra. Ta vội vàng tỉnh lại Kha Đạt, lần này hai người đều đủ, người yêu cùng cửu nhân đều tại, tiền thi mị tâm nguyện cũng nên rồi. Ai, kỳ quái, ta nói nữ quỷ này tại sao vẫn chưa ra, chúng ta đều cho nàng tìm đủ. Đến, trời một cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt băng lãnh nhìn xem cửa nhà cầu, ta vừa tỉnh lại, nàng tự nhiên cũng không có khả năng tỉnh nhanh như vậy. Trời một vừa dứt lời, đột nhiên một trận làm người ta sợ hãi âm phong từ cửa nhà cầu thổi ra tới, thổi đến chúng ta mấy cái thẳng đánh dùng mình, nếu như nhà ai nuôi chỉ nữ quỷ, kia mùa hè có thể đem điều hòa không khí tiền cho tiết kiệm. Mấy giây qua đi, tiền thi mị liền từ cửa nhà cầu bay ra, Kha Đạt cùng Triệu chủ nhiệm sau khi thấy, hai người bịch một tiếng, cùng nhau quỳ xuống. Thơ mị, ta có lỗi với ngươi, ô ô, thơ mị, là ta hại ngươi. Kha Đạt khóc ròng ròng nói. Thơ mị, ta đáng chết, ta đáng chết, ta có tội, là ta hại chết ngươi, ta đáng chết, ta trên có lão, dưới có nhỏ, cầu ngươi tha cho ta đi. Triệu chủ nhiệm dọa đến toàn thân phát run, trên mặt một điểm huyết sắc đều không có, ta còn có thể quần của hắn ẩm ướt một mảng lớn, một cỗ mùi tanh hôi truyền ra, a, cái này quy tôn tử nhưng thật có ý tứ, dọa đến nước tiểu đều đi ra, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Tiền thi mị đem Kha Đạt đỡ lên, sau đó ôn nhu nói. Ngươi không có sai, sai đều tại tên cầm thú này, là nàng giết ta, hại chết con của chúng ta. Kỳ thật đi, Kha Đạt chuyện này sai lầm cũng cực lớn, nếu như hắn lúc trước ngăn cản đám kia nữ sinh khi dễ tiền thi mị, có lẽ kết cục liền sẽ không như vậy, tiền thi mị không trách hắn, cái này cũng không đại biểu hắn không có sai, chỉ nói là tiền thi mị vẫn yêu lấy hắn thôi. Đương nhiên, xem cả kiện sự tình, Kha Đạt sai là lớn nhất, hắn liền không nên cùng tiền thi mị cùng một chỗ, không có sư đức. Cũng không có lương tâm, càng không có trách nhiệm tâm. Kha Đạt sau khi nghe được, có chút mộng, chẳng qua hắn đã sớm biết tiền thi mị chết có gì đó quái lạ, ngay lúc đó tiền thi mị có mang con của hắn, là không thể nào tự sát, nhưng vạn vạn không nghĩ tới là cùng Triệu chủ nhiệm có quan hệ. Triệu chủ nhiệm, nói đi, ngươi là thế nào hại chết ta sao? Nói đến lưu loát điểm, ta sẽ cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Tiền thi mị lạnh lùng nhìn xem Triệu chủ nhiệm, như là nhìn thấy một người chết. Triệu chủ nhiệm không có cách nào, coi như hắn không muốn nói cũng không được, chỉ có thể kiên trì nơm nớp lo sợ nói ra chân tướng sự tình. Khi đó tiền thi mị cùng phòng biết nàng mang thai về sau, nghĩ hết biện pháp khi dễ nàng cùng chiếm nàng tiện nghi, cái này còn không phải đáng hận nhất, các nàng thế mà không giữ chữ tín đem bí mật này tiết lộ ra ngoài, Triệu chủ nhiệm rất nhanh liền biết chuyện này. Nếu như là bình thường chủ nhiệm, vậy khẳng định phải nghiêm túc xử lý chuyện này, nhưng Triệu chủ nhiệm là ai? Đây chính là đến từ phương Bắc một con sói, biết chân tướng sự tình về sau, hắn lập tức liền treo lên hèn mọn chủ ý. Triệu chủ nhiệm uy hiếp tiền thi mị, nói nếu như không bồi hắn ngủ, vậy liền đem sự tình chọc ra, nàng cùng Kha Đạt đều muốn xong. Tiền thi mị phi thường yêu Kha Đạt, nàng chịu khổ bị liên lụy không quan hệ, nàng không nghĩ liên lụy Kha Đạt, càng không muốn Kha Đạt trên lưng tiếng xấu thiên cổ. Triệu chủ nhiệm uy hiếp có hiệu lực, tiền thi mị tại bất đắc dĩ tình huống dưới. Cùng cái này lão lưu manh làm bẩn thỉu giao dịch. Nhưng phụ nữ mang thai làm đây là có phong hiểm, rốt cục, tiền thi mị trong bụng hài tử xảy ra vấn đề, hết rồi. Tiền thi mị không dám nói cho Kha Đạt, nàng hận Triệu chủ nhiệm, nàng nhất định phải đem sự tình chọc ra, cùng cái này lão lưu manh cùng đến chỗ chết. Triệu chủ nhiệm biết về sau, lập tức liền hoảng hốt, nàng không biết con bé này trong tay có chứng cớ hay không, nếu như mà có, nhẹ thì thân bại danh liệt, bát cơm ném. Nặng thì còn muốn ngồi xổm cơm tù, hắn không thể để cho tiền thi mị nói ra, chỉ có người chết mới không biết nói chuyện. Triệu chủ nhiệm nghĩ thật lâu, rốt cục hung ác hạ tâm đến, hắn muốn đem tiền thi mị cho làm. Rốt cục, hắn tìm được một cái cơ hội, thừa dịp tiền thi mị đi nhà xí thời điểm, chung quanh lại không ai, hắn tiến vào đi đem tiền thi mị cho giết, cuối cùng giả tạo thành tự sát hiện trường, sau đó cấp tốc chạy tới. Ngay từ đầu Triệu chủ nhiệm còn có chút lo lắng bất an. Ban đêm đi ngủ đều sợ, nhưng để hắn không tưởng được chính là, tầm mắt của mọi người cấp tốc chuyển rời đến sân trường bạo lực bên trên, quan phương cũng xác nhận là tự sát, dạng này hắn nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Triệu chủ nhiệm may mắn cho rằng, mình cứ như vậy tránh thoát một kiếp, nhưng lúc buổi tối, hắn vẫn là cảm giác không được tự nhiên, trong nhà lạnh siêu siêu, không
không có phong ra bên trong phong linh cũng đinh đinh đang đang vang, nửa đêm còn có người gõ hắn cửa sổ, trước cửa đều là dấu chân máu. Triệu chủ nhiệm mặc dù ngay từ đầu không tin quỷ thần, nhưng về sau liên tiếp mấy đêm rồi đều phát sinh cực kỳ chuyện quỷ dị, cái này khiến hắn bắt đầu hoảng, Tiền Thi Mị chết được thảm như vậy, nếu quả thật có quỷ, khẳng định là đến tìm hắn báo thù. Đúng vào lúc này, Triệu chủ nhiệm gặp một cái Thái Lan nữ nhân, cái này Thái Lan nữ nhân trong ngực ôm lấy một cái đầu người, người kia đầu biết nói chuyện, rất là làm người ta sợ hãi. Ngay từ đầu Triệu chủ nhiệm cũng là dọa đến hoang mang lo sợ, cả một đời cũng không có gặp qua quỷ dị như vậy sự tình, còn tưởng rằng là chuyện xấu làm nhiều, Diêm Vương ra phái tiểu quỷ tới lấy mạng hắn, nhưng hắn nghĩ lại, dưới mặt đất nhiều như vậy tiểu quỷ, Diêm Vương ra cũng không cần thiết thuê cái ngoại quốc quỷ a. Về sau một hiểu rõ, mới biết được hai người này là Thái Lan hàng đầu sư, Triệu chủ nhiệm cũng đã được nghe nói hàng đầu, đồ chơi kia rất tà môn, không phải dùng lẽ thường có thể giải quyết phải thông. Kia hai cái người Thái Lan nói bọn hắn đối Triệu chủ nhiệm không có ý đồ xấu, tương phản, bọn hắn rất thưởng thức Triệu chủ nhiệm loại người này, bọn hắn là đến giúp Triệu chủ nhiệm, bọn hắn còn nói, Triệu chủ nhiệm hại người chết kia nữ hài, đầu bảy tiệc tối đến báo thù, nữ quỷ oán khí rất lớn, Triệu chủ nhiệm tuyệt đối sẽ liền đầu toàn thây đều không có, đồng thời người trong nhà cũng không được chết tử tế. Triệu chủ nhiệm rất là kỳ quái, bọn hắn làm sao lại biết mình giết người. Nhưng hắn hiện tại không tâm tư nghĩ những thứ này, trải qua cái này mấy đêm rồi phát sinh chuyện quỷ dị, Triệu chủ nhiệm hoàn toàn tin tưởng bọn hắn, Triệu chủ nhiệm hiện tại chỉ muốn biết làm sao né qua kiếp nạn. Hai cái hàng đầu sư nói, muốn né qua kiếp nạn, liền phải lại giết bảy nữ nhân, chỉ có dạng này, khả năng hàng ở con kia nữ quỷ, còn muốn đem nữ quỷ thi thể móc ra, chôn ở nhà vệ sinh trên trần nhà, dạng này nàng liền là chết, cũng không được an bình. Triệu chủ nhiệm nghe, lập tức dọa đến đánh giật mình, giết một cái hắn đều có chút sợ hãi, còn muốn giết bảy cái. Hắn cho là mình đã đủ hung ác, không nghĩ tới còn có người so với mình ác hơn. Triệu chủ nhiệm vốn muốn từ chối, nhưng người Thái Lan nói, người khác bất tử, vậy hắn liền phải chết, tự chọn một cái đi. Cái này còn cần chọn sao? Triệu chủ nhiệm khẳng định chọn người khác chết a, người không vì mình, trời tru đất diệt, mình đương nhiên phải sống sót. Trải qua một phen nội tâm giãy giụa về sau, Triệu chủ nhiệm lại hạ ngoan tâm, đem trước đó khi dễ qua Tiền Thi Mị kia bảy cái nữ sinh toàn giết, sau đó giả tạo thành bị quỷ đoạt mệnh giả tượng, liền điều tử đều không tra được. Đương nhiên, hai cái người Thái Lan không ít cho hắn cung cấp trợ giúp, không phải hắn đi sớm ngồi xổm cơm tù. Chờ chết đi bảy nữ hài hạ táng về sau, Triệu chủ nhiệm tính cả Tiền Thi Mị thi thể cùng một chỗ trộm ra tới, sau đó giao cho người Thái Lan. Chuyện kế tiếp hắn liền không rõ ràng lắm. Cái gì cục trong cục, bảy thi chấn sát, thiên táng những cái này cổ quái kỳ lạ thuật ngữ, hắn chỉ biết người Thái Lan đem tám cỗ thi thể đều chôn ở trong nhà cầu nữ một bên, sau đó Triệu chủ nhiệm lại tìm người đem thi thể dán tốt, một lần nữa tu kiến nhà vệ sinh. Quả nhiên, từ nay về sau, Triệu chủ nhiệm rốt cuộc chưa bao giờ gặp cái gì chuyện quỷ dị, về sau hắn còn tại người Thái Lan chỉ thị dưới mặt đất tổ kiến linh dị xã, làm lên phong lưu hoàng đế. Thẳng đến sự xuất hiện của ta. Xấu Triệu chủ nhiệm kế hoạch ta thành cái đinh trong mắt của bọn họ, cho nên bọn họ quyết định lợi dụng nhà vệ sinh nữ lệ quỷ đem ta cho diệt trừ. Người Thái Lan nói cho Triệu chủ nhiệm, nhà vệ sinh nữ nếu như có người ở nơi đó một mực ngốc đủ nửa giờ, ổn định dương khí liền sẽ xông phá bảy thi chấn sát, nữ lệ quỷ sẽ một lần nữa đem thả ra tới, nhưng không cần sợ, nữ lệ quỷ vẫn là ra không được nhà vệ sinh nữ đại khái phạm vi, đến lúc đó một lần nữa bố trí một chút, cũng có thể đem nữ lệ quỷ cho phong ấn. Nhưng người Thái Lan tính toán nhỏ nhặt không có tính đúng, bởi vì không chỉ dừng là Tiền Thi Mị, kia bảy bộ thi thể trường kỳ tại nhà vệ sinh nữ, cũng tích lũy vô số oán khí, một khi bảy thi chấn sát bị phá hư, tình huống so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. May mắn có thiên vừa ra tới chấn áp nữ quỷ, không phải hậu quả khó mà lường được. Triệu chủ nhiệm sau khi nói xong, toàn thân đều tại toát mồ hôi lạnh, bộ mặt cơ bắp đều tại rút gân, đoán chừng hiện tại đột nhiên có người tại phía sau hắn vỗ một cái. Đều có thể bắt hắn cho dọa sợ đi qua. Thơ Mị, người bỏ qua cho ta đi, ta nhất định mỗi ngày đều cho ngươi ba gõ chín bái, thắp nhang cầu nguyện, đốt vàng mã, bỏ qua ta có được hay không, bỏ qua ta. Triệu chủ nhiệm thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở, thật không nghĩ tới một hơi giết tám người Triệu chủ nhiệm, cư nhiên như thế uất ức, nhìn xem đều tức giận. Cái này người từ khi bước vào trường này bắt đầu, liền không biết hại qua bao nhiêu nữ hài, loại người này, liền nên sống thiến. Nói đi, còn có cái gì di ngôn? Nói xong tốt theo giúp ta lên đường.
Tiền Thi Mị mặt mày dữ tợn, hai mắt hiện ra con ngươi màu trắng tử, hung dữ trừng mắt Triệu chủ nhiệm, thật dài móng ngón tay đã bóp lấy Triệu chủ nhiệm yết hầu. Chậm đã, lúc này trời một hét lớn một tiếng, giống như muốn ngăn cản Tiền Thi Mị ý tứ. Ta có chút không hiểu, chẳng lẽ trời vừa cảm giác được dạng này quá tiện nghi Triệu chủ nhiệm, muốn đem hắn thiên đao vạn quả mới xuất khí. Kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy, ha ha. Nhưng ta đoán sai, trời cùng nhau không có nói như vậy, mà gọi là Tiền Thi Mị không muốn giết hắn. Tiền Thi Mị đột nhiên hung dữ quay đầu nhìn lên trời một, ai cản ta thì phải chết. Cái này phạm nhân hạ như thế tội nghiệt, là làm ứng chết, nhưng không phải là ngươi đến chấp hành, dương có dương quy, âm có âm chỉ, ngươi hẳn là đi đầu thai, mà không phải lấy mạng. Trời một khuyên nhủ, ta mặc kệ, hôm nay người này bất tử, tạo oán giận khó lấp, lại như thế nào an tâm đầu thai. Tiền Thi Mị không nhường chút nào bước, quyết tâm muốn Triệu chủ nhiệm chết, đồng thời làm ra một bộ muốn cùng chúng ta khai chiến biểu lộ. Chẳng lẽ thật vất vả mới tròn nữ quỷ này tâm nguyện, cuối cùng vẫn là muốn khai chiến sao? Vậy ta vất vả toàn mẹ nó không tốt, chẳng qua bất kể như thế nào, ta đều đứng trời một bên này, muốn chiến liền chiến. Trời một không có lùi bước, hắn y nguyên lạnh lùng nói, Tiền Thi Mị, ngươi dù oán khí 10 phần, hóa thân lệ quỷ, nhưng may mà chính là... Ngươi đến nay không có hại qua một người, nhưng nếu như ngươi giết người này, vậy ngươi lại không cách nào quay đầu, lúc đầu ngươi kiếp sau có thể ném cái tốt thai, lại có khả năng bởi vì dạng này, liền đầu thai cơ hội đều không có, ngươi tin tưởng ta, người này không có kết cục tốt, không cần thiết ngươi ra tay, nếu như ngươi khăng khăng muốn động thủ, ta định liều mình ngăn cản ngươi. Tiền Thi Mị đối trời một lời nói hoàn toàn nghe không vào, tay nàng chậm rãi nắm chặt, liền phải chuẩn bị đem Triệu chủ nhiệm cổ cắt đứt. Thơ Mị buông tay, ta cầu ngươi. Lúc này Kha Đạt đột nhiên quỳ bỏ qua, ôm thật chặt Tiền Thi Mị chân, đau khổ cầu khẩn. Tiền Thi Mị lập tức nhíu mày, một bộ yêu thương bộ dáng, trên tay lực cũng chậm chậm nới lỏng. Phải xiết, người bên ngoài 10 câu, không chống đỡ ái lang một câu, mù phí nước bọt. Lão sư, ngươi làm cái gì vậy? Chính là cái này hỗn đản hại chết ta, hại chết chúng ta hài tử, ngươi chẳng lẽ không muốn giết hắn sao? Tiền Thi Mị hỏi. Kha Đạt xoa xoa nước mắt nói, cái này quy tôn tử, hắn hận không thể đem hắn toái thi vạn đoạn, nhưng hắn không nghĩ Tiền Thi Mị vì giết một người như vậy, mà từ bỏ đầu thai cơ hội thật tốt, kỳ thật cả kiện sự tình hắn cũng có trách nhiệm, Kha Đạt đã hại Tiền Thi Mị đời này, hắn không nghĩ ngay cả kiếp sau cũng hại. Tiền Thi Mị rốt cục vẫn là buông tay, Triệu chủ nhiệm còn cho là mình chết chắc, dọa đến thiếu chút nữa ngất đi, lần này quần của hắn lại phát ra hôi thối. Lần này không phải tè ra quần, mà là dọa đến phân đều đi ra. Tiền Thi Mị đem Kha Đạt đỡ lên, lão sư, ta biết ngươi yêu ta cũng biết ngươi thường xuyên tại nhà vệ sinh bái tế ta, cho ta đốt vàng mã, những cái này ta đều biết, thế nhưng là người này, ta không giết oán khí khó lấp a. Đã dạng này, vậy liền để ta đến thay ngươi hoàn thành tâm nguyện này đi. Nói xong Kha Đạt đột nhiên đứng lên, sau đó nhào về phía Triệu chủ nhiệm, hai tay mạnh mẽ bóp lấy Triệu chủ nhiệm cổ. Nghĩ thay Tiền Thi Mị đem Triệu chủ nhiệm bóp chết. Không muốn, người dạng này sẽ ngồi tù, ta không nghĩ ngươi nửa đời sau tại phòng giam bên trong vượt qua, nên ngồi tù chính là hắn. Tiền Thi Mị vội vàng đem Kha Đạt túm trở về, ta không giết hắn, ta không giết, hắn sẽ có báo ứng, ta nghe lời ngươi, đi đầu thai. Sau khi nói xong, Tiền Thi Mị lại chỉ vào Triệu chủ nhiệm hỏi, ta bỏ qua ngươi đi, nhưng ngươi muốn đi tự thú, có thể làm được hay không? Có thể. Có thể làm đến, nếu như ta không đi tự thú, ta chết không có chỗ chôn, cả nhà chôn cùng. Triệu chủ nhiệm cùng con chó đồng dạng, trên mặt đất ha ha cầu xin tha thứ, vừa nghe đến mạng nhỏ mình có thể cứu, cái gì thể độc đều thốt ra. Được, ta bỏ qua ngươi. Phải xiết, quả nhiên tình chàng ý thiếp, người yêu dễ nói chuyện, cái này một tới hai đi, thế mà liền đem Tiền Thi Mị giết Triệu chủ nhiệm chấp niệm cho bỏ đi. Hai người lằng nhằng nửa ngày về sau. Lại ôm cùng một chỗ thân cái chừng 10 phút đồng hồ mới lưu luyến không rời tách ra, một tia sáng trắng qua đi, Tiền Thi Mị liền hóa thành một đạo ánh sáng nhạt biến mất, theo Tiền Thi Mị quỷ hồn biến mất, trong nhà vệ sinh bên cạnh lại chạy ra 7 chùm sáng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này miệng thức ăn cho chó, ta mẹ nó ăn. Tốt một cái nhân quỷ tình chưa hết, Triệu chủ nhiệm ngồi xổm trên mặt đất cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi dọa đến lại đi đái. Hiện tại trên mặt vẫn là một điểm huyết sắc đều không có. Đêm nay cái này sự tình ta không biết có tính không xong, nhưng cuối cùng là kết thúc, chỉ là không có mập mạp cái bóng, ta tìm khắp nơi đều không tìm được, ta
ta có chút lo lắng hắn có phải là bị cái kia Thái Lan nữ nhân cho làm. Ngày thứ hai, Kha Đạt dẫn người đem 8 cỗ thi thể đào lên, còn có trước đó chúng ta tìm không thấy kia 2 cỗ thế mà chôn ở nhà vệ sinh trong hố. Thi Ngôn nói, cái này người Thái Lan thật là độc ác, đã sớm nên giết thiên đao, thi thể chôn nhà vệ sinh trong hố, kia không được cả ngày lẫn đêm đều để cứt đái ngâm. Dạng này chẳng những sau khi chết không được an bình, liền người nhà, bằng hữu thân thích mọi nhà cũng không thể an bình, không có chút nào khoa trương, đây là muốn liên lụy 18 đời. Thi thể móc ra về sau, đều để gia thuộc cho lĩnh trở về an táng, hy vọng về sau có thể nghỉ ngơi. Về phần Triệu chủ nhiệm cái tôn tử kia, miệng đầy chạy xe lửa, thể độc làm thơ niệm, làm sao có thể tuân thủ hứa hẹn, ta đây đã sớm đoán được, hắn không tự thú, chúng ta cũng không có chứng cứ, đương nhiên bắt hắn không có cách nào. Chẳng qua tiểu tử này báo ứng tới thật là nhanh, kia là ta vạn vạn không nghĩ tới. Đại khái là ngày thứ ba thời điểm sáng sớm, chúng ta đều vội vàng đuổi tại trên đường tiến về phòng học bên trên khóa sớm, ngay tại lúc này, đột nhiên Triệu chủ nhiệm từ phòng làm việc của mình vọt xuống tới. Ta nhìn thấy hắn đầy đúng quần máu, trong tay còn cầm vật kỳ quái, ta nhìn kỹ lại, cái này mẹ nó không phải nam nhân đồ chơi kia sao? Nhìn nhìn lại Triệu chủ nhiệm đúng quần, lập tức minh bạch chuyện gì, cháu trai này bị thiến. Triệu chủ nhiệm trên tay cầm lấy mình đồ chơi, ngoài miệng cười hì hì hướng người đi đường cười, biểu lộ không có chút nào đau khổ, nhìn qua điên điên khùng khùng, liền như là một người điên. Hắc hắc, hắc hắc, Triệu chủ nhiệm vừa nói, một bên quơ hai tay nhảy xuống, đem chung quanh học sinh giật mình kêu lên, nhao nhao thét chói tai vang lên thoát đi, đặc biệt là nữ hài tử, một bên chạy một bên gọi, Triệu chủ nhiệm điên, Triệu chủ nhiệm điên. Không bao lâu bảo vệ trường liền đến, bọn hắn đè lại Triệu chủ nhiệm, dự định đem hắn đưa đi bệnh viện, nhưng lúc này không biết hắn ở đâu ra lực, thế mà chợt một chút tránh ra khỏi, tiếp lấy liều mạng phi nước đại, chạy ra trường. Nhưng vừa chạy ra không bao xa, đột nhiên một chiếc xe vận tải chạy qua, đem hắn đụng bay xa mấy mét, kia xe hàng lái xe cũng không biết thế nào nghĩ, xe cũng không ngừng, còn trực tiếp từ Triệu chủ nhiệm trên thân ép tới, sau đó lái đi, cái này đoán chừng là đâm chết người, cũng không dám xuống xe xem xét, trực tiếp liền gây chuyện bỏ trốn. Bị đụng bay thì thôi, liền xe hàng khối này đầu từ trên thân ép tới, kia phải có nhiều thảm. Triệu chủ nhiệm ruột đều vung đầy đất, chung quanh tất cả đều là dịch nhờn hòa với máu, càng buồn nôn hơn chính là, đầu cùng dưa hấu đồng dạng, bị ép cái tan nát, màu trắng óc cùng sọ não vẩy ra đến bên đường, liền trên tay hắn bảo bối, cũng bị ép nát, thật sự là tặc kê nhi thảm. Triệu chủ nhiệm sau khi chết, lão bà hắn đến nhặt xác, bên người còn đi theo một cái nam nhân, nói là bằng hữu, cùng theo đến giúp đỡ nhặt xác. Ta trước kia gặp qua Triệu chủ nhiệm nữ nhi, nam nhân này cùng Triệu chủ nhiệm nữ nhi mặt mày đều rất giống. Ngược lại là Triệu chủ nhiệm, cảm giác cùng hắn nữ nhi 8 đời đánh không được một cây, Triệu chủ nhiệm lại ha ha cười nói hài tử ra mẹ hắn, nếu như nữ hài tử giống hắn, kia không nhiều lắm xấu. Triệu chủ nhiệm lão bà lĩnh xong thi về sau, ta nhìn thấy nàng cùng nam nhân kia ôm trên lưng xe, biểu lộ không có một chút bi thương, ngược lại có chút dáng vẻ cao hứng, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Triệu chủ nhiệm chết thảm sau một ngày, thi cốt cũng không lạnh. Đột nhiên ngay tại trong sân trường lưu truyền một đoạn video, ra ngoài hiếu kỳ, ta cũng đi đi eo đến xem. Vừa mở ra, ta liền nghĩ nhả, bình thường lấy hướng người căn bản không có cách nào xem tiếp đi. Trong video người là Triệu chủ nhiệm, hắn bị mấy cái đầy người bắp thịt đại hãn đè lên tường, không ngừng nhặt xà phòng, hắn liều mạng giãy giụa lấy, kêu thảm, nhưng hắn thân thể này tại những cái này tráng mồ hôi trước mặt, liền như là một con gà con đồng dạng, căn bản không cách nào động đậy. Chỉ có thể tùy ý người khác trà đạp. Xong việc về sau, Triệu chủ nhiệm liền đã thừa nửa cái mạng, che lấy cái mông nằm trên mặt đất không thể động đậy. Cuối cùng, xuất hiện máu tanh một màn, Triệu chủ nhiệm bảo bối cho những người kia cho tươi sống cắt xuống, hắn tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Video đến cái này kết thúc, sau khi xem xong ta phía sau lưng mát lạnh, những người này trong đó hai cái ta nhận ra, ngày đó tại phá nhà máy bên trong buộc ải tử chính là bọn hắn, những người này không hề nghi ngờ. Là Trương Hổ thuê đến. Xem ra Trương Hổ đã biết chân tướng, Triệu chủ nhiệm thế mà đối Trương Tiểu Mạn động suy nghĩ, Trương Hổ là ai? Cái kia có thể để hắn tốt qua sao? Ta thậm chí cũng hoài nghi chiếc kia xe hàng đều là Trương Hổ người. Mặc dù Triệu chủ nhiệm trừng phạt đúng tội, nhưng ngẫm lại Trương Hổ thủ đoạn này, cũng là để người thấy thẳng đánh dùng mình, nhục giết Triệu chủ nhiệm thì thôi, sau khi chết cũng phải lên truyền loại này video, đem người khác cách triệt để trà đạp, cái này tâm đắc nhiều độc ác.
ngẫm lại ta đều cảm giác tê cả da đầu, suy nghĩ lại một chút ta cùng Trương Tiểu Mạn quan hệ này, da đầu càng run lên, ai, cô nãi nãi này ta về sau là không thể trêu vào nha. Trừ Triệu chủ nhiệm, ải tử cũng xảy ra chuyện, bởi vì hắn cũng từng đánh qua Trương Tiểu Mạn chủ ý. Khi đó ải tử còn tại bệnh viện, bởi vì bộ mặt thụ thương, nhưng hắn đẩy ra bàn giải phẫu thời điểm, người thế mà ợ ra rắm. Ải tử cũng liền mặt thụ thương, rách ra, mặc dù nghiêm trọng điểm, nhưng phẫu thuật tuyệt đối không đến mức mất mạng, nhưng hết lần này tới lần khác rất kỳ quái. Bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công, nhưng chính là người đột nhiên chết, về sau ta cũng suy nghĩ rất lâu mới hiểu được, là Trương Hổ dùng tiền động tay chân. Đây chính là Trương Hổ, có tiền có thế, một cái thủ đoạn độc ác, muốn để ai sẽ chết nam nhân, nói hắn tại thành phố này một tay che trời đều không quá đáng. Bây giờ suy nghĩ một chút, Trương Tiểu Mạn loại tính cách này đã thật tốt, muốn thật theo Trương Hổ, vậy ta đoán chừng đã nằm trong quan tài đầu, ta đột nhiên cảm thấy Trương Tiểu Mạn còn có chút đáng yêu. Trừ cái này ác hữu ác báo hai cha con, còn có một người ta nhất định phải nói một chút, đó chính là Kha Đạt. Đêm đó trước khi rời đi, trời máy động nhưng liền nói với ta nói cái này nam nhân, vùng một cái di thiên đại hoang. Ta ngây ra một lúc, hỏi vì cái gì nói như vậy. Trời một không nói gì, lập tức liền rời đi, cho nên cái nghi vấn này một mực tồn tại trong tim ta, về sau một đoạn thời gian nhìn thấy hắn cũng thỉnh thoảng sẽ hỏi lên, chẳng qua trời một đô chưa hề nói, hắn liền cùng một khối ngàn năm hàn băng đồng dạng, trừ phi chính hắn tan, không phải liền xem như mặt trời, cũng là giả. Chẳng qua Kha Đạt phung cái này di thiên đại hoang, cuối cùng vẫn là bị ta phát hiện ra, cũng không biết là từ nơi sâu xa chú định vẫn là trùng hợp, có thể là ông trời cũng muốn để người ta biết người này có bao nhiêu dơ bẩn đi. Kia là sự tình qua đi một tuần lễ, ta trong lúc vô tình ở sân trường đi lung tung, đột nhiên đã nhìn thấy một thân ảnh đi tại trước mặt của ta, cái thân ảnh kia rất quen thuộc, rất nhanh ta liền nhận ra người này là Kha Đạt, trong tay hắn ôm lấy một chồng thật cao sách, đoán chừng là làm việc. Ta đang nghĩ tiến lên chào hỏi, đột nhiên liền từ trong ngực của hắn đến rơi xuống một bản màu đen quyển vở nhỏ, có thể là hắn đi đường quá gấp, cũng không có chú ý, đồ vật rơi cũng không phát hiện. Chờ ta nhặt lên về sau, bóng người của hắn đã không gặp. Đây là một bản tiểu xảo linh lung quyển nhật ký, hẳn là Kha Đạt, bởi vì làm việc nhiều lắm, cho nên từ trong ngực chen rất xuống. Lúc đầu nhìn lén người ta quyển nhật ký là kiện không đạo đức sự tình, nhưng nhớ tới trời một đối lời ta từng nói, ta liền không chút do dự mở ra quyển nhật ký đến xem. Quyển nhật ký phần lớn nội dung đều là ghi chép hắn cùng Tiền Thi Mị sự tình, từ ngọt ngào đến đắng chát, lại đến lo lắng hãi hùng, Kha Đạt tất cả đều kỹ càng ghi xuống. A, viết nhật ký loại tình huống này thật là biết hại chết người, nếu như lúc ấy cái này rơi xuống trong tay người khác, vậy hắn cùng Tiền Thi Mị đều triệt để xong. Nhìn thấy sau cùng thời điểm, ta càng thêm xác định ghi nhật ký cái thói quen này là chí mạng, bởi vì ta rốt cuộc biết trời nói chuyện cái kia di thiên đại hoang. Nguyên lai, Triệu chủ nhiệm giết Tiền Thi Mị ngày ấy, Kha Đạt là ở đây. Tiền Thi Mị thường xuyên bị người kéo vào nhà vệ sinh khi dễ sự tình, Kha Đạt vẫn luôn biết, mà lại hắn mỗi lần đều trốn ở một bên nghe lén, lại chưa từng có ra tay ngăn cản qua, nàng liền nghĩ Tiền Thi Mị bị buộc lấy đi đánh dụng hài tử, như thế hắn liền an toàn. Có một ngày, hắn lại tới nghe lén thời điểm, phát hiện trong nhà vệ sinh bên cạnh có đặc biệt vang động, hắn hiếu kỳ duỗi cái đầu đi vào liếc một cái, phát hiện Triệu chủ nhiệm ngay tại động thủ giết Tiền Thi Mị. Kha Đạt suy xét vài giây đồng hồ, hắn không có đi cứu Tiền Thi Mị, mà là xoay người bỏ chạy. Tiền Thi Mị bụng càng lúc càng lớn, cái này sự tình mắt thấy liền không gạt được, một khi bị xuyên phá, hắn chẳng những mất chén cơm, còn muốn bị chỉ trích, gánh vác cực lớn bêu danh, chỉ cần Tiền Thi Mị chết rồi, kia tất cả sự tình đều không có. Có lẽ, Triệu chủ nhiệm không động thủ, vậy tương lai động thủ cái kia, rất có thể chính là mình. Quả nhiên ngày thứ hai, Kha Đạt liền nghe được Tiền Thi Mị chết trong nhà cầu tin tức, nhưng hắn biết, là Triệu chủ nhiệm giết Tiền Thi Mị, vẫn luôn biết. Xem hết đầu này nhật ký, ta tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, nguyên lai chúng ta đều để Kha Đạt cho lừa gạt, hắn đêm hôm đó trang thật giống, một bộ khổ tình lang dáng vẻ, liền quỷ đều để kỹ thuật diễn của hắn cho được, thật sự là nhân vật lợi hại, người này lòng dạ thật sâu, lòng dạ ác độc trình độ cũng không tại Triệu chủ nhiệm phía dưới. Ta cũng cuối cùng đã rõ vì cái gì trời một không có vạch trần hắn nói láo, nếu như nói ra tới, kia Tiền Thi Mị oán khí tuyệt đối gia tăng gấp đôi. Đến lúc đó lại không biết sẽ mang đến hậu quả gì, chẳng qua so sánh dưới, ta càng thêm hiếu kỳ trời một là làm sao biết chuyện này, tiểu tử này chẳng lẽ là thần sao? Cũng quá tà dị điểm đi.
Nội dung bên trong ngươi đều xem hết sao? Ta vừa mới ngẩng đầu, đột nhiên đã nhìn thấy một tấm âm u mặt. Ta song quyền nắm chặt, nổi giận đùng đùng mắng, ngươi cái xúc sinh, ngươi xứng làm người sao? Tiền thi mị có bao nhiêu yêu ngươi không phải không biết, ngươi vì cái gì không cứu nàng? Nếu như cùng ngày ngươi xuất thủ cứu giúp, khả năng kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Kha Đạt nở nụ cười gằn, đúng, kết quả khả năng hoàn toàn khác biệt, có lẽ nàng sống, người chết kia chính là ta, chúng ta sự tình nếu như bị phát hiện, trường học sẽ không bỏ qua, gia thuộc sẽ không bỏ qua ta, xã hội này cũng sẽ không bỏ qua ta. Nhưng sự tình là chính ngươi làm, ngươi trách được ai? Ngươi liền nên gánh chịu trách nhiệm này, chống đỡ cái này hậu quả. Ta phẫn nộ nói. Kha Đạt thở dài một hơi, hắn đẩy kính mắt nhìn lên bầu trời, người đều là tự tư. Nàng chết tốt qua ta chết, dù sao nàng như vậy yêu ta, cũng sẽ không để ý thay ta đi chết, ta hiện tại mỗi đêm đều cho nàng đốt vàng mã, hy vọng nàng có thể nghỉ ngơi. Ta một quyền đánh qua, đem hắn đánh bại trên mặt đất, đi mẹ nó, ngươi liền cùng Triệu chủ nhiệm xúc sinh kia đồng dạng, ngươi sớm muộn có báo ứng. Nói xong đem nhật ký vung trên mặt hắn liền đi. Ta cùng Kha Đạt đồng dạng, đều cho là hắn đã may mắn bỏ trốn chế tài, ta chỉ có thể bất đắc dĩ tại lương tâm khiển trách một chút hắn. Nhưng có câu nói hay lắm, không phải không báo, là canh giờ chưa tới. Một ngày có cái học sinh nhảy lầu, lúc ấy Kha Đạt vừa vặn trải qua, kỳ thật người kia nhảy xuống cách vị trí của hắn hẳn là rất xa, nhưng chính là rất kỳ quái, người kia vừa vặn đập trúng hắn. Hai người cùng một chỗ đưa viện trị liệu, học sinh thoát ly nguy hiểm tính mạng, đã không còn đáng ngại, nhưng Kha Đạt lại trị liệu vô hiệu, chết. Về sau chuyện này trở thành trong trường trà dư tử hậu một cái kinh điển tiết mục ngắn. Có người nói Kha Đạt cũng quá không may, nhưng ta biết, đây là báo ứng. Tốt, phần lớn sự tình đều đã giao phó xong, nhà vệ sinh nữ lệ quỷ cùng sân trường linh dị xã sự tình cũng đã có một kết thúc. Đương nhiên, còn có một phần nhỏ sự tình chưa hề nói, để chúng ta thời gian trở lại tiền thi mị đầu thai đêm đó sáng ngày thứ hai. Đêm hôm đó ta chưa có trở về ký túc xá, mà là cùng Thi Ngôn cùng một chỗ về cửa hàng, hiện tại trường học đã thành hư chiếc lồng. Ta nghĩ khi nào thì đi liền đi, lúc nào trở về thì trở về. Cho Thi Ngôn xử lý một chút vết thương về sau, ta đã mệt mỏi thành chó, nằm trên sàn nhà liền ngủ mất. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, mập mạp đã ngồi ở bên cạnh uống trà, một bộ đắc ý dáng vẻ, miệng lớn hút thuốc, không biết tối hôm qua trải qua chuyện đẹp gì. Ta dụi dụi mắt nói ngươi tiểu tử đi đâu rồi, về sau làm sao không gặp ngươi người, cái này sáng sớm, nếu không phải ngươi một bộ gió xuân dáng vẻ đắc ý. Ta đều coi là nhìn thấy quỷ. Mập mạp nhấp một ngụm trà, sau đó sờ lấy ngực cảm thán nói, thoải mái, đủ lực, thật sự sảng khoái a. Nói xong cũng một bộ dư vị vô cùng bộ dáng, giống như tối hôm qua đi qua thiên đường đồng dạng. Nhìn hắn bộ dạng này, ta cảm thấy có chút buồn nôn, tiểu tử này sẽ không phải là tối hôm qua lười biếng, chúng ta liều mạng thời điểm, hắn đi gọi cô nương đi. Ta cũng lười để ý đến hắn, vội vàng thu thập một chút đi học. Trước khi đi gọi mập mạp chiếu cố cho Thi Ngôn, nàng mặc dù đều là bị thương ngoài da, nhưng dù sao cũng là nữ hài tử, phải có người nhìn xem. Sau khi tan học, Lâm Tuyết đột nhiên mời ta cùng một chỗ tan học, ta có chút mộng, ta dừng chân sinh, lại không trở về nhà, nàng không dừng chân, căn bản liền không tiện đường, cùng một chỗ thả cái gì học. Chẳng lẽ muốn ta đưa nàng về nhà lại trở về trường, ta sắt thép thẳng nam ý chí có thể đáp ứng sao? Lại nói, ngày mai sẽ là 7 ngày kỳ hạn. Ta phải thêm ít sức mạnh học tập tá thi hoàn hồn, chiêu bài không cầm về, ta làm cái gì sinh ý nha. Chẳng qua rất rõ ràng ta là hiểu lầm, Lâm Tuyết chỉ là muốn ta theo nàng đi xem con mèo kia tiểu bạch, mà cũng không phải là muốn cùng ta cùng một chỗ tan học về nhà. Nhớ tới con kia uyên ương mắt bạch miêu, ta không khỏi dùng mình một cái, đồ chơi kia rất tà môn, trước đó đám kia đối Lâm Tuyết lòng nổi máu dây ác ôn, ta liền nghiêm trọng hoài nghi cùng bạch miêu có quan hệ, mèo đen trừ tà, bạch miêu chiêu quỷ. Lâm Tuyết lấy nó làm sủng vật, sớm muộn có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Ta vội vàng khuyên Lâm Tuyết nói, mèo hoang có thể tự mình sống sót, không cần đi quản nó, để nó tự sinh tự diệt được. Người nhà ngươi không đồng ý ngươi nhận nuôi, ngươi có thể quản được nó nhất thời, quản được nó một thế sao? Lại nói, mèo nhưng cùng chó không giống, mèo là sống một mình động vật, nó nếu là lật lên mặt đến, cũng không nhất định có thể nhận ngươi cái chủ nhân này. Vẫn là lĩnh đầu Husky về nhà chậm rãi giải vỏ, kia không thật tốt sao? Cũng mặc kệ ta nói hết lời, Lâm Tuyết chính là không đồng ý, còn bị nàng cài lên không có ái tâm mũ, cái này khiến ta có chút bất đắc dĩ, nhưng ta lại không thể để nàng một người đi, con mèo kia, tương đương nguy hiểm.
đi, được, đi, tại Lâm Tuyết khóc lóc om sòm lăn lộn dưới, ta rốt cuộc chống đỡ không được, đành phải đồng ý cùng với nàng cùng đi xem mèo, cái này giữa ban ngày, hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì. Chúng ta đến cái kia phá nhà thời điểm, Lâm Tuyết hô vài tiếng tiểu bạch, con mèo kia liền ngoan ngoãn chạy đến, nó nhìn thấy Lâm Tuyết cũng là thật cao hứng, dùng đầu không ngừng cọ lấy Lâm Tuyết chân, chọc cho Lâm Tuyết hì hì cười. Con mèo này cũng không có ta tưởng tượng bên trong hung ác như vậy cùng tà môn, ngược lại là đối Lâm Tuyết dị thường hữu hảo, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều rồi. Cái này chỉ là một con manh manh đắt sủng vật mèo mà thôi. Chẳng qua có một chút vẫn là rất kỳ quái, con mèo này da lông sáng ngời, lại trắng sạch không vết, toàn thân đều sạch sẽ, tuyệt không giống mèo hoang, các ngươi nhìn qua có con nào mèo hoang trên thân như vậy sạch sẽ sao? Càng đừng đề cập đây là một con bạch miêu. Lâm Tuyết giống như không có chút nào nghĩ tới vấn đề này, nàng từ trong bọc gốm ra một chút lạp xưởng hun khói loại hình, cẩn thận từng ly từng tí đút tiểu bạch. Tiểu bạch mèo suy nghĩ, hưởng thụ đem đồ ăn cho quét sạch, sau đó lộ ra thỏa mãn biểu lộ, một bộ người vật vô hại manh manh đát bộ dáng, hoàn toàn không có ta nghĩ hung ác như thế. Xem ra thật sự là ta lo ngại, cái này mèo khả năng cũng liền so cái khác mèo có linh tính một điểm. Lâm Tuyết cùng tiểu bạch chơi đùa sau khi... Chúng ta liền chuẩn bị rời đi, đột nhiên, ta nhìn thấy một đám người hướng bên này vây quanh, có chừng 30, 40 người bộ dạng này. Đám người này từng cái mặt mày dữ tợn, hung thần ác sát, trên thân có hình xăm, vừa nhìn liền biết là xã hội người. Lâm Nguyên, những người này muốn làm gì? Lâm Tuyết nhìn trận thế này, dọa cho phát sợ, vội vàng trốn ở phía sau của ta, cái này đều nhanh gặp phải một lớp nhân số, nhưng chúng ta giống như không có đắc tội người. Sẽ không phải là gặp phải một đám tiểu lưu manh sống mái với nhau, nơi này chính là chiến trường A. Dựa vào, cái này mèo quả nhiên là không rõ chi vật. Ta che chở Lâm Tuyết hướng lui về phía sau, một mực thối lui đến phá cửa phòng trước, nhưng đám người kia rất rõ ràng chính là tới tìm chúng ta, bọn hắn rất nhanh liền vây quanh. Đem chúng ta vây quanh về sau, một cái có mặt sẹo đại quang đầu hung dữ hướng ta hô, người chính là Lâm Nguyên. Ta nhẹ gật đầu nói là, tìm ta có chuyện gì? Đúng vào lúc này, đột nhiên từ trong đám người vừa đi ra tới một nữ nhân, đây là cái Thái Lan nữ nhân, dáng dấp rất đẹp, còn khá quen. Đột nhiên ta đầu lạc trèo lên một chút, cái này mẹ nó không phải liền là cái kia hàng đầu nữ nhân sao? Đây là tìm người đến báo thù, đấu pháp đấu không lại, hiện tại muốn đổi sống mái với nhau rồi. Thái Lan nữ nhân dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói, tên mập mạp chết bầm kia đi đâu rồi? Mập mạp. Ta nói ngươi tìm mập mạp làm gì? Thái Lan nữ nhân đột nhiên nổi giận đùng đùng quát, cái kia hỗn đản phá hư ta tu hành, ta muốn giết hắn. Ta không hiểu ra sao, mập mạp làm sao liền phá hư nàng tu hành rồi. Hẳn là tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Cái này đáng chết mập mạp, thật muốn đáng giết ngàn đao, buổi sáng hôm nay còn thừa nước đục thả câu. Ta nói vậy ngươi tìm mập mạp đi a, tìm người với ta làm gì? Nghĩ không ra cái này hàng đầu nữ nhân ở bên này còn rất có thế lực, thế mà có thể để đến như vậy nhiều người, nhìn những người này hung thần ác sát dáng vẻ, cũng không phải loại lương thiện, ta hiện tại còn mang theo cái Lâm Tuyết, nếu như không đem bọn hắn đẩy ra, chỉ sợ lần này cần gặp nạn. Thái Lan nữ nhân nhíu mày, sau đó phát ra cười lạnh một tiếng, tiếp lấy đối vết sẹo đao kia đầu chọc lặng lẽ nói mấy câu. Mặt sẹo đầu chọc lập tức lộ ra nụ cười bỉ ổi, để ta cảm thấy có chút bất an. Chẳng qua hắn thế mà nói với ta câu, người có thể đi. Ta ngây ra một lúc, nhưng cũng không nghĩ được nhiều như thế, kéo lấy Lâm Tuyết liền muốn đi, nhưng hắn lại ngăn lại ta, ta nói người có thể đi, cô nàng không thể đi. Thả mẹ nó chó má, người đến cùng muốn thế nào? Ta cảm giác bị đùa nghịch, vội vàng phun hắn một câu. Mặt sẹo đầu chọc cười hì hì sờ sờ cái cằm, một mặt hèn mọn nhìn ta sau lưng Lâm Tuyết, huynh đệ ngươi ngủ ta tiểu muội. Nữ nhân của ngươi không được cùng chúng ta chơi một cái. Ta lại ngây ra một lúc, câu nói này nửa câu sau ta hiểu, nhưng phía trước kia nửa câu cần tiêu hóa một chút. Mười mấy giây qua đi, ta mới phản ứng được, mập mạp kia đáng giết ngàn đao thế mà đem cái này Thái Lan nữ nhân cho ngủ rồi. Ông trời của ta, đêm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Lấy mập mạp bản lĩnh, có thể bảo mệnh cũng không tệ, thế mà còn có thể chiếm được tiện nghi. Nhưng hồi tưởng lại buổi sáng hôm nay mập mạp biểu hiện, cái này sự tình thật đúng là huyền. Ha ha, có thể, các ngươi tập thể gọi ta âm thanh ra ra, lại từ ta dưới hông chui qua, ta liền miễn cưỡng suy tính một chút. Ta hừ lạnh một tiếng nói. Mặt sẹo đầu chọc tức giận đến trên mặt thịt đều đang run rẩy, tiểu tử thúi,
tại thành phố này, còn không người dám đối ta Đao Ba Cường nói như vậy, ngươi đang tìm cái chết. Ngươi nhưng dẹp đi đi, tại tòa thành này, như ngươi loại này người, nhiều vô số kể. Ta Trào Phúng nói, liền một cái Trương Hổ, đoán chừng đều có thể đỉnh 100 cái hắn, tiểu lưu manh đánh nhau cứ như vậy, thích khoác lác, chẳng qua ta tuyệt không hư, mặc dù hắn hiện tại nhiều người, ta cũng không thể sợ. Tiểu tử, có gan, trận thế này còn mẹ nó mạnh miệng, chẳng qua ta sợ mạng ngươi không đủ cứng rắn. Đao Ba Cường phất phất tay, đằng sau kia mấy chục người lập tức từ phía sau lưng móc ra đoạn đao, sau đó hướng ta chậm rãi vây quanh. Trận thế này, một người phun một ngụm nước đều có thể đem ta chết đuối, khoan hãy nói có vũ khí, hướng ta là vạn vạn không xông ra được. Tránh cũng là không có cách nào tránh, chúng ta đằng sau chính là phá phòng ở, liền cái đứng đắn không có cửa đâu, trốn vào đi vậy liền thành bắt rùa trong hũ. Lâm Tuyết đột nhiên tại ta đằng sau nói, Lâm Nguyên, ngươi đi đi, giữ ta lại, không phải ngươi sẽ chết ở chỗ này. Ta cầm thật chặt nàng tay, kiên định nói, đi, chúng ta cùng đi, chết, vậy chúng ta thì cùng chết, ta Lâm Nguyên tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ngươi rời đi. Lâm Tuyết nghe, to như hạt đậu nước mắt hợp thành một đường, một giọt trượt xuống tới. Đi liền cùng đi, chết thì cùng chết. Lâm Tuyết nắm thật chặt ta tay, trên mặt không còn có một chút sợ hãi thần sắc. Ôi ôi ôi, đồng mệnh uyên ương a, cái này một bộ thâm tình chậm rãi dáng vẻ, đừng ngốc, ngươi đi, muội tử ta thay các ngươi chiếu cố, hắc hắc. Đao Ba Cường một bộ dâm đãng dáng vẻ. Lưu manh, Lâm Tuyết sinh khí mắng. Ôi ôi ôi, còn rất bướng bỉnh, ta thích, dạng này nữ nhân có nhai lực, ha ha. Đao Ba Cường không hổ là ra tới lẫn vào, trên miệng liền cùng ngậm liệng đồng dạng, miệng đầy phun phân. Hừ, là kê, liền các ngươi đám người này. Cũng liền biết nhiều người khi dễ người ít. Ta đối bọn hắn dựng thẳng lên cây ngón giữa, vô tình khinh bỉ bọn hắn. Ta thao, tiểu tử, năng lực, hắc hắc, kia thành, các huynh đệ, các ngươi đừng cùng tiến lên, một người lên. Đao Ba Cường móc ra điếu thuốc, sau đó dự định xem kịch vui. Cái này người thật là gian trá, từng cái bên trên cùng tiến lên cũng không có gì khác biệt, chỉ là một cái chết được tương đối chậm, một cái chết được tương đối nhanh mà thôi. Chẳng qua cái này đối với ta mà nói đã tính kết quả tốt nhất, bởi vì có thể kéo dài thời gian, có thể sống một giây là một giây, đến lúc đó sự tình có chuyển cơ còn chưa nhất định. Đúng vào lúc này, Đao Ba Cường hô to một tiếng, ai mẹ nó chặt tiểu tử này, đằng sau cô nàng kia ai trước hết bên trên, xem ra còn không có khai phát qua, hắc hắc. Vừa dứt lời, đột nhiên một cái tóc vàng tiểu tử liền vung đao chặt tới, ta đẩy ra Lâm Tuyết, đi theo cũng nghiêng người lóe lên, né qua hắn chém vào. Trên người bọn họ từng cái đều có đao, không thể cứng rắn, chỉ có thể trước quần nhau, lại tìm cơ hội nhất trí tất sát. Hoàng Mao, chém chết hắn, chém chết hắn. Chung quanh một trận tiếng hoan hô, cái này khiến Hoàng Mao dị thường hưng phấn, hắn trên miệng treo cuồng tiếu, trên tay đao hô hô hướng ta không ngừng chặt tới. Loại này mao đầu tiểu tử, xem xét liền không có gì kinh nghiệm, liên tục chém vào sẽ để cho thân thể có một nháy mắt cứng ngắc cùng dừng lại, ta nắm chặt cơ hội. Một quyền đánh vào mũi của hắn bên trên, sau đó hai tay nắm ở hắn cầm đao tay phải, một cái đầu gối đỉnh, lập tức liền nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, trên tay đao cũng một tiếng, rơi trên mặt đất. Cái tay này, phế, ta nói. Hoàng Mao ngã xuống đất về sau, khoanh tay lăn lộn trên mặt đất, ta một chân đá hướng đầu hắn, hắn tức thời liền hôn mê bất tỉnh. Mao Sơn Quỷ Đạo cũng không chỉ có ghi chép đạo thuật, đối với công phu quyền cước, cũng là có rất giảng giải cặn kẽ. Nếu như không thân thể cường tráng, không có một chút thân thủ, làm sao đối phó yêu ma quỷ quái, cho nên tại học tập đạo thuật đồng thời, thân thủ của ta cũng đang không ngừng mạnh lên, công phu sách không lên, nhưng đối phó những cái này nát tử, vậy vẫn là dư xài. Ta nhặt lên trên đất đoạn đao, chân đạp tại Hoàng Mao trên mặt, hét lớn một tiếng, vị kế tiếp. Cái này ra oai phủ đầu hoàn toàn chính xác đem bọn hắn chấn trụ lập tức, nhưng tại Lâm Tuyết dụ hoặc dưới. Rất nhanh bọn hắn liền một cái tiếp một cái vọt lên. Sau mười mấy phút, trên mặt đất đã đổ 7 người, nhưng ta đã từ lâu vết thương chồng chất, mệt bở hơi tai, trên thân tất cả đều là vết đao, máu đem quần áo đều nhuộm đỏ, chiến thuật xa luân chiến này thật lại, ta đổ xuống cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, địa phương cũng hoang tàn vắng vẻ, muốn có người cứu chúng ta, có chút nói chuyện viển vông, chẳng qua tại ta đổ xuống trước đó, làm sao cũng phải nhiều kiếm mấy cái. Lúc này ta chân đạp người thứ 7 ngực, lại giống to một câu, vị kế tiếp. Sau đó có đầu lưỡi liếm liếm trên đao máu, chuẩn bị vòng tiếp theo vật lộn.
Lúc này ta đã tính cùng đồ mạt lộ, ai bên trên ai coi như kiếm tiện nghi, cho nên tất cả đều bắt đầu kích động. Ngay tại lúc này, Đao Ba Cường đứng dậy, cười hắc hắc nói, lần này ta tới, cô nàng kia nam nhân đầu tiên, ta tới làm, hắc hắc. Ta nhíu mày, cái này Đao Ba Cường thân hình cao lớn, chỉ ít có 1m8 trở lên, thịt trên người cũng là cực kỳ rắn chắc, vết đao trên mặt nhất là chói sáng, vừa nhìn liền biết là cái nhân vật hung ác. Đao Ba Cường cũng không có lấy đao, hắn từng bước một đi ra, liền cùng một cái tướng quân, cúi đầu khinh thường lấy ta. Ngươi không cầm đao sao? Ta lạnh lùng mà hỏi. Đao Ba Cường lắc đầu, người bộ này chết dạng, ta đều muốn để ngươi hai tay hai chân. Ta nghe xong cũng đem đao ném, ta Lâm Nguyên không chiếm người tiện nghi. Đao Ba Cường vươn cái ngón tay cái, tiểu tử, có khí phách. Nhưng hắn vừa dứt lời, đột nhiên liền đạp một cước, ta không né tránh kịp nữa, đành phải hai tay bảo vệ, nhưng lực đạo của hắn rất lớn, một chân liền đem ta đá ra thật xa, người cũng hướng về sau lật trên mặt đất. Ta ho khan vài tiếng, mới bỏ lên, nhưng lúc này ta cũng sớm đã mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có, một chân này ta đã là sử xuất lực khí toàn thân để ngăn cản. Hèn hạ, ta đứng lên sau hung hăng nhìn hắn chằm chằm, một chân này rõ ràng có chơi lừa gạt hiểm nghi. Ha ha, đồ đần, ngươi cho rằng ta là quân tử. Còn cùng ngươi giảng nhân nghĩa đạo đức, ta là tiểu lưu manh, chỉ cần có thể thắng là được, thủ đoạn gì ta cũng không quan tâm. Đao Ba Cường cười như điên nói, hắn người phía sau cũng cùng theo cười to. Ta cũng lười lại tốn sức cùng hắn nói chuyện, xông đi lên chính là một cái quét chân, nhưng hắn nhẹ nhõm liền tránh thoát, chớ nhìn hắn vóc dáng vừa cao vừa lớn, nhưng rất linh hoạt. Ta nhìn một chiêu không có xính. Song quyền lập tức như gió vung ra, nhưng Đao Ba Cường một cái liền tóm lấy quả đấm của ta, nắm chặt lên cổ áo của ta giơ lên, hung hăng ném xuống đất, sau đó một chân đem ta đá văng. Ta phun một ngụm máu về sau, thân thể mềm đến cùng bông, cũng đứng lên không nổi nữa. Lâm Tuyết chạy tới ôm lấy ta, nước mắt xoát xoát rơi, ta đã đến cực hạn, hôm nay thật đúng là chật vật, nhưng ta không có cách, đã hết sức. Ta tại Lâm Tuyết bên tai nói, nếu như không nghĩ chịu nhục, liền cầm lên trên đất đao, chúng ta cùng đi đi. Đao Ba Cường không nghe thấy ta nói cái gì, hắn cầm lấy trên đất đao nói, loại địa phương này, làm ngươi cũng không ai biết, tiểu tử, ngươi lên đường bình an đi. Lúc đầu không muốn làm ngươi, liền nghĩ vui sướng dưới, nhưng tiểu tử ngươi không biết nói, lại dám kêu gào ta Đao Ba Cường, ngươi là hầm cầu bên trong đốt đèn, tìm phân chết. Đúng vào lúc này, đột nhiên phía sau đám người truyền đến bạo động, Đao Ba Cường cùng ta lập tức trở về nhìn. Phát hiện phía sau lại có một đám người bao đi qua, nhân số cũng không so Đao Sẹo mạnh ít, chỉ có điều nhìn những người kia không có như vậy hung thần ác sát, mà lại nhìn y phục của bọn hắn, giống như các ngành các nghề người đều có, thức ăn ngoài, lái xe, phục vụ viên, cái này khiến ta có chút ngây ngốc, đến cùng phát sinh chuyện gì rồi. Ai mẹ nó dám động lão tử huynh đệ, thanh âm của mập mạp từ trong đám người truyền ra, rất nhanh, ta đã nhìn thấy mập mạp rất cái bụng lớn gạt ra đứng tại phía trước. Càng làm cho ta không hiểu là, Đao Ba Cường đám người kia nhìn thấy mập mạp lại có chút sợ hãi, tất cả đều lui ra phía sau mấy bước, thần sắc có chút bối rối. Mặt cười Phật đến, ta thao. Cường ca, mặt cười Phật đến. Ta thao, tiểu tử này không phải rời khỏi giang hồ sao? Ta làm, chẳng lẽ mập mạp chính là hắn? Đao Ba Cường sờ sờ mình đầu chọc, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Ai, tiểu Cường, tới tới. Mập mạp hướng Đao Ba Cường vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đi qua. Đao Ba Cường ngẩn ra, một mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là tỉnh táo đi tới. Mặt cười Phật, tiểu tử ngươi tới làm gì? Đao Ba Cường đi vào mập mạp trước mặt về sau, bộ dáng lại có điểm sợ, vừa rồi lệ khí đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh Thái Lan nữ nhân nhìn thấy mập mạp về sau, vội vàng lắc lắc Đao Ba Cường tay, ra hiệu chính là cái tên mập mạp này. Đao Ba Cường lập tức có chút khó khăn, sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Mập mạp đốt một điếu thuốc, phun ra một cái vòng khói thật to, sau đó chỉ vào Thái Lan nữ nhân nói, này nương môn là lão tử ngủ. Sao, có chuyện gì hướng ta đến, dám đụng đến ta huynh đệ. Người mẹ nó muốn chết. Vừa dứt lời, mập mạp đột nhiên một chân đạp hướng Đao Ba Cường, một chân này có thể nói là không hề có điểm báo trước, không ai từng nghĩ tới, mập mạp động thủ động phải trực tiếp như vậy. Muốn nói nhân số, đôi bên đều không khác mấy. Càng làm cho ta không nghĩ tới chính là, mập mạp một chân này trực tiếp liền đem Đao Sẹo mạnh đạp bay ra ngoài, trực tiếp đụng ngã đằng sau một loạt người, nếu không có người vịt, một chân này đoán chừng đủ Đao Ba Cường chịu.
So thân cao, kia đích thật là Đao Ba Cường chiếm ưu, nhưng so thể trọng, mập mạp kia tư thái, tối thiểu so Đao Ba Cường rộng khoảng 1/3, nhưng Đao Ba Cường thân thể cũng rất rắn chắc, một chân này có thể đá ra hiệu quả như vậy, quả thực có chút khiến ta giật mình, đây là mập mạp lần thứ nhất để ta lau mắt mà nhìn. Mẹ nó, mập mạp chết bầm, người muốn chết, thế mà cho ta đùa nghịch thủ đoạn. Đao Ba Cường có chút nổi giận, đứng lên nắm chặt nắm đấm, hung dữ trừng mắt mập mạp, nhưng y nguyên không dám cùng mập mạp đánh nhau. Thôi đi, ta nói Đao Ba Cường, người có phải hay không hỗn ngốc rồi? Chẳng lẽ người muốn ta cùng tiểu lưu manh giảng quang minh lỗi lạc sao? Mập mạp cười nhạo nói. Mặt cười Phật, người khoan đắc ý, còn tưởng rằng là trước kia sao? Đao Ba Cường nói. Mập mạp gõ gõ khói bụi, hoàn toàn chính xác, bàn ra là không bằng trước kia, nhưng đối phó người dạng này tạp toái, vậy vẫn là dư xài, giúp một cái Thái Lan nữ nhân khô huynh đệ của ta, người sợ là trong lòng không có điểm bức số, nữ nhân này lão tử là chơi qua nghiện, người mẹ nó có thể làm gì được ta? Vừa dứt lời, mập mạp trực tiếp liền đem tàn thuốc gảy tại Đao Ba Cường trên thân. Đây chính là động thủ ngòi nổ cùng tín hiệu, bất kể như thế nào. Bị người thuốc lá đầu bắn người bên trên đều còn chưa động thủ, mặt kia trực tiếp liền ném đến nhà bà ngoại, về sau còn thế nào quản tiểu đệ. Còn có ai phục ngươi? Ta rãnh người bà mẹ ngươi chứ gấu à? Đao Ba Cường không biết khi nào trong tay nhiều đem đao, hắn giơ lên trong tay đao điên cuồng bổ về phía mập mạp. Mập mạp né tránh hai hồi về sau, cũng quyết định không còn tránh, hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên liền tay không bắt lấy Đao Ba Cường đao. Cái này khiến người ở chỗ này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như Đao Ba Cường có thể thuận lợi đem đao rút ra, cái kia mập mạp cái bàn tay này tính phế. Đao Ba Cường nhìn xem đầy tay máu mập mạp, cười lạnh một tiếng, cắn răng muốn đem mập mạp đao trong tay cho rút ra, thế nhưng là hắn sử xuất toàn thân lực đều vô dụng, đao kia y nguyên vững vàng giữ tại mập mạp trong tay, loại này đoạn đao chuôi đao không dài, lại không thể hai cánh tay một con bên trên. Ngu ích, mập mạp thừa dịp cái này khoảng trống kỳ, một quyền đánh vào Đao Ba Cường mặt bên trên. Chỉ thấy Đao Ba Cường rút lui vài chục bước, mặc dù thân thể ổn định không ngã, nhưng mũi cùng miệng tất cả đều là máu, xem như ăn tràn ngập không khí phấn khởi. Mập mạp không cho hắn cơ hội thở dốc, nắm chặt chuôi đao liền lên trước khảm đao sẹo mạnh. Đao Ba Cường hồn đều không có trở lại đến, mập mạp đã xông lên trước, Đao Ba Cường vô ý thức dùng tay ra ngoài cản, nhưng khi hắn kịp phản ứng thời điểm, đã trễ, mập mạp giơ tay chém xuống. Đao Ba Cường tay liền rơi trên mặt đất, máu cùng suối phun đồng dạng, xì xì phun ra ngoài. A, à, Đao Ba Cường đau khổ trên mặt đất kêu rên, lăn lộn, bộ dáng cực kỳ thê thảm đáng thương, cảnh tượng này nhưng làm những cái kia tiểu đệ cho hù dọa, thế mà đều quên đi cứu Đao Ba Cường. Nha, cái này đao còn rất lưu loát, chặt tay một đao đoạn, cắt xương cốt sát giòn nha, còn lăng lấy làm gì, tranh thủ thời gian đưa các lão đại của ngươi đi bệnh viện nha, kịp thời, cái tay này còn có thể tiếp trở về. Mập mạp đùa bỡn trong tay đoàn đao. Đám kia tiểu đệ cái này mới phản ứng được, vội vàng đỡ dậy Đao Ba Cường nghĩ đưa bệnh viện cứu chữa. Tay, lão tử tay, nắm tay nhặt đi qua, lão tử có các ngươi sao, một đám ngu ích. Đao Ba Cường mặt không có chút máu mắng, bộ dáng cực kỳ đau khổ. Trong đó một tiểu đệ vội vàng chạy về đến nhặt Đao Ba Cường tay, sau đó một đám người nhanh chóng tán đi, thời điểm ra đi từng cái sắc mặt tái nhợt, còn nói về sau tuyệt đối đừng gây mặt cười Phật. Không phải không có quả ngon để ăn, cái này người hung ác phải một thớt. Vốn cho rằng sẽ có một trận liều mạng, lại bởi vì có một phương đại ca lạc bại mà kết thúc, mập mạp cũng phất phất tay, ra hiệu cùng chính mình những người kia tán đi đi, sau đó xé nát quần áo, cho mình đơn giản băng bó một chút vết thương. Mập mạp cái này vết đao cũng không nhẹ, ta còn trông thấy rất sâu một cái vết đao tử, phải một lúc lâu khả năng tốt. Tiểu ca, ngươi không sao chứ? Ai u, còn có mỹ nhân làm bạn. Xem ra ta là không nên tới, để các ngươi làm một đôi bỏ mạng uyên ương tốt bao nhiêu. Mập mạp cười hì hì nói, giống như hoàn toàn không đem cái này tổn thương coi ra gì. Ta cũng lười cùng hắn ba hoa, vội hỏi hắn làm sao biết ta ở đây gặp nạn. Mập mạp gãi đầu một cái, nói chính hắn cũng không rõ ràng lắm, hắn tại cửa tiệm trông thấy một con bạch miêu, còn tưởng rằng là ở đâu ra mèo hoang, liền nghĩ đuổi đi nó. Nhưng mập mạp chạy ra cửa tiệm về sau. Con mèo kia liền biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy hắn đột nhiên liền nghe được một câu, nói ta cùng Lâm Tuyết tại phá phòng ở bên kia gặp nạn, gọi mập mạp đi cứu chúng ta. Ngay từ đầu mập mạp còn tưởng rằng là nghe nhầm, nhưng câu nói này không đứng ở mập mạp trong đầu vang lên, làm mập mạp không nghĩ để ý tới thời điểm, đầu óc liền cùng nổ tung đồng dạng,
Mập mạp lúc này mới cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ. Mập mạp vội vàng đuổi tới cái chỗ kia, nhưng đối phương có không ít người, hắn cũng không dám coi thường vọng động, dưới tình thế cấp bách, hắn cũng gọi điện thoại gọi một đám người tới, chuẩn bị huyết chiến một trận. Hóa ra là con kia bạch miêu đi mật báo, nếu như không có nó, khả năng ta cùng Lâm Tuyết hôm nay liền bàn giao tại cái này. Lâm Tuyết vội vàng đem tiểu bạch chiêu hô lên, đối nó vừa ôm vừa hôn, nhưng hâm mộ chết ta cùng mập mạp, cảm giác sống được còn không bằng một con mèo. Con kia bạch miêu cũng dị thường cao hứng, híp mắt không ngừng meo meo kêu, còn cần đầu hướng Lâm Tuyết mang cọ, ta sát, đây là một con sắc mèo. Cái này bạch miêu mặc dù đã cứu chúng ta, nhưng từ mập mạp lời nói bên trong có thể biết, cái này bạch miêu hoàn toàn chính xác rất tà môn, chỉ là có thể xác định, nó sẽ không đối với chúng ta bất lợi, nhưng cái đồ chơi này, vẫn là thiếu gần, đối ta nhân loại không có chỗ tốt. Cáo biệt tiểu bạch về sau, ta lại đưa tiễn Lâm Tuyết, nàng hôm nay dọa đến cũng không nhẹ. Mắt cũng khóc đến sưng thành trứng gà, kém chút còn thất thân. Trở lại cửa hàng về sau, ta vội vàng hỏi mập mạp người khác vì cái gì gọi hắn mặt cười Phật, Đao Ba Cường lại vì sao có chút e ngại hắn. Mập mạp ha ha phá lên cười, nói xong hắn không đề cập tới năm đó Dũng, ta biết tiểu tử này lại muốn thừa nước đục thả câu, cho hắn băng bó vết thương thi ngôn thẻ lưỡi, nói đánh cược 10 bao lạt điều, tiểu tử này khẳng định nhịn không được muốn nói. Ta cũng cảm thấy thi ngôn nói đúng. Cháu trai này là tại nghẹn đại chiêu, chợt xuống khoác lác thời điểm có thể càng dùng sức một điểm. Quả nhiên, mập mạp thấy chúng ta không có tiếp tục hỏi nữa, tự chuốc nhục nhã về sau, bắt đầu bên trong cách nói lên dĩ vãng sự tích, chẳng qua có hay không thật khoác lác ta cũng không biết, nhưng từ tình huống của hôm nay đến xem, hẳn là hơn phân nửa là thật. Mập mạp thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, là cho nãi nãi từ nhỏ nuôi lớn, không có cha không có mẫu hài tử, từ nhỏ đã ra. Bà nội nàng vì sinh kế, cũng là không rảnh quản giáo hắn. Mập mạp từ nhỏ đã thích đánh nhau, năm nhất thời điểm liền đánh năm ba, năm ba liền đánh năm lớp sáu, năm lớp sáu thời điểm, sát phách trung học cũng không dám gây, là có tiếng hung ác. Lên tới sơ trung thời điểm, liền lớp 10 cũng phải làm cho đường, tiểu tử này còn cùng lưu manh đồng dạng, ở trường học thu bảo hộ phây, về sau bị trường học biết, liền lệnh cưỡng chế hắn nghỉ học. Dù sao mập mạp ở trường học cũng chỉ là đi ngủ đánh nhau, đọc không đọc cũng không đáng kể, chỉ là nghỉ học cái này sự tình, hắn không dám nói cho nãi nãi, mập mạp đời này từ nhỏ ai cũng không sợ, liền sợ bà nội nàng. Mập mạp vì giấu giếm được nãi nãi, vẫn là như thường lệ đi học, chẳng qua là hắn không có đi trường học, mà là cùng một đám tiểu lưu manh. Bởi vì mập mạp có thể đánh người lại hung ác, rất nhanh liền kiếm ra thành tựu, thủ hạ cũng là có thật nhiều tiểu đệ, thời điểm đó mập mạp cũng chẳng qua là 15 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trung học. Vốn là lên cao trung, nhưng mập mạp căn bản liền không có đi học, cái này sự thật tại giấu không đi xuống, liền cùng nãi nãi nói tốt nghiệp trung học không đọc. Nãi nãi nói người tuổi còn nhỏ không đọc sách có thể làm cái gì. Còn chưa trưởng thành, đi làm việc đều không ai dám chiêu. Mập mạp nói yêu làm gì làm cái đó, dù sao chính là không muốn đi đọc sách. Thốt ra lời này xong liền chịu nãi nãi một trận đánh. Dọa đến mập mạp một tháng đều không dám về nhà. Mập mạp cùng nãi nãi nói không đọc sách về sau, tiếp tục ở trong xã hội hỗn càng tốt, không biết làm sao giọt, thân hình của hắn cũng là càng ngày càng béo, bởi vì hắn thường xuyên cười hì hì, người lại béo, mặt còn tròn, người trên giang hồ liền cho hắn lên một cái danh hiệu, mặt cười Phật. Nhưng mập mạp nói, hắn loại này cười cũng không phải hiện tại cười, loại kia cười, là thiếu lý tàng đao, nảy sinh ác độc cười. Địch nhân nhìn thấy đều có thể dọa đến chân như nhũn ra, cho nên hắn mặt cười Phật cái số này, lúc ấy trên giang hồ là nổi tiếng. Bất quá giang hồ không có người nào là vĩnh viễn đắc thế, liếm máu trên lưỡi đao càng là trạng thái bình thường, mập mạp lại có thể đánh, cũng có gặp nạn thời điểm, bởi vì luôn có đoạt không hết địa bàn, giết không hết cừu gia. Có một lần hắn đoạt người khác địa bàn, về sau người kia thu mua hắn phần lớn thủ hạ, sau đó đem hắn một cái vây quanh ở một đầu trong ngõ cụt. Đối phương có mười mấy người, trong tay toàn có lợi khí, mà lúc đó trong đó một tiểu đệ, ngay tại lúc này Đao Ba Cường, hắn vết đao trên mặt không phải người khác cho, chính là mập mạp. Đao Ba Cường khi đó cùng mập mạp không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng mập mạp đã sớm làm đại ca thật nhiều năm, hắn nhưng vẫn là một cái vô danh tiểu đệ. Lúc ấy Đao Ba Cường trông thấy người một nhà nhiều, mập mạp chỉ có một người, vì đoạt công, hắn cái thứ nhất liền xông ra ngoài, chẳng qua kết quả có thể nghĩ. Bị mập mạp ở trên mặt lưu lại một đầu thật dài mặt sẹo, về sau dù cho mập mạp rời khỏi giang hồ, hắn nhìn thấy mập mạp vẫn là sợ phải đường vòng đi.
Về sau một trận chiến này, Mập Mạp mặc dù giết ra một con đường máu, nhưng người cũng bị chặt thành trọng thương, tiến bệnh viện về sau, cũng một mực là hôn mê bất tỉnh, không sai biệt lắm nửa tháng mới tỉnh lại. Trong nửa tháng này, hắn cái gọi là những huynh đệ kia tay chân, một cái đều không đến xem qua hắn, mà là vội vàng phân địa bàn của hắn, một mực thủ ở bên cạnh hắn chỉ có cao tuổi nãi nãi. Mập Mạp biết về sau, bi thương thở dài, nói mình một thế anh hùng, đã rơi cái kết quả như vậy, thật sự là không cam tâm a. Lúc này bên cạnh một vị bác sĩ nói một câu thay đổi Mập Mạp cả đời lời nói, bác sĩ nói, ngươi không phải anh hùng, nàng mới là. Bác sĩ chỉ Mập Mạp tóc trắng xóa nãi nãi, kìm lòng không được lắc đầu. Lúc này Mập Mạp đột nhiên thất thần, 3 giây về sau, lệ như suối trào, ôm lấy nãi nãi nghẹn ngào khóc ồ lên, đúng a, nãi nãi mới là thật anh hùng, một người đem hắn ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, nàng vẫn luôn là anh hùng, mình chẳng phải là cái gì. Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, Mập Mạp triệt để minh bạch ý tứ của những lời này, nhìn thấu giang hồ Mập Mạp không còn đi làm tiểu lưu manh, nhưng hắn lại không có văn hóa gì, khổ hoạt việc cực không muốn làm, về sau chỉ có thể đi theo nãi nãi làm lên đà đầu sống. Cái này cửa âm hành tay nghề là nhà bà nội đời đời truyền lại, khoan hãy nói, cái này rất kiếm tiền, nãi nãi chính là dựa vào cái này đem Mập Mạp nuôi lớn trưởng thành, chỉ có điều tên Mập Mạp này có vẻ như không có thiên phú gì, một mực là nửa thùng nước. Nãi nãi sau khi qua đời, Mập Mạp cũng chỉ có thể làm cái thần côn sống qua ngày. Chẳng qua Mập Mạp nãi nãi cũng đã rất vui mừng, qua đời ngày đó đều là cười đi, bất kể như thế nào, cháu trai bình an còn sống, so cái gì cũng tốt, ngược lại là Mập Mạp trong lòng vẫn luôn rất hổ thẹn, từ nhỏ đến lớn đều không có để nãi nãi qua một ngày ngày tốt lành, cũng không có để nãi nãi kiêu ngạo qua, cho nên hắn hiện tại mới như thế thích tiền, hắn đã đáp ứng nãi nãi, mình muốn trở nên nổi bật. Nói đến đây, Mập Mạp vành mắt có chút đỏ, hắn móc ra thuốc lá, một cây điểm, ta cùng Thi Ngôn đều không nghĩ tới, Mập Mạp thế mà còn có dạng này đi qua, thật là khiến người thổn thức. Còn mơ hồ nhớ kỹ lần thứ nhất thấy Mập Mạp, liền sống sờ sờ một cái lừa đảo thần côn, đối với hắn ấn tượng đầu tiên đó là thật kém. Ở chung sau một thời gian ngắn, phát hiện hắn cái này người rất tốt, hiện tại xem ra, hắn chẳng những có hiếu tâm, người cũng trượng nghĩa, chẳng qua là lúc còn trẻ đi đường quanh co thôi. Chờ Mập Mạp cảm xúc hòa hoãn một chút về sau, ta mới tiếp tục hỏi, vậy ngươi cùng cái kia Thái Lan nữ nhân lại là chuyện gì xảy ra? Nữ nhân kia thế nhưng là cái nhân vật hung ác, ngươi thế mà có thể đem nàng làm rồi. Lần này ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút tà môn. Mập Mạp nghe xong liền cười khanh khách, cùng cái lão tài xế giống như, bộ dáng cực kỳ hèn mọn. Hai ta thấy không hiểu ra sao, nói ngươi cười cái gì cười nha, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Mập Mạp vẫn là không dừng được, ôm bụng một mực cười, đoán chừng nhặt cái đại tiện nghi, người vui vẻ vô cùng. Thi Ngôn thực sự nhìn không được, vội vàng nói, học hàng đầu nữ nhân cũng không dễ chọc, có chút vừa ra đời trong cơ thể liền hạ tình hàng, cùng với nàng tốt về sau, cũng không còn có thể cùng những nữ nhân khác động tình, không phải a, liền sẽ chết đột ngột mà chết, trừ phi là nàng không muốn ngươi, nàng liền sẽ đem ngươi trong cơ thể hàng đầu bỏ đi, nhưng ngươi không thể không cần nàng, cả đời này a. Cũng chỉ có thể muốn nàng một nữ nhân. Lời nói này xong, Mập Mạp liền không vui nổi, vội vàng hỏi ta là thật sao. Ta nhẹ gật đầu, nói xong giống như là thật, trên TV không phải cũng thường xuyên diễn sao. Mập Mạp lập tức không bình tĩnh, vừa rồi đắc ý mặt âm trầm xuống, xem ra dọa cho phát sợ. Ta nói người đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng chuyện ra sao mau mau báo lên. Mập Mạp cũng không dám đang giấu giếm. Từ đầu tới đuôi cho chúng ta nói chuyện đã xảy ra. Mập Mạp nói, kia Thái Lan nữ nhân mặc dù đạo hành ở trên hắn, hàng đầu cũng cực kỳ âm tà, hắn tự nhiên không phải là đối thủ, chẳng qua muốn so kinh nghiệm giang hồ, Mập Mạp đây chính là vung nàng mấy con phố. Ngày đó ta sau khi xuống lầu, Mập Mạp liền nghe được hành lang bên kia truyền đến động tĩnh, hắn mới đầu không dám đi để ý tới, sợ là cạm bẫy, cái này trên mặt đất còn nằm Kha Đạt cùng Ải Tử. Người khác nếu là đi, hai người này có khả năng giữ nhiều lành ít. Chẳng qua mười mấy giây sau, hành lang lại truyền tới động tĩnh, Mập Mạp vểnh tai nghe xong, phát hiện là tiếng cầu cứu của ta. Mập Mạp nghe xong liền gấp, sợ là ta tại trong hành lang gặp được cái gì bất chắc, lúc này hắn cũng quản không được nhiều như vậy, bỏ xuống hai người dưới đất nhanh chóng chạy hướng hành lang. Nhưng vừa tới hành lang chỗ góc cua, đột nhiên đã nghe đến một cỗ cực hương hương vị, Mập Mạp trong lòng lập tức lạc trèo lên một chút. Biết mình trung sáo, nhưng lúc này biết đã tới không kịp,
người khác bắt đầu mơ mơ màng màng đi theo phía trước một cái màu đen cái bóng đi thẳng. Cũng không biết là tại hạ lâu vẫn là lên lầu, dù sao mập mạp đầu óc liền cùng bột nhão đồng dạng, gần như không còn chi giác, chỉ biết mình chân đang động. Qua không biết bao lâu, mập mạp mới đột nhiên tỉnh lại, lúc này hắn trông thấy phía trước có cái tuyệt thế mỹ nữ tại nhẹ nhàng nhảy múa, da thịt trắng nõn so ánh trăng còn sáng, kia mỹ lệ dáng người để mập mạp huyết mạch phún trương, dung mạo càng là khuynh quốc khuynh thành. Mập mạp lúc đầu đã đè nén không được trong cơ thể mình hồng hoang lực lượng, người bắt đầu chậm rãi đi về phía trước, nhưng hắn nhớ tới lời ta từng nói, hàng đầu nha, trên cơ bản đều là lợi dụng thất tình lục dục của con người, nếu như người không có lên tà tâm, trên cơ bản đều bắt người không có biện pháp gì, trừ phi đạo hành đặc biệt cao. Nghĩ tới đây, mập mạp lập tức rõ ràng chính mình có thể là chúng hàng đầu, vừa rồi rõ ràng còn tại trường học hành lang, nơi nào đến tuyệt thế mỹ nữ, đây rõ ràng không thích hợp. Hắn vội vàng áp chế trong lòng mình tà khí, chẳng qua hắn nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, phát hiện tất cả đều là một mảnh trắng xóa, xem ra hàng đầu là không có dễ dàng như vậy phá. Mập mạp nhìn xem những cái này sương mù trắng xóa, đột nhiên nghĩ đến, có phải là những sương mù này dẫn đến mình sinh ra ảo giác, trước đó ta cũng cùng mập mạp nói qua, kém chút liền chết tại Thái Lan nữ nhân trong cạm bẫy. Mập mạp minh bạch về sau, trong lòng có cái to gan ý nghĩ, hắn hít sâu một hơi. Đem những cái kia sương mù hút vào miệng bên trong, sau đó đột nhiên quay đầu hướng phía sau mình phun ra ngoài. Mập mạp nãi nãi đã từng dạy bảo qua hắn, nhân loại chỗ yếu nhất, chính là phía sau lưng, cho nên yêu ma quỷ quái thích nhất đi theo người lưng về sau, liền người hại người, cũng là phần lớn đều là ở phía sau, gặp được thời điểm nguy hiểm, tìm không thấy địch nhân tung tích, trực tiếp liền đằng sau chuẩn không sai. Mập mạp cái này một cược, thật đúng là thành công, không phải lần này chết, nhất định là hắn. Lúc này, đột nhiên những cái kia xương trắng tất cả đều tán đi, mập mạp định chử xem xét, nơi này thế mà là mái nhà, mà mình chỉ cần lại tiến lên trước mấy bước, vậy liền sẽ quẳng thành thịt nát. Mập mạp vội vàng vỗ nhẹ bộ ngực, đa tạ tổ tông phù hộ, sau đó về sau quay người chuẩn bị thoát đi. Nhưng khi hắn một lúc xoay người, đột nhiên đã nhìn thấy một cái Thái Lan nữ nhân, đem mập mạp giật nảy mình, chẳng qua lập tức mập mạp liền minh bạch, vừa rồi mình về sau nhà khói sương mù thời điểm. Trùng hợp liền phá cái này Thái Lan nữ nhân chiêu. Cái này Thái Lan nữ nhân mập mạp nghe ta nói qua, tướng mạo yêu diễm, hàng đầu rất là lợi hại, vừa rồi đoán chừng chính là chúng nữ nhân này hàng đầu, hắn mới mơ mơ màng màng lên lầu, còn kém chút ném mạng, cho nên hắn lập tức để cao cảnh giác tâm, nhìn chằm chằm Thái Lan nữ nhân. Nhưng cái kia Thái Lan nữ nhân thần sắc có chút hoảng hốt, sắc mặt hoàn toàn không thích hợp, nàng chính ẩn ý đưa tình nhìn xem mập mạp, răng trắng cắn môi. Mập mạp lại không ngốc, làm sao lại bên trên làm, hắn cũng quản không là cái gì kỵ sĩ tinh thần, lúc đầu thật sự là hắn là không đánh nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, nhưng nữ nhân này quá nguy hiểm, liền như là hoa hồng có gai, cũng không thể nhân từ nương tay, khó mà nói có thể đem mệnh đều ném cho nàng. Mập mạp nắm chặt song quyền, đi lên liền đánh nàng, nhưng cái kia Thái Lan nữ nhân cũng không phản kháng, ngược lại vui vẻ kêu lên, thanh âm kia thật sự là một cái hoan a, cái này không phải bị đánh. Rõ ràng chính là hưởng thụ, mập mạp cho là mình lại trúng hàng đầu mơ hồ, hung hăng tát mình một cái, cảm giác được đau rát mới biết mình không có mơ hồ. Nhưng nữ nhân này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là mình cho kia xương trắng cho hân mơ hồ rồi? Mập mạp trúng kia xương trắng tà về sau, người cũng là mơ mơ màng màng, còn trông thấy mỹ nữ, cái này có thể là để người sinh ra ảo giác loại hình dược vật. Nghĩ tới đây, mập mạp lập tức tinh thần tỉnh táo, đây chính là lấy lại tới cửa đồ tốt. Chẳng lẽ con vịt đã đun sôi đưa đến bên miệng đều không cần sao? Mập mạp quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này Thái Lan nữ nhân, vóc người đẹp, dung mạo kiều mị động lòng người, quan trọng hơn chính là, vẫn là cái ngoại quốc nữ nhân, kia không được phát dương hạ quốc uy sao? Không cho nàng nếm thử ta quốc gia nam nhân lợi hại, nàng cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Mập mạp giãy giụa thêm vài phút đồng hồ, cũng thực sự nhìn không được, liền đem cái kia Thái Lan nữ nhân làm. Thật không nghĩ đến cái kia Thái Lan nữ nhân cũng không phải đèn đã cạn dầu, xong việc sau mập mạp eo đều không thẳng lên được. Mập mạp nghỉ ngơi sau khi, liền tranh thủ thời gian đi xuống lầu. Hắn đi vào nhà vệ sinh nữ thời điểm, phát hiện không có bất kỳ ai, hắn đành phải chính mình về nhà, lúc ấy nằm trên giường liền ngủ như chết quá khứ. Ngày thứ hai hắn đến trong tiệm thời điểm, mới nghe ta nói chuyện xảy ra tối hôm qua, nhưng hỏi một chút lên cái kia Thái Lan nữ nhân. Mập mạp trong lòng liền dư vị vô cùng, mập mạp còn nói, không nghĩ tới nữ nhân kia thế mà là một đứa con nít,
cái này tiện nghi nhặt cũng không nhỏ. Mập mạp sau khi nói xong, ta không khỏi giơ ngón tay cái lên, nói ngươi cái này vì dân trừ hại hành động vĩ đại mặc dù có chút hèn mọn, nhưng vẫn là công lớn hơn tội. Ta trước đó tại phá phòng ở bên kia nghe Thái Lan nữ nhân nói qua, tu vi của nàng đã bị phá hư, đoán chừng luyện nàng loại này hàng đầu muốn đồng nữ đồng tử chi thân, bị phá về sau, tu vi liền không, cái này vừa vặn, cũng miễn cho nàng đi hại người. Mập mạp lần này mặc dù có chút dậu đổ bìm leo, cách làm cực kỳ không ổn, thế nhưng hoàn toàn chính xác vì dân trừ hại. Hôm nay Đào Ba Cường cũng dùng máu giáo huấn nói cho ta biết, cùng người xấu, căn bản cũng không cần gọi nhân nghĩa đạo đức, không phải người chết kia chính là ngươi. Người xấu muốn gian, người tốt càng muốn gian, không phải làm sao thắng người xấu. Đương nhiên, mập mạp đây không phải gian, là hèn mọn. Nhưng Thi Ngôn sắc mặt lại trầm xuống, giống như cực kỳ không vui vẻ, ta vội vàng hỏi làm sao rồi. Chẳng lẽ là vì mập mạp cái này sự tình sinh khí? Nhắc tới cũng là, nữ hài tử hoàn toàn chính xác đối loại sự tình này tương đối mẫn cảm. Thi Ngôn lắc đầu, nói không phải, nàng là lo lắng mập mạp. Sẽ hàng đầu nữ nhân, đặc biệt là lần đầu tiên rất trọng yếu hàng đầu nữ nhân, trên người các nàng tuyệt đối không có khả năng không có phòng hộ biện pháp. Ý của ngươi là, trên người nàng cũng có hàng đầu. Nếu như kia cái gì về sau, trên người nàng hàng đầu liền sẽ chuyển rời đến trên người của ta. Mập mạp nghe xong sắc mặt cũng đi theo biến, nửa bên mặt đều không có huyết sắc. Thi Ngôn nhẹ gật đầu, chính là trước đó nói tình hàng, nếu như lại yêu người khác, vậy liền sẽ chết đột ngột mà chết. Đây là thường thấy nhất Thái Lan hàng đầu nữ nhân vì khóa lại mình nam nhân phổ biến thủ đoạn. Không thể đi, nếu là trên người ngươi có hàng đầu, nàng còn cần tìm Đao Ba Cường tới báo thù. Ta có chút không hiểu. Thi Ngôn nói, vậy cũng không nhất định, tình hàng phát động điều kiện là yêu người khác, nếu như mập mạp thời gian ngắn không có thích những nữ nhân khác, hắn sẽ không phải chết, nữ nhân kia nếu như phi thường hận hắn, làm sao có thể các loại, đoán chừng hiện tại liền muốn giết hắn, một thân hàng đầu bản lĩnh không có, cũng chỉ có thể tìm Đao Ba Cường đến chỗ dựa. Ta nghe xong có đạo lý, mập mạp càng là có chút đứng ngồi không yên, vội hỏi ta làm sao bây giờ. Cũng không thể đến hỏi nữ nhân kia, hắn có hay không bên trong hàng đầu a? Thi Ngôn vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn ngồi xuống trước, cái này sự tình dễ làm, nàng nhận biết cái sẽ hàng đầu bằng hữu, gọi hắn tới xem một chút là được. Mập mạp nghe xong, vội vàng ôm lấy Thi Ngôn đùi kêu lên cô nãi nãi, so thân cô nãi nãi còn muốn thân a, trước đó kia đắc chí bộ dáng hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thi Ngôn gọi mập mạp đừng cao hứng quá sớm, nếu là thật sự chúng tình hàng, vậy sẽ phải cởi chuông phải do người buộc chuông, không có nữ nhân kia là không thể nào giải khai. Mập mạp dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, đây còn không phải là cho hết, mẹ bán phê. Ta cười ha ha lấy vỗ nhẹ bả vai của mập mạp, nói người không phong lưu uổng thiếu niên nha, cho dù chết, cái kia cũng làm một đêm phong lưu lang, giá trị. Đi, đi, người mới chết đâu, miệng quạ đen. Mập mạp vội vàng đem ta đuổi đi sang một bên. Đúng vào lúc này, đột nhiên cửa tiệm xuất hiện một người, chúng ta ba quay đầu nhìn lại, phát hiện là Trần Văn Uyển đến. Nàng đẩy trên sống mũi kính mắt, lộ ra một cái âm trầm trầm nụ cười, tiếp lấy an vị đến bên trong trên ghế salon. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nàng từ trong bọc móc ra một điếu thuốc, điểm sau hô hô miệng lớn quất, mặc dù nữ nhân hút thuốc lá cũng không có gì. Nhưng nàng nhã nhặn hình tượng trong lòng ta xem như triệt để sụp đổ, trước đó tất cả mọi thứ đoán chừng đều là giả vờ. Những cái kia đều không trọng yếu chính là, nàng rốt cục nghĩ thông suốt, muốn đem ẩn tàng bí mật nói cho chúng ta biết. Ta nhìn một chút trên tay nàng thi ban, phát hiện càng ngày càng nhiều, trên cổ cũng mơ hồ có thể trông thấy, trách không được, cái này liền gặp người đều không được, mấy ngày nữa, có khả năng toàn thân đều sẽ bỏ đầy. Trần Văn Uyển đem thuốc lá trên tay đầu bóp tắt. Sau đó hỏi một cái để chúng ta tê cả ra đầu vấn đề. Trần Văn Uyển nói, các ngươi nếm qua người chết sao? Chúng ta ba hai mặt nhìn nhau, vội vàng lắc đầu, ai mẹ nó dám ăn thịt người, ngươi cho rằng là Long Môn khách sạn sao? Ngẫm lại đều muốn nhả. Ta giống như nghĩ đến cái gì, không phải là Trần Văn Uyển ăn thịt người mới giải thi ban. Ta vội vàng đứng lên, kéo lấy mập mạp cùng Thi Ngôn lui lại vài chục bước, cảnh giác trừng mắt Trần Văn Uyển. Nếu như gia hỏa này ăn người, kia vấn đề liền lớn, mặc kệ là ăn người chết vẫn là người sống, đó cũng là cái biến TAI cấp bậc nhân vật, nhẹ thì đuổi nàng đi vĩnh viễn không gặp lại, nặng thì ta phải báo cảnh, mạng người quan trọng nha. Trần Văn Uyển nhìn ta phản ứng như thế lớn,
đột nhiên liền hì hì nở nụ cười, tiếng cười cực kỳ làm người ta sợ hãi. Không cần khẩn trương như vậy, nếu như ta thật ăn người, liền sẽ không hỏi ngươi vấn đề này, ta khờ a. Trần Văn Uyển lại đốt thuốc, hô hô hút. Ta ngẫm lại cũng thế, nàng hẳn là sẽ không như thế ngốc, treo lấy một trái tim mới hơi để xuống. Nhà đầu, người đến cùng muốn nói cái gì, có chuyện mau nói, có dám mau thả, chúng ta nhưng không có thời gian cùng ngươi đặt cái này chơi, ngươi muốn thật lời nhàm chán, liền đi chơi ngươi cùng phòng bạn trai đi, dù sao bọn hắn không đều là ngươi đồ chơi sao. Hừ, không thật thích tìm kích động sao, cùng phòng nam nhân đều trộm, quả nhiên vẫn là nhà khác dưa ngọt. Mập mạp bây giờ không có kiên nhẫn, Trần Văn Uyển nha đầu này liền cảm giác đang đùa chúng ta đồng dạng, hắn nhịn không được liền chào phúng vài câu. Trần Văn Uyển nghe mập mạp, đột nhiên nhảy dựng lên, dùng khói đầu chỉ vào mập mạp mũi mắng, người mẹ nó nói thêm câu nữa. Mập mạp cái này bạo tính tình, làm sao có thể không đổi trở về, há miệng liền nghĩ mắng to lên, ta nhìn tình huống không đúng, vội vàng ngăn cản mập mạp, đem hắn đặt tại trên ghế, thành thành thật thật ngồi, ra hiệu hắn đừng ở nói chuyện. Trần Văn Uyển đồng học, dám làm liền phải dám thừa nhận, mập mạp mặc dù nói chuyện khó nghe một chút, nhưng cũng là trung thực lời nói. Nếu như ngươi sợ người khác nói, liền không cần làm ra loại này không đạo đức sự tình tới. Ta mặc dù ngăn cản mập mạp, nhưng lời nói vẫn là hướng mập mạp bên này nói, nữ nhân này làm kỹ nữ còn muốn lập trong trắng đền thờ, nghĩ hay lắm. Ta vốn cho rằng Trần Văn Uyển sẽ liền ta cùng một chỗ phun, sau đó hất đầu liền đi, không nghĩ tới nàng thế mà ngồi xổm xuống, che mặt thút thít. Chúng ta ba lại một mặt ngây ngốc, nữ nhân này liền cùng thời tiết đồng dạng, phi thường giỏi thay đổi. Để chúng ta hiện trường ba người đều có chút nhìn không thấu. Mặc dù ta nhất chưa chắc nữ nhân khóc, thế nhưng không dám lên trước tùy tiện an ủi, ai biết nàng lại là không là giả vờ, lại là không phải gạt cạm bẫy của chúng ta. Trần Văn Uyển trọn vẹn khóc 10 phút đồng hồ mới ngừng lại được, mắt lại đỏ vừa sưng, nước mắt nước mũi một nắm lớn, nhìn không giống giả. Ta nói cô nãi nãi, tính tiểu đệ sợ ngươi, chuyện khác ta cũng không nghĩ quản ngươi, liền bàn giao thi ban là thế nào đến. Ta liền vừa mở cửa ra làm ăn, hồng trần thế tục, lão tử mẹ nó thật quản không hết, không phải giết người phóng hỏa là được. Trần Văn Uyển lau khô nước mắt, lại tiếp tục điểm một con khói, rút một hồi thật lâu, nàng mới rốt cục nói ra chân tướng. Ta uống thi dầu, Trần Văn Uyển phun ra vòng khói, biểu lộ có chút kỳ quái. Uống thi dầu, kia cùng ăn người cũng không có gì khác nhau, duy nhất khác biệt chính là, uống thi dầu càng thêm buồn nôn. Dùng thi thể chịu nổ ra đến dầu, ngẫm lại liền cảm giác dạ dày tại cuồn cuộn. Ngươi làm sao có như thế đặc thù yêu thích, cái đồ chơi này ngươi đi đâu làm, lại thế nào uống đến hạ miệng, có buồn nôn hay không với ta mà nói không có gì cái gọi là, ta liền sợ kia thi dầu là chính nàng giết người lấy, đó chính là giết người, tội nghiệt nhưng lớn. Ta hiện tại mặc dù có chút chán ghét nữ nhân này, nhưng ta cũng không muốn nàng giết người, không phải coi như thần tiên đều cứu không được nàng, người đều sẽ mắc sai lầm. Huống chi nàng vẫn là một năm nhẹ sinh viên, ta nghĩ cứu vớt nàng, đây cũng là vì cái gì ta nghĩ tiếp nàng cái này đơn sinh ý nguyên nhân. Trần Văn Uyển cười khổ một cái, nụ cười có chút cứng đờ, nàng nói thi dầu là tại một chút chợ đen thương nhân trong tay mua, chỉ cần có tiền, cũng rất dễ dàng làm đến. Những cái này thi dầu tại tới gần 15 tháng 8 Tết Trung Thu thời điểm, sẽ còn bị trộn lẫn tại bánh Trung Thu bên trong, dạng này bánh Trung Thu liền sẽ hương một điểm, đương nhiên. Loại này bánh Trung Thu sẽ bán được rất đắt, cho nên thi dầu khối này, chợ đen vẫn luôn có. Về phần uống vấn đề, Trần Văn Uyển ngay từ đầu hoàn toàn chính xác uống không hạ, về sau chính là bánh Trung Thu trộn lẫn thi dầu chuyện này dẫn dắt nàng, nàng đem thi dầu cũng trộn lẫn tại khác trong đồ ăn, rất nhanh liền chưa từng thích biến thành nghiện. Ngừng, Thi Ngôn phất phất tay, đánh gãy Trần Văn Uyển, nàng nói uống thi dầu hoàn toàn chính xác có thể để cho người sống trên thân dài thi ban. Nhưng chỉ cần đình chỉ uống thi dầu là được, thi ban tự nhiên sẽ biến mất, không cần tới tìm chúng ta. Ta nghe xong cũng có chút nghi hoặc, chiếu Thi Ngôn nói như vậy, Trần Văn Uyển đến bây giờ đều còn tại kiên trì uống thi dầu, nhưng nàng lại là biết thi ban là bởi vì uống thi dầu mới dài, kia nàng vì cái gì không đình chỉ. Trần Văn Uyển lại là một trận cười khổ, ta vừa rồi liền nghĩ nói, chỉ là bị ngươi đánh gãy, ta không phải là không muốn đình chỉ uống thi dầu, ta là giới không xong. Ta lập tức minh bạch, nguyên lai cái này người không phải tới tìm ta chỉ thi ban, nàng là tới tìm ta giới thi dầu. Buồn nôn như vậy đồ chơi, vì sao lại nghiện, mẹ nó đang đùa ta sao? Vẫn là Trần Văn Uyển lại không đang nói thật. Ta biết các ngươi không tin. Sau khi nói xong,
Trần Văn Uyển từ trong bọc lấy ra một cái túi, bên trong có hai cái nóng hổi bao, ta lấy ra xem xét, lập tức nghe được thơm ngào ngạt mê người hương vị, để ta rất muốn cắn một cái xuống dưới, cái này so thịt chó bánh bao còn muốn hương, đến cùng là cái gì nhân bánh làm. Trần Văn Uyển mặt trầm xuống, nói là thi dầu làm. Ta nghe xong, dọa đến lập tức đem bánh bao ném xuống đất, kém chút không có dẫm lên hai cước. Trần Văn Uyển nói, thi dầu làm đồ ăn, đặc biệt hương, thời cổ còn có người dùng thi dầu tới làm hương liệu, cái này còn không chỉ, bắt đầu ăn càng hương, có cỗ đặc biệt cảm giác, để người phi thường thoải mái, nàng yêu loại vị đạo này về sau, rốt cuộc giới không xong, hiện tại đồ đạc của nàng phần lớn đều trộn lẫn bên trên thi dầu, cho nên nàng trên người thi ban càng ngày càng nhiều, căn bản không có cách nào ức chế. Mập mạp nghe Trần Văn Uyển, thấm chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn dùng tay xoa xoa rồi nói ra, muội tử, người chẳng lẽ có nặng như vậy miệng đam mê à? Thế giới này cái gì đam mê đều có, ngoại quốc còn có cùng cây kết hôn, không hiếm lạ, chiếu Trần Văn Uyển kể rõ, nàng tám thành có loại này đam mê, cũng không kỳ quái, nàng vốn là trong lòng vặn vẹo lợi hại, có loại này yêu thích chẳng có gì lạ. Trần Văn Uyển lắc đầu, kiên quyết nói mình không phải, còn nói chúng ta là không có hưởng qua thứ mùi đó, là sẽ không hiểu, mặc dù trọng miệng, nhưng lại cực kỳ mỹ diệu. Ta càng nghe càng cảm thấy tê cả da đầu, nữ nhân này là không phải đã đến phát rồ tình trạng. Không phải, vậy ngươi uống thì dầu đến cùng là cái gì? Ngay từ đầu ngươi cũng không thể bởi vì là dễ uống a. Ta hỏi một chút lên nguyên nhân, Trần Văn Uyển liền nhíu mày, một bộ có khó khăn khó nói dáng vẻ, xem ra nữ nhân này vẫn có chuyện giấu giếm chúng ta. Trần Văn Uyển do dự một chút, vẫn là cũng không nói ra miệng, chỉ nói là giúp nàng khứ trừ thi ban là được, những chuyện khác, nàng không cần thiết nói. Mập mạp có chút không vui lòng, chẳng qua hắn cũng không nói ra, chỉ là thối lấy cái mặt, hắn hiện tại là nhìn Trần Văn Uyển càng ngày càng không vừa mắt, dù cho nàng nói, mập mạp cũng không nhất định có thể tin tưởng. Có được hay không, Trần Văn Uyển một bộ nhà này không được đổi nhà khác dáng vẻ, đứng lên chuẩn bị muốn đi. Nàng càng như vậy, ta càng nghĩ biết chân tướng, đến cùng nữ nhân này uống thi dầu là vì cái gì. Phàm là cùng âm dương sự tình dính dáng một chút, đều có không thể cho ai biết bí mật. Ta bận bịu chào hỏi Trần Văn Uyển ngồi xuống, ra hiệu nàng không cần phải gấp gáp, sau đó nhìn về phía thi ngôn, cái này thi ban sự tình có chút khó giải quyết, tăng thêm ta không phải rất tinh thông phương diện này, lần này lại chỉ có thể dựa vào thi ngôn. Thi ngôn suy nghĩ nửa phút mới lên tiếng, muốn thi ban biến mất, kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần đình chỉ uống thi dầu là được, chỉ là ngươi lại giới không xong, khó giải quyết nhất chính là cái này, bởi vì thi dầu nghiện về sau, thật nhiều khó giới. Ta cười khổ một cái, đừng nói thi dầu, thứ độ gì nghiện tốt giới. Liền xem như nghiện nét, đó cũng là chặt tay cũng khó khăn giới nghiện. Thi ngôn lại nói tiếp, chẳng qua cũng không phải là không có biện pháp, ta mở một bộ phương thuốc cho ngươi, ngươi đúng hạn phục dụng, hẳn là có thể hóa giải một chút, về sau ngươi không muốn lại đụng thi dầu. Liền có khả năng chậm rãi từ bỏ, đương nhiên, nghiện cái đồ chơi này, vẫn là muốn dựa vào bản thân mình ý chí lực, không phải làm thế nào đều không tốt. Sau khi nói xong, thi ngôn tại một tấm trên tờ giấy trắng xoát xoát phùng mấy bút, liền đem giấy ném cho Trần Văn Uyển. Trần Văn Uyển nhìn thêm vài lần, sau đó đem tàn thuốc dập tắt, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi, nhanh chân đi ra cửa tiệm. Ai u, dừng thi ngôn đồng học, người lúc nào thành đại phu rồi? Sẽ còn kê đơn thuốc, mập mạp vươn ngón tay cái tán dương. Thi ngôn phất phất tay, chuyện nhỏ, bản tiên nữ 360 đi, được đều hiểu một điểm. Cái này người thật đúng là không thể khen, khen một cái đuôi đều muốn vểnh lên trời. Ta nói, ngươi cho Trần Văn Uyển mở thuốc gì, còn có thuốc có thể trị thi dầu nghiện. Thi ngôn lập tức khẩn trương lên, hướng phía cửa lén lén lút lút nhìn mấy lần, xác định ngoài cửa không có người về sau, nàng mới quay về chúng ta nhỏ giọng nói. Kỳ thật a, ta cho nàng mở chính là an thần giấc ngủ thuốc, những cái này thuốc đều là cổ phương, coi như nàng đưa cho ai nhìn đều không cần gấp, không có nhiều người nhìn hiểu. Ta có chút không hiểu, nói tại sao phải cho nàng mở loại vật này. Chẳng lẽ giấc ngủ tốt một chút, liền có thể giải trừ thi dầu nghiện sao? Thi ngôn lắc đầu, nói không phải, những cái này thuốc chỉ là phụ trợ tác dụng, nàng chân chính việc cần phải làm, là thôi miên Trần Văn Uyển, cái này nữ nhân trên người còn có bí mật. Nhưng là nàng sẽ không nói, vậy cũng chỉ có thể dùng đặc thù biện pháp. Ta đi, không nghĩ tới thi ngôn còn có loại thủ đoạn này, vậy ta hỏi nàng nói ngươi sẽ thôi miên sao? Thi ngôn phủi tay, mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói nhảm, bản tiên nữ cái gì sẽ không?
Ta cùng Mập Mạp đồng loạt giơ ngón tay cái lên, Ngưu B. Dương Văn Uyển ăn mấy ngày thuốc về sau, người khẳng định dễ dàng buồn ngủ, thì ban đoán chừng cũng sẽ không giảm bớt, đến lúc đó phát hiện không hợp lý về sau, nàng khẳng định sẽ lại đến, kia chính đụng chúng thi ngôn ý muốn. Đúng vào lúc này, đột nhiên lại đến một vị khách nhân này ta coi như rất quen, là hội học sinh hội trưởng Bạch Doãn. Vừa nhìn thấy Bạch Doãn, ta liền kìm lòng không được nhớ tới đêm đó ở trong tối đạo gian phòng một màn, đương nhiên, ta không phải kỳ thị nàng, mà là đồng tình nàng, một cái hoa quý thiếu nữ, cứ như vậy bị một cái gia súc cho hủy, dù cho chịu chủ nhiệm hạ tràng thê thảm, nhưng cái kia bóng tối, sẽ cả một đời lưu tại cô gái này trong đầu. Lâm Nguyên, ta có lời nói cho ngươi, có thể mời hai người bọn họ ra ngoài sao? Bạch Doãn nhàn nhạt mà hỏi. Thi ngôn cùng Mập Mạp cũng là thông tình đạt lý người, bọn hắn thức thời chạy ra ngoài, chờ bọn hắn hai đi xa về sau, ta mới hỏi, sự tình gì thần thần bí bí. Kia hai cái đều là bằng hữu ta, có chuyện có thể nói thẳng. Bạch Doãn mặt thấp một chút, có chút đỏ, không phải thần bí, là ngượng ngùng. Ngượng ngùng, đến cùng là chuyện gì? Ta lòng hiếu kỳ lập tức bị nàng treo lên tới. Bạch Doãn hỏi, linh dị xã sự tình, người biết bao nhiêu? Ta nhíu mày, nói biết tất cả, bao quát nàng cho ta gửi nhắn tin chuyện này, nhờ có nàng hai lần nhắc nhở ta, không phải phiền phức cũng không nhỏ. Biết tất cả, vậy ta cùng chịu chủ nhiệm, còn có đêm đó. Ta nhẹ gật đầu, biểu thị đều biết, cũng trông thấy. Bạch Doãn lập tức che mặt khóc ồ lên, dọa đến ta có chút không biết làm sao, vội vàng cho nàng đưa một bao khăn tay, sau đó không ngừng an ủi, êm đẹp, làm sao nói khóc liền khóc. Ta có phải là hẳn là trả lời uyển chuyển một điểm, nói không biết. Nhưng đó đã không phải là uyển chuyển, là gạt người. Bạch Doãn khóc sau khi, liền lau khô nước mắt, nàng nói, chê cười, ta lần này không phải cố ý đến khóc, chỉ là nhất thời nhịn không được. Ngươi hẳn phải biết, chịu chủ nhiệm tại trên người chúng ta hạ hàng đầu a. Ta nhẹ gật đầu, biểu thị biết, cái kia người Thái Lan tại trên người các nàng hạ trùng hàng, dùng để khống chế các nàng, trùng hàng một đực một cái, mẫu liền hạ tại đám kia vô tội thiếu nữ trên thân, công liền hạ tại chịu chủ nhiệm trên thân. Bạch Doãn nói, chịu chủ nhiệm mặc dù chết rồi, nhưng trùng hàng còn tại trên người các nàng, hai ngày này không có chịu chủ nhiệm giải hàng, trong cơ thể mẫu trùng điên cuồng phát tác. Các nàng hiện tại có thể nói là đau đến không muốn sống, đều muốn vừa chết chi, còn sống cực kỳ thống khổ, một điểm hy vọng không có, cho nên bất đắc dĩ dưới, ta chỉ có thể tới tìm ngươi, ngoại trừ ngươi, không ai có thể giúp chúng ta. Bạch Doãn sau khi nói xong, mắt ứa lệ, biểu lộ có chút đau khổ, đoán chừng trùng hàng lại phát tác. Ta sau khi nghe xong, sinh khí một quyền đánh vào trên mặt bàn, phát ra oanh một tiếng, cái này chịu chủ nhiệm thật quá đáng ghét. Liền sau khi chết đều không cho đám kia vô tội nữ hải an bình, loại người này nếu như hạ đến địa phủ Diêm Vương ra không phán hắn nhập 18 tầng địa ngục, ta liền một mồi lửa đem thôn của ta bên trong Diêm Vương miếu cho đốt. Ta đối Bạch Doãn nói, yên tâm, các ngươi trên người hàng đầu, ta nhất định mau chóng giải quyết, không phải lão tử sẽ không ăn cơm. Bạch Doãn nghe ta phát loại độc này thề, cười khổ một cái, nói không ăn cơm không được, người là sắt, cơm là thép, một ngày không ăn đói đến hoảng. Còn hỏi ta thu bao nhiêu tiền? Ta lật một chút Bạch Nhãn, cái này còn thu tiền gì, không phải vũ nhục ta sao? Bạch Doãn nói không được, ta mở cửa làm ăn, nếu như nàng không trả tiền trong lòng băn khoăn. Ta nói nhắc lại tiền cùng với nàng gấp, các nàng đều thảm như vậy, ta lấy tiền còn là người sao? Bạch Doãn cười cười, không tiếp tục cùng ta tranh cãi, chỉ là biểu lộ có chút kỳ quái. Ta hỏi nàng làm sao vậy, nàng đột nhiên liền ôm lấy ta. Tại bên tai ta nhẹ nhàng nói, Lâm Nguyên, ta thích ngươi. Bạch Doãn lỗ mũi đều phun nhiệt khí, khuôn mặt tại trên mặt ta không ngừng ma sát, để tâm thần ta đều có chút dập dờn. Nhưng ta vẫn là không chút do dự đẩy ra nàng, nàng hiện tại loại tình huống này, rõ ràng là hàng tóc làm, ta không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bạch Doãn, thật xin lỗi, mời ngươi tỉnh táo một điểm, ta khẳng định sẽ đem trên người ngươi hàng đầu cho loại trừ, cho nên ngươi bây giờ nhất định phải khắc chế chính ngươi. Ta nói, Bạch Doãn mặt càng ngày càng đỏ, tiếng hít thở cũng càng ngày càng nặng nặng, bị ta cự tuyệt về sau, nàng cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là đầu một cái tựa ở trên ngực của ta. Ngươi nói ta đều hiểu, nhưng ta hiện tại thân thể thật nhiều khó chịu. Bạch Doãn đáng thương nói, ta kém chút sẽ đồng tình nàng. Ta vội vàng bắt lấy nàng tay, không để nàng loạn động, nhưng nàng vẫn là hướng thân thể ta bên trên dựa vào.
ta không thể làm gì khác hơn là lại dùng một cái tay khác chống đỡ thân thể của nàng, không phải nàng tiếp tục dựa đi tới, bầu không khí cực kỳ xấu hổ. Bạch Soán, ta dẫn người đi một chỗ, trước đó cái kia bị điện giật quạt đập chết nam hài, cho ngươi lưu lại một chút đồ vật. Ta vội vàng chuyển di lực chú ý của nàng, còn tiếp tục như vậy, tình huống thật không ổn, ta cũng là cái trẻ tuổi nóng tính nam nhân, nữ nhân xinh đẹp như vậy một mực hướng trong ngực chui, ta không biết mình có thể kiên trì bao lâu, lại nói, mập mạp cùng Thi Ngôn cũng không biết đi xa không. Đoán chừng còn tại lân cận ngắm lấy đâu. Bạch Soán dương đầu lên, bờ môi kém chút liền đụng phải miệng của ta, nàng hỏi, ở đâu? Tại vứt bỏ lầu dạy học dưới cây, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Nói xong ta liền cưỡng ép đem nàng cho kéo ra ngoài. Ai, Lâm Nguyên, ta, vội vã như vậy làm gì, chúng ta còn không có. Bạch Soán bị ta lôi kéo phi nước đại, trong mồm biến thành nước quãng. Qua một hồi thật lâu, chúng ta rốt cục trở lại trường học, lúc này là lúc nghỉ trưa ở giữa, trên đường cũng không có người nào, đặc biệt là vứt bỏ lầu dạy học chung quanh, càng là nửa cái bóng người cũng không thấy. Ta mang Bạch Soán đi vào dưới cây, dựa theo con quỷ kia chỉ thị, tìm được gốc cây kia, ta tìm đến công cụ, dưới tàng cây cẩn thận từng ly từng tí đào lấy, sợ bị người khác trông thấy, muốn cho bảo vệ trường nhìn thấy, có ta thụ. Đào đại khái 20 phút, ta dưới tàng cây mặt đào ra một bản nhật ký, loại này nhật ký ra rất dày, bên ngoài có mật mã khóa, muốn mở ra cũng không khó, chỉ là phải tốn công phu, cho nên liền trực tiếp thử mật mã. Thua đơn giản một chút mật mã về sau, tất cả đều mở không ra, Bạch Soán lại thua con quỷ kia sinh nhật, vẫn là mở không ra, cái này khiến ta có chút phát điên, tiểu tử này thế nào không giao đại mật mã cho ta, hại ta ở đây chơi đùa lung tung, khả năng chết thời gian dài, đã quên đi, hiện tại đoán chừng hắn đã tan thành mây khói, không phải ta nhất định phải tìm hắn ra tới sửa chữa một trận. Đúng vào lúc này, ta đột nhiên linh quang lóe lên, gọi Bạch Soán thua sinh nhật của mình đi vào, quả nhiên, quyển nhật ký mở ra, bên trong là lít nha lít nhít màu đen chữ viết. Hừ, tiểu tử này, xem ra khi còn sống thầm mến Bạch Soán không nhẹ a. Ngày hôm đó nhớ là cho Bạch Soán, ta tự nhiên không có nhìn, ở một bên lẳng lặng trông coi là được. Bạch Soán cầm quyển nhật ký ngồi xổm ở dưới cây chuyên tâm nhìn lại, sau khi xem xong, nàng mắt đỏ vành mắt, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nước mắt liền cùng mênh mông mưa to. Nguyên lai có người như vậy yêu ta, vẫn yêu lâu như vậy. Nguyên lai mỗi ngày thả ta đáy bàn bữa sáng là hắn mua. Nguyên lai lần kia lớp số học là của hắn, cũng không mang sách giáo khoa ra ngoài phạt đứng người kia hẳn là ta. Nguyên lai ta có thể làm hội trưởng, đều là hắn hỗ trợ kéo phiếu. Nói đến đây, Bạch Soán đã khóc đến khóc không thành tiếng, ta vội vàng an ủi nàng. Mặc dù những chuyện này hoàn toàn chính xác có chút động lòng người, nhưng lấy Bạch Soán thân phận cùng nhan giá trị, đối nàng nam nhân như vậy hẳn là cũng không ít, nàng hẳn là sẽ không khóc thành như vậy đi. Đúng vào lúc này, Bạch Soán đột nhiên ngừng lại nước mắt, mắt đỏ vành mắt hỏi, người biết vì cái gì hắn sẽ chết sao? Ta ngây ra một lúc, có chút không hiểu, nói không phải ngươi giảng hắn là bị quạt đập chết sao? Chẳng lẽ không phải? Bạch Soán nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, có chút nghẹn ngào. Ta cũng không thúc nàng, để nàng từ từ nói. Một lát sau nàng mới tiếp tục nói, thật sự là hắn là bị điện giật quạt đập chết, nhưng là vì cứu ta, đêm hôm đó ta không có đối các ngươi hoàn toàn nói thật. Cái này sự tình còn có khác khúc chiết, ta gọi lớn Bạch Soán nói một chút đến cùng là cái gì chuyện. Bạch Soán nói, kỳ thật nàng là ngồi tại nam hải kia phía trước, loại kia quạt rất lớn, mà lại xoay tròn tốc độ siêu nhanh, đến rơi xuống vị trí, là sẽ nện vào hai người. Nam hải kia kỳ thật đã sớm phát hiện quạt muốn đến rơi xuống, đồng thời hắn là có thể tránh thoát, nhưng là hắn né tránh về sau, Bạch Soán hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam hải không có né tránh, ngược lại cấp tốc đứng lên, thế là đầu của hắn bị quạt gọt một nửa, dùng thân thể bảo trụ Bạch Soán mệnh. Bạch Soán sau khi nói xong, lại khóc lên, ta thở dài một hơi, vỗ vỗ phía sau lưng nàng, người anh em này là đầu si tình hán tử, chẳng những vì Bạch Soán mất đi sinh mệnh, liền đầu thai cơ hội đều không cần. Bạch Soán mặc dù gặp phải bi thảm, nhưng có thể tại ngây thơ tuổi dậy thì gặp được một cái tốt như vậy nam hài, xem như đã tu luyện mấy đời phúc khí. Bạch Soán không tiếp tục đối ta có bất kỳ ý tưởng gì, khóc qua về sau, nói với ta tiếng cảm ơn, sau đó ôm lấy nhật ký một mình rời đi, xem ra cái này sự tình ảnh hưởng nàng, tạm thời có thể kiềm chế trong cơ thể hàng đầu. Bạch Soán rời đi về sau, ta cho Thi Ngôn gọi một cú điện thoại, gọi nàng nhanh lên mời cái kia Thái Lan bằng hữu tới, trừ mập mạp. Còn có một nhóm lớn vô tội thiếu nữ cần giải hàng,
Thi Ngôn tốc độ rất nhanh, buổi chiều sau khi tan học liền đến tin tức, ta vội vàng một đường phi nước đại đi vào trong tiệm. Trong tiệm trên ghế salon ngồi một người mặc Thái Lan loại kia cả xa lão đầu, râu ria đều đã trắng bệch, trên đầu một cọng lông đều không có, sáng, biểu lộ hiền lành, cảm giác giống một vị đại sư cấp nhân vật, không nghĩ tới Thi Ngôn thế mà còn nhận biết loại người này, nhà đầu này vòng xã giao đến cùng có bao nhiêu lớn. Lão bản, người ta đã cho ngươi mời đến, đây chính là Thái Lan nổi danh nhất Ghana đại sư, hắn 6 tuổi cũng đã bắt đầu luyện hàng đầu, hiện tại đạo hành, có thể nói là dày công tôi luyện. Hắn loại đến tuổi này, bình thường cũng không nhẹ dễ xuất ngoại, chúng ta lần này gặp may mắn, vừa vặn gặp phải hắn ở chỗ này. Thi Ngôn vui vẻ nói. Ghana đại sư đối ta chắp tay trước ngực, hỏi một tiếng tốt, chỉ có điều không phải nói tiếng Thái soát ta giọt thẻ, mà là dùng sứt sẹo tiếng phổ thông nói với ta ngươi tốt. Ta nhẹ gật đầu, cũng giống vậy về tiếng khỏe. Sau đó cũng không còn thuyết khách lời nói khách sáo, đem vấn đề đều cùng Ghana đại sư nói một lần. Ghana đại sư nói, những cái kia nữ hài sự tình dễ giải quyết, chỉ cần dùng một đầu công trùng đặt ở các nàng dưới mũi mặt, là có thể đem mẫu trùng dẫn ra, loại này công trùng hắn vừa vặn có một đầu, chẳng qua mập mạp sự tình, hắn liền phải kiểm tra một chút. Đứng ở bên cạnh mập mạp vội vàng khua tay nói, đại sư, ta ngay tại cái này, mau giúp ta nhìn xem có hay không bên trong hàng đầu. Ghana đại sư đi đến trước mặt mập mạp, nắm bắt cái cằm của hắn xoay tròn mấy lần, sau đó lại nhìn xem mí mắt. Nhìn xem răng, cuối cùng đột nhiên một chưởng đánh vào mập mạp chỗ ngực. Mập mạp một cái 200 cân đại hán vạm vỡ lập tức ngã về phía sau, quẳng ngã nhào một cái. Mập mạp che ngực đau khổ hô lớn, lão đầu, ngươi làm gì? Ngươi muốn đánh chết ta à? Ta xem xét tình huống không thích hợp, nghĩ lên trước ngăn cản, nhưng Thi Ngôn lập tức ngăn lại ta, nói không cần lo lắng, đại sư này tuyệt đối an toàn đáng tin. Ghana đại sư không để ý đến mập mạp gọi. Mà là đem y phục của hắn nhấc lên, chúng ta trông thấy mập mạp chỗ ngực có một cái bàn tay màu đỏ ấn, mà thủ trưởng ấn vị trí trung tâm có một đầu nho nhỏ bóng đen, không đứng ở du động, về sau thủ trưởng ấn đánh tan về sau, bóng đen kia cũng không thấy. Ghana thở dài, sau đó lắc đầu, biểu tình kia liền cùng giải phẫu thất bại bác sĩ đồng dạng, dọa đến mập mạp sắc mặt đều biến, nói đại sư ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng mẹ nó làm ta sợ. Ghana nói, mập mạp thật là chúng tình hàng. Mà lại loại này tình hàng hoàn toàn vô kế khả thi, bó tay hết cách, làm nữ nhân kia lần thứ nhất máu chảy lúc đi ra, hàng đầu liền tiến vào mập mạp trong cơ thể, trên thế giới này trừ nữ nhân kia, không có bất kỳ người nào có thể giải cái này hàng đầu. Mập mạp nghe xong đầu óc lập tức ông phải một tiếng, miệng bên trong mắng to, bà mẹ ngươi chứ gấu à, lão tử nhất định phải tìm tới cái kia Thái Lan nữ nhân giải hàng, không phải muốn cả một đời cô độc. Lúc này ta đột nhiên nhớ tới cái kia Thái Lan nữ nhân nói nàng đã đạo hành hoàn toàn biến mất, vậy làm sao giải mập mạp hàng đầu. Mập mạp biết cái này cũng không đùa về sau, biểu lộ tuyệt vọng, đặt mông ngồi trên mặt đất, há hốc miệng nói không ra lời. Thi Ngôn vỗ nhẹ bả vai của mập mạp an ủi, không có việc gì bàn ca, nhiều nhất cả một đời trái phi cùng phải phi làm bạn, dù sao ngươi giải cái này điều dạng, cũng không ai để ý, giống nhau là cô độc. Ta tới ngươi, đều lúc nào. Còn hướng ngực ta cắm đao, ta thế nhưng là 9 đời đơn truyền, bất hiếu có 3, phô hậu vi đại, không thể lấy vợ sinh con, lão tử có mặt mũi gì xuống dưới thấy cha mẹ ta. Mập mạp càng nói càng gấp, thanh âm đều kém chút mang giọng nghẹn ngào. Thi Ngôn còn nói thêm, kia, nếu không ngươi tìm mua lớn đưa tiểu nhân, con nhà ai nuôi không phải nuôi. Thi Ngôn cái này ác miệng, nói đến mập mạp kém chút liền tự sát, may mắn ta lôi kéo hắn, không phải thật là có khả năng chết người. Ta nói Thi Ngôn ngươi tích điểm miệng đức đi, còn như vậy nói tiếp, mập mạp đoán chừng đều sống không nổi. Thi Ngôn nhếch miệng, nghịch ngợm cười nói, ai bảo hắn không quản được mình cái chân thứ 3, hiện tại ăn thiệt thòi đi. Mập mạp lại phiến mình 2 bàn tay, hối hận lúc trước, thật sự là hoa hồng có gai cũng không thể hái, nói vừa muốn tìm ý kiến nông cạn. Ta nói về phần ngươi sao, cứ như vậy liền muốn sống muốn chết. Mập mạp trợn mắt nhìn ta một cái, ngươi nói nhẹ nhõm. Đổi thành ngươi còn không có ta kiên cường đâu. Đừng hốt hoảng, còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm, đã chỉ có một con đường, vậy liền đi nha, nhiều nhất một con đường đi đến đen. Ta nói, mập mạp nghe một mặt ngây ngốc, không biết ta nói chính là ý gì. Ta nói ngươi ngốc à, cái này đều không rõ, đã chỉ có thể muốn nữ nhân kia, vậy ngươi liền cưới nàng dẹp đi, lại nói, lấy người ta kia nhan giá trị, phối ngươi 9 đầu đường phố đều có bao nhiêu, có thể cho ngươi làm nàng dâu.
đã tu luyện mấy đời phúc khí, chính là tâm nhãn có chút xấu, đến lúc đó dạy dỗ một chút cũng là có thể kéo về chính đạo tới. Mập mạp nghe vỗ đầu một cái, đúng a, vẫn là tiểu ca nói chuyện có lý, ta đem nữ nhân kia chinh phục chẳng phải thành. Đến lúc đó sinh cái con lai, đó cũng là tiêu chuẩn. Mập mạp sau khi nói xong, vội vàng móc điện thoại ra, ta hỏi hắn muốn làm gì. Hắn nói gọi điện thoại cha cái kia Thái Lan nữ nhân đi đâu rồi, nếu như không nói trước tìm tới nàng, vạn nhất cho nàng về nước vậy nhưng làm thế nào. Mấy giây qua đi, mập mạp điện thoại liền kết nối, hắn nói, uy, lão bao, có thể giúp ta cha nữ nhân sao? Không có việc gì, tiền không là vấn đề, đúng, không thiếu tiền, chủ yếu là tin tức chuẩn, ân, là cái Thái Lan nữ nhân, trước đó cùng Đao Ba Cường xen lẫn trong cùng một chỗ, ta liền biết nhiều như vậy, cái khác dựa vào ngươi, có thể, chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong mập mạp liền đưa điện thoại cho treo, ta hỏi gọi cho ai đây? Mập mạp nói, cái này lão bao tên thật là gì hắn cũng không biết, chỉ biết họ bao, nhưng hắn có cái rất kêu lên danh hiệu, gọi mật thám. Không có tin tức gì hắn không thu được, chỉ có điều a, tin tức này đều muốn xuất tiền mua, hơn nữa còn đặc biệt đắt. Mập mạp đang khi nói chuyện, đột nhiên Bạch Doãn đi đến, đằng sau còn đi theo một đám thiếu nữ, từng cái mặc đồng phục, những cái này cũng đều là bị Triệu chủ nhiệm giết hại vô tội muội tử. Vừa rồi ta gọi điện thoại cho Bạch Doãn, gọi nàng đem người toàn mang tới, không nghĩ tới nàng đến nhanh như vậy. Ta chắp tay trước ngực, đối Ghana đại sư cúi người chào nói, làm phiền đại sư. Ghana đại sư nhẹ gật đầu, sau đó tại tay áo hạ móc ra một con màu đen hình vuông hộp nhỏ, đem nắp hộp mở ra sau khi, ta nhìn thấy một đầu cực nhỏ bóng đen tại trên cái hộp nằm bất động, nhìn kỹ, phát hiện là một đầu cùng thạch sùng không sai biệt lắm dạng tiểu trùng. Ghana đại sư dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy tiểu trùng, sau đó từng cái bỏ vào mỗi cái nữ hài dưới mũi mặt, đại khái qua chừng một phút, liền leo ra một đầu giống nhau như đúc tiểu trùng, theo đại sư nói, đây đều là mẫu trùng. Mẫu trùng sau khi ra ngoài, đại sư dùng giấy vệ sinh bao trùm, sau đó dùng cái bật lửa điểm giấy, nháy mắt tất cả mẫu trùng đều biến thành tro tàn. Thanh trừ tất cả mọi người trong cơ thể mẫu trùng về sau, đại sư mới thở ra một hơi dài, xoa xoa mồ hôi trên trán. Những cái kia muội tử giật giật thân thể, cảm giác toàn thân đều nhẹ nhõm nhiều, không còn có nửa điểm cảm giác khó chịu, các nàng sau khi nói cảm ơn, vô cùng cao hứng cùng Bạch Doãn trở về trường học. Ta thở dài. Hy vọng các nàng về sau có thể thật vui vẻ sinh hoạt, không muốn lại gặp thụ như vậy đau khổ tra tấn. Đại sư vất vả, ta lần nữa cúi người chào nói, giúp cô gái nhiều như vậy giải hàng, nhưng làm lão đầu này mệt chết. Ghana ha ha cười nói không khổ cực, hắn còn có việc gấp, lập tức liền phải về nước, nhận huệ 2 vạn. Ta kém chút một hơi lão huyết phun tại hắn mặt già bên trên, cái này đòi tiền sao? Thi Ngôn làm sao không nói, không phải nói bằng hữu sao? Ta vội vàng chừng Thi Ngôn liếc mắt, hy vọng nàng cho ta cái giải thích hợp lý, nhưng cái này nha đầu chết tiệt kia thế mà huýt sáo nhìn trần nhà, căn bản liền không để ý tới ta. Đại sư, thái tệ sao, lần này đến phiên ta sát mồ hôi, không chỉ cái chán, trên lưng cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh, lão tử kiếm tiền dễ dàng sao. Dạng này liền ra ngoài 2 vạn, 1 tháng kỳ hạn đem qua, ta còn phải góp đủ 10 vạn đâu. Không, nhân dân tệ. Ghana đại sư mỉm cười nói. Ta cắn răng, dậm chân một cái hô, béo, mập mạp, cho, đưa tiền, 2 vạn. Đã ta đều lên tiếng, mập mạp cũng không có cách nào, đành phải cho Ghana đại sư chuyển 2 vạn. Ghana thu tiền về sau, cười đến thấy lông mày không gặp mắt, thân thiết cùng chúng ta tạm biệt. Dừng, thơ, nói, ta từng chữ từ trong hàm răng ép ra ngoài. A, làm việc đưa tiền, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngươi cho người khác giải âm dương không phải cũng lấy tiền sao? Cái này không thể trách ta đi, Thi Ngôn nói. Nhưng ngươi không phải nói vậy ngươi bằng hữu sao? Đòi tiền nói sớm nha. Là bằng hữu nha, cùng cái kia lại không có quan hệ gì, bằng hữu làm việc cũng không cần lấy tiền à nha. Thi Ngôn cười hì hì nói. Ta, mập mạp, nói hay lắm có đạo lý, hai người chúng ta thế mà không phản bác được, chỉ là hoa 2 vạn khối, cũng quá đắt, vừa ý đau chết anh ta hai. Thi Ngôn còn chửi chúng ta là thiết công kê, vắt chảy ra nước, muốn làm anh hùng lại không có bản lĩnh, lại không nghĩ trả giá đắt. Nhìn xem nàng mân mê miệng nhỏ tại của trách chúng ta, còn của trách cho chúng ta một điểm tính tình đều không có, thật là có điểm khó. Đúng vào lúc này, mập mạp điện thoại đột nhiên vang lên, hắn nhận đi sau hiện giờ là mật thám đánh tới, nguyên lai liền này sẽ công phu,
mật thám liền đã tìm được cái kia Thái Lan nữ nhân Hạ Lạc, hiện tại liền bị người nhốt tại Lan Quế Phường nơi đó. Lan Quế Phường là chúng ta nơi này một cái quán ba quán ăn đêm, rất nhiều người trẻ tuổi đều ban đêm đều thích hướng nơi đó chui, không vì cái gì khác, liền vì tìm kích động. Nữ nhân kia ở nơi đó làm gì? Không đúng, mật thám nói nàng bị người nhốt tại chỗ nào? Là ai đem nàng nhốt tại nơi đó, đóng tới làm gì? Mật thám nói, nữ nhân kia lần trước hại Đao Ba Cường ném mặt mũi, Đao Ba Cường dưới cơn nóng giận, đưa nàng đóng lại, làm kiếm tiền công cụ. Mập mạp cúp điện thoại, một quyền đánh vào trên ghế salon, mắng cái này Đao Ba Cường thật không phải là người, mình không có bản lĩnh bị mập mạp nhục nhã, liền cây đuốc phát tiết tại nữ nhân trên người, quá không phải thứ gì. Mập mạp đứng dậy liền nghĩ đi cứu cái kia Thái Lan nữ nhân, nói tương lai mình nàng dâu cũng không thể để người khác cho chà đạp. Ta nói ngươi làm không chu đáo, gấp làm gì, còn chưa đến nàng dâu, lại nói, cái này giữa ban ngày, làm sao cứu người. Vậy khẳng định muốn chờ ban đêm mới tốt động thủ, quán ăn đêm ban đêm đều là ngư long hỗn tạp, đến lúc đó trà trộn vào đi, không thể so ban ngày dễ làm có nhiều việc. Mập mạp nhẹ gật đầu, cảm thấy ta nói có đạo lý, quyết định đêm nay lại động thủ, nhưng quán ăn đêm không phải Đao Ba Cường, là một cái khác đại lão, người khác nhiều nhiều tiền, không thể như lần trước cứng như vậy vừa, phải chí lấy. Ta cùng mập mạp thảo luận một hồi chiến thuật về sau, liền quyết định về trước trường học, chờ trời tối lại tới. Ngay tại lúc này, đột nhiên ngoài cửa lại tới một người. Đây là cái nam nhân, dáng dấp, dáng người có chút thấp, làn da ngăm đen, hắn đi tới câu đầu tiên lại hỏi, ai là Lâm Nguyên lão bản? Ta nhẹ gật đầu, nói là ta, sau đó hỏi có gì có thể giúp được hắn. Cái này nam nhân nói mình gọi Tào Phàm, gần đây gặp được mấy thứ bẩn thỉu, hắn nói câu nói này thời điểm, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lúc trắng lúc xanh, giống như gặp cái gì đặc biệt chuyện kinh khủng. Nghĩ tới cả người đều trở nên rất khủng hoảng. Ta trấn an hắn một chút, ra hiệu hắn không cần phải sợ, còn rót cho hắn một chén trà, nhưng hắn không muốn trà, nói muốn rượu, mập mạp đành phải cầm một bình cổ lĩnh thần cho hắn uống. Tào Phàm không cần suy nghĩ, một hơi tràn vào trong bụng mặt, một lát sau, sắc mặt hắn mới hòa hoãn một chút, xem ra rượu đích thật là có tác dụng. Ta tiếp tục hỏi, ngươi không cần sợ hãi, đem tình huống cụ thể cùng chúng ta nói một chút. Tào Phàm nhẹ gật đầu, sau đó đem sự tình tiền căn hậu quả đều cùng chúng ta nói một lần. Tào Phàm tướng mạo bình thường, xử lý công việc lại là IT ngành nghề, muội cũng sẽ không vậy, một mực cũng không tìm tới bạn gái, cho nên hắn làm thật nhiều năm lão chim non, cái này khiến hắn rất thống khổ. Về sau, hắn thường xuyên cùng bằng hữu đi quán ăn đêm uống rượu, chính là nghĩ vậy cái muội cái gì. Nhưng kết quả không hết nhân ý, Tào Phàm tại quán ba căn bản liền không đáng chú ý. Đừng nói cái khác, liền nhiều liếc hắn một cái muội tử đều không có, cái này khiến Tào Phàm rất tuyệt vọng, chỉ có thể ngồi ở kia làm uống rượu. Ngồi mấy đêm rồi quán ăn đêm, Tào Phàm liền không muốn đi, không có muội tử câu, ai vui lòng đến đó, uống rượu. Đừng đùa, nơi đó rượu đắt đến muốn chết, còn không bằng ở nhà uống rượu sái. Tào Phàm ra quán ăn đêm cổng về sau, đột nhiên đã nhìn thấy một cái nữ nhân xinh đẹp nằm dạp trên mặt đất nôn mửa. Sau khi ói xong người này liền bất tỉnh nhân sự, ngẫu nhiên miệng sẽ ăn nói linh tinh vài câu, cái này vừa nhìn liền biết đã uống đến say không còn biết gì, đoán chừng phải tại cái này trên mặt đất nằm một đêm. Tào Phàm lắc đầu, cũng lười đi để ý một cái tử quỷ, miễn cho nhà mình một thân. Còn không có chờ Tào Phàm quay người, đột nhiên hai nam nhân liền đi ra, Tào Phàm nghe thấy bọn hắn đang thảo luận cái này trên đất cô nàng nhiều đúng giờ, dáng người tốt bao nhiêu. Tào Phàm sau khi nghe, cũng kìm lòng không được nhiều ngắm thêm vài lần, lập tức đến cảm giác, cái này cô nàng thật đúng là nhiều đúng giờ, dáng người đem trước ngực kia mấy khối vải đều nhanh muốn no bạo, nếu như có thể lên, kia thì tốt biết bao. Chẳng qua cứ việc Tào Phàm lại thế nào nghĩ, cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, mà hai người kia thảo luận sau khi, liền trực tiếp tiến lên, sau đó không ngừng đối trên mặt đất mỹ nữ hỏi thăm các loại vấn đề, thấy mỹ nữ kia đã say đến mắt đều không mở ra được, hai người lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nâng lên nàng liền lên lái xe đi. Tào Phàm lúc này mới ý thức được, đụng tới nhặt thi. Cái gọi là nhặt thi thể, nữ sinh bởi vì uống rượu quá độ mà say ngã thời điểm nam sinh đem say rượu nữ sinh nhặt đi. Tào Phàm không có vì vừa rồi nữ sinh lo lắng, mà là trong đầu hiện lên một đạo linh quang, vì cái gì người khác có thể nhặt, mình lại không thể nhặt đâu. Mặc dù loại chuyện này ám muội không đạo đức, thậm chí có khả năng phải ngồi tù. Nhưng hắn không nghĩ cứ như vậy làm cả một đời chim non,
muốn ăn thịt, liền nhất định phải gan lớn. Tào Phàm từ đêm hôm đó bắt đầu, liền chuyên tâm tại quán ăn đêm cổng chờ đợi xinh đẹp mỹ lệ thi thể, hai ngày trước có gặp qua hai cỗ thi thể, nhưng hắn vẫn là lên không nổi dũng khí, nhát gan, sợ, thế là lại nén trở về, thẳng đến ngày thứ tư, hắn lại gặp phải một cái. Nữ nhân này dáng dấp, dáng người cũng, trên mặt còn đóng một tầng thật dày phải phấn lót, không biết tháo trang sức sau sẽ là cái gì quỷ dạng. Nhưng Tào Phàm không biết vì cái gì, chính là nghĩ nhặt nàng, khả năng tại Tào Phàm thực chất bên trong, còn có một loại phức cảm tự ti, gặp được xinh đẹp thi thể, liền rất khẩn trương cùng tự ti, nhưng dáng dấp không phải rất dễ nhìn, hắn liền có dũng khí. Tào Phàm do dự một hồi, liền đem thi thể khiêng lên xe của mình, hắn không dám mang về nhà, mà là mang đến nhà khách. Mở tốt sau phòng, Tào Phàm lại đem thi thể cho gánh trở về, hắn lần thứ nhất có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, nhưng nhìn xem thi thể thân thể, cả người đều sôi trào lên, đêm nay, mình liền phải trở thành một cái nam nhân chân chính. Tào Phàm cũng không có gấp động thủ, mà là tẩy cái thơm ngào ngạt tắm, đem mình tắm đến sạch sẽ, cứ việc thi thể toàn thân thi xú vị mùi rượu, cứ việc đối phương không phải trong tưởng tượng lạt muội hoặc là mỹ nữ, nhưng Tào Phàm vẫn là nghiêm túc đối đãi, dù sao đây chính là mình lần thứ nhất. Ngay tại lúc này, thi thể đột nhiên cuồng ói ra, cái này khiến Tào Phàm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt thế mà gây ra rủi ro, tử quỷ chính là tử quỷ, điểm ấy không thể không phòng. Không có cách, Tào Phàm đành phải chịu đựng hôi thối cùng vô cùng bẩn nôn, kiên nhẫn dọn dẹp, xong việc về sau, đầu đầy mồ hôi cả người hắn đều mệt mỏi thành chó. Nhưng liền điểm ấy nhỏ khó khăn cũng không có đem kích tình của hắn cho ma diệt rơi, Tào Phàm còn giúp thi thể tắm rửa một cái, vừa rồi nàng đem mình nhả toàn thân đều là, không rửa sạch sẽ căn bản không xuống tay được, ngày sau Tào Phàm mới biết được, kỳ thật hắn cái này cách làm là vô cùng nguy hiểm, bởi vì tắm rửa sẽ có khả năng đem thi thể làm tỉnh lại, may mắn hắn nhặt cỗ này thi thể đã say đến vô cùng nghiêm trọng. Đem tất cả mọi chuyện đều hoàn thành về sau, Tào Phàm một lần nữa dấy lên cảm xúc mãnh liệt, xong việc về sau, Tào Phàm lập tức rời đi nhà khách. Nếu như không nói trước đi, sợ thi thể sau khi tỉnh lại sẽ dọa dẫm, báo cảnh liền không cần lo lắng, bình thường quán ăn đêm nữ nhân đều sẽ không lựa chọn báo cảnh, ra tới hỗn, đã sớm dự đoán đến. Tào Phàm ngay từ đầu còn thật lo lắng, qua vài ngày nữa không sau đó, trong lòng của hắn tảng đá mới trùng điệp rơi xuống, từ đêm hôm đó bắt đầu, trong lòng của hắn thế giới mới đại môn liền hoàn toàn mở ra, qua mấy ngày hắn liền đi nhặt một lần, lá gan cũng càng lúc càng lớn, cũng dám cùng muội qua đêm, thậm chí không ở bên ngoài nhặt, đi vào bên trong trông thấy độc thân nữ tử uống đến không sai biệt lắm liền đỡ đi, kinh nghiệm cũng càng ngày càng phong phú, nhặt thi thể cũng dần dần tăng nhiều. Cho nên hắn cũng tổng kết ra một chút nhặt thi thể kinh nghiệm. Tào Phàm nói, toàn thây không muốn, chỉ nhặt nửa thi, cái gọi là toàn thây, chính là say đến bất tỉnh nhân sự nữ sinh, nửa thi hẹn 7 phần say, toàn thây có thi xú vị mùi rượu, sẽ còn nhả, rất buồn nôn, nửa thi mặc dù say, vẫn có chi giác. Tào Phàm biểu thị, nhặt thi có 302 có nguyên tắc, 30 chính là không tìm có bạn trai, không mời đồng loại rượu, không qua đêm, hay có tức có tửu lượng, có đạn tiền. Nhưng hắn từng kém chút xảy ra chuyện, có lần cùng muội qua đêm, hôm sau tỉnh lại, nàng mở miệng muốn 5 vạn khối, cuối cùng 1 vạn nguyên giải quyết. Tào Phàm chỉ bằng lấy những kinh nghiệm này, trở thành một cái khiến người ao ước nhặt thi người, mấy tháng không đến, liền không sai biệt lắm nhặt có hơn 30 đầu thi thể. Ngay tại Tào Phàm coi là hạnh phúc thời gian sẽ một mực qua đi xuống thời điểm, hắn bày ra sự tình, vẫn là bày ra việc lạ. Ngày đó cuối tuần, hắn giống như thường ngày đi quán ăn đêm mai phục, bình thường ngày nghỉ kỳ đều tương đối nhiều người, nhặt được thi thể tỷ lệ cũng sẽ rất cao, chỉ cần kiên nhẫn chờ cùng chọn lựa con mồi là được. Trước kia hắn chỉ cần nữ nhân là được, hiện tại cũng không đồng dạng, không để vào mắt cũng không nên. Tào Phàm đi vào đi dạo một vòng về sau, phát hiện đêm nay thế mà không có phù hợp hạ thủ đối tượng, hắn lắc đầu, thở dài, đành phải ra ngoài cửa làm chờ. Chờ hắn ra đến ngoài cửa thời điểm, đột nhiên trông thấy một cái nữ tử áo đen nằm dạp trên mặt đất nói mê sảng, mắt đều mơ hồ không mở ra được, thân thể càng là mềm nhũn, muốn đứng lên lại hoàn toàn không có khí lực. Tào Phàm đi xem gần xem xét lấy cỗ này thi thể, chờ trông thấy mặt nàng thời điểm, không chút nào khoa trương, xinh đẹp như vậy nữ tử, Tào Phàm còn là lần đầu tiên tại quán ăn đêm nhìn thấy. Nói thật, tư sắc tuyệt hảo nữ tử là rất ít đến quán ăn đêm, coi như đến, bình thường bên người cũng vây đầy số nam nhân, nếu không thì không dám tùy tiện tiến đến quán ăn đêm chơi, đều là mẹ nó từng đầu sói đói, thịt ngon tiến đến,
rất dễ dàng không còn sót lại một chút cặn. Nghĩ tới đây, Tào Phàm vội vàng nhìn bốn phía, nếu là mạo muội đi lên, người ta có bạn trai, khẳng định sẽ bị người phiến một to mồm. Nhưng Tào Phàm nhìn một hồi lâu, đều không thấy được người, mỹ nữ này đích thật là lẻ loi một mình. Tại không động thủ liền đến không kịp, coi như hắn không chiếm, người khác trông thấy cũng sẽ nhặt, đến lúc đó, đoán chừng ruột đều phải hối hận thanh. Tào Phàm cắn răng một cái, cũng không đoái hoài nhiều như vậy, cấp tốc đỡ dậy thi thể, sau đó bên trên xe của mình, lần này Tào Phàm cũng không có đi nhà khách hoặc là khách sạn, mà là lái xe đến một cái vắng vẻ địa phương. Tới nơi về sau, Tào Phàm còn xuống xe kiểm tra một hồi, xác định chung quanh không ai về sau, mới lên xe. Tào Phàm không có lập tức đi đào thi thể quần áo, mà là cẩn thận quan sát đến cỗ này thi thể dung mạo, thưởng thức xong hắn mới bắt đầu động thủ. Xong việc về sau, Tào Phàm rút một điếu thuốc, khôi phục một chút thể năng, lúc này hắn đột nhiên có chút đau đầu, trước kia đều là tại nhà khách, xong việc sau đem thi thể lưu tại vậy là được, hiện tại cũng không thể để nàng lưu tại trong xe qua đêm a. Đây chính là xe của mình. Tào Phàm do dự thật lâu, quyết định đưa nàng ném ở cái này dã ngoại hoang vu dẹp đi, dù sao nơi này đừng nói người, liền quỷ đều không gặp được một cái, tuyệt đối an toàn, chính là nàng sau khi tỉnh lại tìm đường trở về liền tương đối khó. Tào Phàm cái kia nghĩ đến nhiều như vậy, mình là nhặt thi, cũng không phải cổ đại đại hiệp, trạch tâm nhân hậu, lại nói, cái này ra tới quán ăn đêm chơi nữ nhân, có cái nào là đồ tốt, đem nàng ném ở đây coi là nàng tự làm tự chịu. Tào Phàm giúp nàng mặc quần áo tử tế về sau, liền ném ở bên ngoài, mình lái xe rời đi. Qua vài ngày nữa, Tào Phàm cùng ngày xưa đồng dạng, lại đi quán ăn đêm nhặt thi, lần này để hắn không tưởng được chính là, hắn lại gặp cái kia mặc áo đen phục mỹ nữ. Tào Phàm vốn là còn điểm lo lắng, bây giờ thấy nàng lại say ngã tại quán ăn đêm cổng, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, thấy được nàng kia tinh xảo dung mạo, Tào Phàm lại động tâm tư. Lúc đầu Tào Phàm nhặt thi có nguyên tắc của mình, thi thể sẽ không nhặt vòng thứ hai, một là chơi qua thi thể lần thứ hai sẽ chán dính, không còn có mới mẻ cảm giác. Hai là dễ dàng xảy ra chuyện, sẽ bị người dọa dẫm hoặc là khác. Nhưng cỗ này thi thể khác biệt, cái này lớn lên so minh tinh còn hăng hái. Tào Phàm không cần suy nghĩ, lại đem thi thể mang lên xe, lần này hắn mang đến nhà khách. Xong việc sau hắn đã mệt mỏi thành chó, lần này tại nhà khách, hắn cũng lười giày vò, ôm lấy thi thể liền ngủ thật say. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, Tào Phàm nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức liền bừng tỉnh, hắn sờ một cái bên giường, phát hiện là băng lãnh, căn bản không hề người. Thi thể đâu, chẳng lẽ mình tỉnh, sau đó đi rồi. Tào Phàm ôm lấy nghi vấn rời khỏi giường khắp nơi xem xét, cũng không có nhìn thấy người, hắn thở ra một hơi dài, xem ra người là thật đi, có thể để Tào Phàm cảm thấy nghi ngờ là, cửa thế mà còn tại bên trong khóa trái. Tân quán cửa có hai loại khóa trái, Tào Phàm vì an toàn, sau khi đi vào hai đạo đều khóa lại, nếu như thi thể rời đi, nàng không có khả năng ở bên ngoài tại giữ cửa khóa ngược lại, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tào Phàm suy nghĩ thật lâu đều nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vì người quá mệt mỏi, lại mê man ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại liền đem chuyện tối ngày hôm qua quên, chỉnh lý một phen sau liền rời đi nhà khách. Lại qua vài ngày nữa, Tào Phàm lại một lần nữa đi quán ăn đêm nhặt thi, nói cũng kỳ quái, Tào Phàm lại gặp cỗ kia thi thể. Lần này Tào Phàm có chút khiếp đảm, cỗ này thi thể hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái, vì cái gì hắn mỗi lần tới đều có thể gặp được, xinh đẹp như vậy muội tử, chẳng lẽ không có người nhặt sao? Còn có lần trước nàng là thế nào rời đi tân quán? Mấy cái này nghi vấn để Tào Phàm cảm thấy sự tình có chút không đơn giản, hắn không tiếp tục đi nhặt cỗ kia thi thể, mà là đi vào bên trong tìm mục tiêu. Tìm đã hơn nửa ngày đều không có mục tiêu, hắn cũng không có tâm tình, ra cửa liền định trở về đi ngủ. Ra cửa về sau, cỗ kia thi thể đã không tại, Tào Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cục bị người nhặt đi, có thể là mình lo ngại rồi. Tào Phàm tâm tình lập tức du nhanh, huýt sáo liền nhẹ nhõm lái xe về nhà, chờ thêm lâu bật đèn về sau, Tào Phàm lập tức phát ra rít lên một tiếng, bởi vì hắn trông thấy cỗ kia thi thể nằm tại trên ghế salon. Tào Phàm sau khi về đến nhà, nhìn thấy cỗ kia quen thuộc thi thể, dọa đến chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất, tay chỉ ghế sofa, thét lên một tiếng liền tông cửa xông ra, hắn không biết chuyện gì xảy ra, hắn tại khách sạn ở một đêm không dám về nhà. Ngày thứ hai sau khi tan việc, hắn mới cố lấy dũng khí trở về, đến cửa chính miệng về sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, để hắn thở dài một hơi chính là, cỗ kia thi thể không tại,
trong nhà rỗng tuếch, dư thừa không có bất kỳ ai. Chẳng lẽ là tối hôm qua uống nhiều, sinh ra ảo giác? Tào Phàm càng nghĩ càng thấy phải là dạng này, bằng không, chuyện tối ngày hôm qua căn bản là giải thích không được. Nghĩ thông suốt về sau, Tào Phàm trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống, bởi vì quá mệt mỏi, hắn đổ ở trên ghế salon liền ngủ mất, chờ sau khi tỉnh lại, trời đều đen. Tào Phàm ngáp một cái, chuẩn bị đi mở đèn, nhưng chờ hắn đứng người lên thời điểm, đột nhiên chân giống như trượt chân cái gì, cả người ngã tại bên cạnh trên bàn trà. May mắn quẳng không nặng, bàn trà cũng không có đổ, Tào Phàm vuốt vuốt đầu gối, liền đứng lên, hắn mắt quen thuộc hắc ám về sau, liền đi tìm trượt chân mình vật thể, không bao lâu hắn liền thấy một nữ nhân nằm trên mặt đất. Hắn dọa đến lùi lại mấy bước, vội vàng đi mở đèn, chờ phòng này đều sáng lên về sau, hắn lại một lần nữa đi tìm trên đất nữ nhân, có thể để hắn cảm thấy quỷ dị chính là, trên mặt đất thứ gì đều không có nữ nhân, cũng không có vật gì khác. Chẳng lẽ lại là mình hoa mắt, không có khả năng, nếu như cái gì cũng không có, kia trượt chân mình chính là cái gì? Tào Phàm lần này bắt đầu hoảng, chuyện giống vậy không có khả năng ôm lấy hai lần may mắn tâm lý, cũng không có khả năng hoa mắt hai lần, hắn lại một lần nữa nghĩ đến cỗ kia thi thể. Không được, lần này Tào Phàm quyết định tra cái minh bạch, hắn mặc quần áo tử tế, lái xe tiến về quán ăn đêm. Đi vào quán ăn đêm cổng về sau, hắn lại nhìn thấy cỗ kia thi thể, hắn lập tức có chút sợ hãi, trực giác nói cho hắn, lần này có khả năng gặp tà, không phải sẽ không như thế quỷ dị. Chẳng qua tại lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn vẫn là đi tới, lần này không phải nhặt thi, chính là muốn nhìn một chút nữ nhân này đến cùng là chết vẫn còn sống. Tào Phàm đi vào thi thể trước mặt, sau đó ngồi xổm xuống, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra ngón tay hướng thi thể trước mũi dò xét, hắn liền nghĩ thử một lần nữ nhân này còn có hay không hô hấp. Đúng vào lúc này, đột nhiên thi thể mở mắt ra, huyết hồng trong mắt tất cả đều là tơ máu, nàng tay lập tức liền tóm lấy Tào Phàm tay, sau đó dùng sức bóp. Tào Phàm dọa đến kém chút tè ra quần, cái này mắt nào giống cái người sống, hắn liều mạng tránh thoát thi thể tay, sau đó nhanh chân liền chạy. Hắn bỏ trốn về sau, cũng không dám về nhà, tìm một cái khách sạn ở lại, hắn không biết vì sao lại có loại kia đồ vật quấn lên mình, nhưng hắn rõ ràng chính mình không có khả năng ở cả một đời khách sạn, cân nhắc lại kiểm tra về sau, hắn quyết định tìm một cái cao nhân tới giúp mình, thế là tìm đến chúng ta nơi này. Nghe Tào Phàm cố sự, mập mạp trực tiếp liền nói. Không cần hỏi, người đêm hôm đó đem con gái người ta ném ở dã ngoại hoang vu, khẳng định là xảy ra chuyện, hiện tại ngược lại tốt, người ta đến báo thù, biến thành lệ quỷ quấn đến ngươi chết mới thôi. Lần thứ hai cùng ngươi ngủ khả năng không phải người, chính là quỷ, không phải đi như thế nào còn có thể giúp ngươi giữ cửa khóa trái. Ngươi nói đúng hay không, tiểu ca? Ta nâng cằm lên rơi vào trầm tư, không nói gì, nhưng lông mày lại nhăn thành cái bát tự. Tào Phàm lại lắc đầu nói. Không phải, ta cố ý tra tin tức cùng báo chí, nếu như chỗ kia xảy ra nhân mạng, khẳng định sẽ báo cáo. Mập mạp đâm một chút Tào Phàm đầu mắng, ngươi thật đúng là đầu óc heo, ngươi đều nói kia là rừng núi hoang vắng, nếu quả thật bị người hại, tùy tiện tìm đào cái hố chôn, không có 10 năm 8 năm, ai biết, trả lại báo chí tin tức. Tào Phàm nghe xong, biểu lộ lập tức sợ hãi, chẳng lẽ ta thật hại chết nàng sao, ta vô tâm, ta không có nghĩ qua hại nàng. Thật xin lỗi, đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta. Tào Phàm chắp tay trước ngực, quỳ trên mặt đất không ngừng chỉ lên trời bái, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, một bên cầu nguyện, vừa nói xin lỗi. Ta đem hắn đỡ lên, muốn để hắn ngồi xuống, không nghĩ tới hắn lập tức liền ôm lấy bắp đùi của ta, gọi ta mau cứu hắn, hắn còn trẻ như vậy, không muốn chết. Ta thở dài nói, có nhân liền có quả, có đôi khi có thể cứu ngươi, chỉ có chính ngươi. Ta chỉ có thể hết sức giúp ngươi, về sau nếu như còn dám làm loại này không đạo đức sự tình, thần tiên cũng khó cứu ngươi. Tạ ơn, ta về sau cũng không dám lại đi nhặt thi, cũng không dám lại, thật. Tào Phàm dọa cho phát sợ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Không cần nhiều như vậy tạ, muốn thu tiền thiếu niên. Mập mạp hèn mọn cười một tiếng, trong mắt nhiều hai cái kim tiền ký hiệu. Tiền không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đuổi đi cỗ kia thi thể. Ta bán thận cũng góp cho ngươi. Tào Phàm nói. Mập mạp ha ha nói, không cần bán thận, liền 3 vạn, thế nào? Thành, Tào Phàm không cần suy nghĩ, gật đầu đáp ứng. Trước cho một nửa tiền đặt cọc, phía sau làm cho sau trả lại. Mập mạp nói. Tào Phàm lấy điện thoại di động ra, hào sảng cho mập mạp chuyển 1 vạn 5,
Dạng này cho Ghana đại sư tiền không sai biệt lắm lại kiếm lại, đem Mập Mạp vui vẻ thấy răng không gặp mắt, chẳng qua Tào Phàm cái này sự tình có thể thành hay không, còn chưa nhất định. Nếu như kia thi thể thật bị hắn hại chết, cái này hiện thế báo, ta cũng không quá dám nhúng tay, tiền khẳng định phải còn nguyên còn cho hắn. Tiểu ca, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Mập Mạp thu tiền về sau, liền trông cậy vào ta làm việc, liền cái kia Thái Lan chuyện của nữ nhân đều quên mất không còn một mảnh, xem ra tiền vẫn là so nàng dâu trọng yếu. Ta quan sát bên ngoài, cách trời tối còn có một thời gian thật dài đâu, đoán chừng còn có thể tới Tào Phàm nói cái kia rừng núi hoang vắng địa phương cùng quán ăn đêm đi nhất chuyển, tiểu tử này có xe, rất nhanh. Đi, đi cái kia rừng núi hoang vắng nhìn một chút, hảo vận lời nói không chừng có thể tìm được nữ nhân kia thi thể. Tào Phàm nghe xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói ngày này đều nhanh muốn đen, nếu như nữ nhân kia thật sự là cái gì mấy thứ bẩn thỉu, cái này đại hắc thiên, dễ dàng phạm tà. Mập Mạp mắng một câu, nói ngươi sợ cái gì, có đại sư tại, còn có thể cho ngươi ăn hay sao? Ngươi tiểu tử này đêm hôm khuya khoắt còn không phải mang con gái người ta đi rừng núi hoang vắng tìm vui sướng, hiện tại biết sợ hãi. Ta cười một tiếng, vỗ Tào Phàm bả vai an ủi nói, nữ nhân này không nhất định là mấy thứ bẩn thỉu, có thể là người khác trả thù hắn, kỳ thật liền Tào Phàm nói kia mấy món việc lạ, chỉ cần bố trí tỉ mỉ, là hoàn toàn có thể làm được, không đủ để chứng minh nữ nhân kia chính là mấy thứ bẩn thỉu, nếu như không có nhìn thấy nữ nhân kia thi thể, liền còn không thể nhanh như vậy kết luận. Tào Phàm tưởng tượng, còn giống như thật có chút đạo lý, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Thế là hắn liền chở ta cùng Mập Mạp tiến về trước đó nói cái kia rừng núi hoang vắng. Nơi này tại vùng ngoại thành, lộ trình còn rất xa, đường cũng không tốt đi, sóc này muốn chết, ta cùng Mập Mạp cái mông đều muốn cho chấn không có. Ta nói lão ca, người thế nào nghĩ, mang một cái tử quỷ tới này địa phương tầm hoan tác nhạc. Đầu óc người có vấn đề à, riêng này đường liền đủ dày vào người, ta oán giận nói. Tào Phàm ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nói mình lúc ấy nhất thời xúc động, liền đến, cũng không nghĩ quá nhiều. Tới đất về sau, ta cùng Mập Mạp cái mông đều tê dại, vội vàng xuống xe đi vòng một chút mới khôi phục huyết dịch tuần hoàn. Ngẩng đầu nhìn lại, cái này thật đúng là trước không được thôn, sau không được cửa hàng, khắp nơi đều là cỏ dại cùng bùn đất địa, còn muỗi lại nhiều, một bàn tay có thể cho mình phiến ra máu. Không phải, người tiểu tử này thế nào thất đức như vậy đâu. Nơi này đem ngươi ném cái này có thể ra ngoài không? Mập Mạp chỉ vào Tào Phàm mũi mắng. Nơi này thật sự là chim không thèm ị, đừng nói người, quỷ đều không có một con, nếu như hảo vận lời nói, có thể gặp được người từ cái này đường nhỏ bên cạnh trải qua, hảo tâm liền đem ngươi đưa ra ngoài, nếu như xui xẻo lời nói, vậy sẽ phải mình từng bước một đi ra ngoài, ước chừng đi 5 cây số đường khả năng đánh tới xe, cũng không biết nơi này Tào Phàm là làm sao tìm được. Tào Phàm vội vàng phiến mình hai tai ánh sáng. Ta đêm đó cũng không biết mình đầu óc làm sao tú đậu, ta có tội, ta đáng chết. Ta vội vàng phất tay ra hiệu hắn đừng đánh, bây giờ mới biết sai có làm được cái gì, đem ngươi giết cũng là chuyện vô bổ, nếu như cô nương kia thật xảy ra chuyện, cũng không thể để người ta trả lại. Ba người chúng ta vây quanh nơi này chuyển vài vòng, cũng không có phát hiện thi thể, bùn đất không có buông lỏng vết tích, cỏ dại cũng thật tốt, xem ra nơi này hẳn không có đi ra sự tình, có lẽ Tào Phàm nói đúng, nơi này quỷ cũng không thấy. Cũng tìm không thấy người đến hại nàng, đợi nàng tỉnh lại rời đi về sau, đoán chừng cũng ban ngày, đi ra đường mặc dù xa, nhưng xảy ra chuyện tỷ lệ cũng ít. Đúng vào lúc này, đột nhiên Mập Mạp hô một tiếng, ta vội vàng hỏi làm sao vậy, Mập Mạp nói tại cỏ dại trồng bên trong nhặt được một vật, nói xong cũng cầm một cái màu đen bảng hiệu ném tới. Ta tiếp đi tới nhìn một chút, phát hiện là một cái rất nhỏ mộc bài màu đen tử, phía trên khắc một cái màu đỏ kiểu chữ, là cái chữ phồn thể, lưu. Tiểu ca, đây là thứ đồ gì? Mập Mạp cùng Tào Phàm bu lại. Ta lắc đầu, nói không biết, cái đồ chơi này trước kia tại cổ đại là dùng đến cho thấy thân phận, hoặc là khắc cái dòng họ hoặc là danh tự, hoặc là chính là triều đình quan bài, dù sao chính là người có thân phận biểu tượng. Dạng này, vậy ta đây thân phận cũng phải khắc một cái mang theo mới được. Mập Mạp cười hắc hắc nói. Ta lườm hắn một cái nói, người có cọng lông thân phận, người liền có cái thẻ căn cước. Nói xong đem bảng hiệu nhét vào trong túi, dù sao cái này cũng không có đầu mối gì, liền quyết định cùng Mập Mạp Tào Phàm bọn hắn rời đi. Chúng ta mới vừa lên xe, Tào Phàm liền lửa cũng không đánh, đột nhiên liền nghe được cộc 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 chỉnh tề tiếng bước chân, giống như có một đám người ở bên ngoài nhảy.
Cái này địa phương cứ chim cũng không có, đến cùng sẽ có người nào tới đây nhảy. Mà lại thanh âm còn chỉnh tề như vậy, giống như nghiêm chỉnh huấn luyện giống như, không phải là quân ca ca. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, ba người chúng ta đồng loạt đem đầu vươn ngoài cửa sổ, hướng vừa rồi phát ra âm thanh địa phương nhìn lại, nhưng quỷ dị chính là, nơi đó căn bản không có người, liền chung quanh cũng là nửa cái bóng người cũng không thấy, chỉ cần chúng ta ba không nói lời nào, vậy nhưng thật yên tĩnh đáng sợ. Oa oa oa, đúng vào lúc này, đột nhiên vài con quạ đen từ trần xe bay qua, sắc trời dần dần đen lại, một trận âm phong từ chúng ta trên mặt phất qua, hại ba người chúng ta người đều đồng thời giật cả mình. Nơi này, thật đặc nương tà môn, rút. Chúng ta lái xe rời đi về sau, ta hỏi Tào Phàm ngươi thế nào tìm nơi này, cảm giác khá là quái dị, cái này trời tối xuống về sau, ta cũng không dám tiếp tục ngốc, nơi thị phi, có thể không lưu liền không lưu. Tào Phàm cũng bị vừa rồi hiện tượng quỷ dị dọa ra một thân mồ hôi, hắn nuốt một ngụm nước bọt, ổn định hạ cảm xúc mới tiếp tục nói, nơi này trước kia ta học đại học thời điểm cùng đồng học tới qua, khi đó ham chơi, lòng hiếu kỳ cũng nặng. Cái gì không bình thường địa phương đều hiếm có, liền xem như thám hiểm thôi, nhưng tới một lần về sau, phát hiện cũng không có gì ly kỳ, về sau cũng liền không có lại đến, đêm đó chính là nhất thời xúc động, cho nên lại nghĩ tới nơi này. Lúc này mập mạp đột nhiên đến một câu, vừa rồi đám kia là người. Ta vội vàng nhìn về phía mập mạp, ra hiệu hắn câu nói này có ý tứ gì? Chẳng lẽ mập mạp vừa rồi nhìn thấy rồi? Mập mạp tiếp tục nói. Vừa rồi ta nhìn thấy cái kia phát ra tiếng bước chân địa phương cỏ dại lõm vào, nói rõ là người dẫm lên. Nếu quả thật như mập mạp nói như vậy, cái kia hẳn là thật đúng là người, thế nhưng là người, vì cái gì chớp mắt liền không gặp, trên mui xe xoay quanh quả đen cũng nói cho ta, sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Linh dị xã sự tình qua đi, ta mới chính thức ý thức được ta đạo hành cùng kiến thức đến cỡ nào thấp, chẳng những chiêu bài mất đi, nhị thúc cho đào mộc kiếm cũng đoạn mất. Rất nhiều chuyện quỷ dị cùng hiện tượng ta cũng vô pháp cho ra giải thích, xem ra còn muốn tiếp tục tu luyện cùng mở mang hiểu biết mới được. Rời đi cái này rừng núi hoang vắng phạm vi về sau, ta gọi Tào Phàm trực tiếp đem xe mở đến quán ăn đêm, khả năng Tào Phàm trong lòng có bóng tối, bản năng sợ hãi lắc đầu, nói không dám đi quán ăn đêm, sợ lần nữa đụng phải cỗ kia thi thể. Mập mạp nói ngươi sợ cái chùy, có hai ta cùng ngươi tăng thêm lòng dũng cảm, coi như thật sự là quỷ, cũng cho ngươi bắt về nhà làm vợ. Ta trợn nhìn mập mạp liếc mắt, bây giờ nói phải vang dội, chờ xuống thật gặp quỷ, đoán chừng có thể dọa được tè ra quần. Tại chúng ta liên tục khuyên bảo, Tào Phàm mới lần nữa tráng lên lá gan đem xe mở đến quán ăn đêm, thất vọng là, chúng ta không có nhìn thấy Tào Phàm nói thi thể, cũng có hai nữ tử say đến cùng đầu như heo nằm trên mặt đất, gặp người liền ôm lấy đùi thân, nói là chồng nàng, ta lắc đầu, vội vàng chạy đi, cái đồ chơi này nhìn xem đều phiền, còn nhả đến khắp nơi đều là, một thân mùi rượu. Nhìn xem đều buồn nôn, thật bội phục những truyền thuyết kia bên trong nhặt thi người. Ta cùng mập mạp mặc dù có chút thất vọng, nhưng Tào Phàm lại dài thở một hơi, xem ra hắn thật sợ hãi cỗ kia thi thể. Đúng vào lúc này, đột nhiên mập mạp chỉ quán ăn đêm chiêu bài hô, tiểu ca, vợ ta chính là bị giam ở đây, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ta lườm hắn một cái, làm không chu đáo, nàng dâu cái đầu, chẳng qua ngược lại thật sự là tiết kiệm một phen công phu. Không nghĩ tới cùng Tào Phàm nói địa phương đụng vào. Chúng ta mang Tào Phàm đi vào tản bộ một vòng, vẫn là không tìm được cỗ kia cái gọi là thi thể. Tào Phàm nói, mỗi lần hắn đến tất gặp phải, nhưng lần này thật sự là kỳ quái, thế mà tìm cũng không tìm tới. Xem ra cái đồ chơi này thật đủ tà môn, chẳng lẽ biết chúng ta tới tìm nàng, cho nên trốn tránh. Nghĩ tới đây, ta kìm lòng không được giật cả mình, có lẽ thật đúng là. Đã không tìm được, vậy chúng ta trước hết đuổi Tào Phàm trở về. Chờ xuống ta cùng mập mạp còn muốn làm việc, không thể mang cái vướng víu. Tào Phàm rời đi về sau, ta cùng mập mạp một người điểm một ly rượu đuôi gà, cái đồ chơi này uống không quen, còn không có nước chanh dễ uống, nhưng mập mạp lại uống đến say sưa ngon lành, nói ta uống quen liền tốt, nói xong còn móc ra khói đi rồi rút lấy, mắt hèn mọn nhìn xem những cái kia khiêu vũ muội tử, kém chút không có chảy ra nước bọt tới. Ta nhìn những cái kia vặn vẹo thân thể, hoàn toàn không có cảm giác. Giống như những nữ nhân này liền cùng động vật đồng dạng, chỉ là trên mặt đóng một tầng thật dày son phấn, để người nhìn không ra là động vật thôi. Ta đối mập mạp nói, đừng chằm chằm như vậy chết, cẩn thận hàng tóc làm, ta có thể cứu không được ngươi. Mập mạp nghe xong, dọa đến vội vàng nghiêng đầu qua, nói không có mạnh như vậy à. Hắn chỉ là nhìn hai mắt mà thôi. Ta cười cười,
nói ai biết được, hàng đầu cái đồ chơi này, liền cùng Miêu Cương độc cổ đồng dạng, người chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nghe ta nói như vậy, mập mạp cũng không dám lại nhìn, chuyên tâm uống rượu hút thuốc. Hiện tại còn không thích hợp động thủ, chờ đêm dài về sau, người sẽ so hiện tại nhiều mấy lần, khi đó ngư long hỗn tạp, ta cùng mập mạp lại đem nơi này làm cho long trời lở đất, sau đó đem Thái Lan nữ nhân cấp cứu ra tới. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, ta liền hỏi mập mạp cái này quán ăn đêm người nào mở, lúc trước hắn nói qua là một cái có tiền có thế đại lão mở, hẳn là người biết chuyện. Mập mạp nhả một cái vòng khói nói, mở cái này quán ăn đêm đại lão tên gọi là gì hắn cũng không biết, chỉ biết hắn trên giang hồ danh hiệu, gọi Tam gia. Cái này Tam gia chuyên ăn đen đi, phấn cùng nữ nhân đều bán, cái này quán ăn đêm chỉ là cái giả thoáng, dùng để làm phạm pháp hoạt động tấm mộc, đương nhiên, nếu như không có chút bản lãnh, tiệm kia sớm đã bị người phong, nghe nói che đậy Tam gia chính là cái đại quan, nơi này có hắn bốn thành cổ phần, cho nên cái này Tam gia tính có tiền có thế, ai cũng không dám gây. Mập mạp còn nói, hiện tại niên đại phồn vinh yên ổn, chị An cũng tốt, không thể so trước kia, đi đen đường vừa nắm một bó to, hiện tại đi đen đường đại lão hoặc là đi ngồi xổm phòng giam, ngồi tù, hoặc là tẩy trắng làm lại đứng đắn sinh ý, có thể tiếp tục ăn đen cơm, chẳng những yếu nhân hung ác đầu óc linh, còn phải có tiền có thế, không phải căn bản đứng không vững gót chân, người khác một cái báo cáo điện thoại, cũng có thể đem ngươi tất cả mọi thứ quét, mình xong đời không sao, còn có thể liên lụy cấp trên người. Kia trên cơ bản người nhà ngươi cũng đừng nghĩ còn sống. Nghe mập mạp nói xong, trong lòng ta không khỏi mắng một câu nương, người quả nhiên vẫn là muốn đi chính đạo, có cái gì đi sai bước nhầm, mạng nhỏ đông lạnh qua nước. Ta lại hỏi mập mạp có hay không thấy qua cái này Tam gia, đại khái cái gì niên kỷ, như thế nào. Mập mạp uống một ngụm cốc tai, cau mày dùng sức nhớ lại, nói trước kia gặp qua là gặp qua, nhưng giống như quên, khó mà nói lúc trước cái nào kể vai chiến đấu huynh đệ. Năm đó cùng hắn cùng một chỗ chặt qua người giống như có cái gọi Trần Tam người, đao pháp không sai, người cũng hung ác, về sau có vẻ như tất cả mọi người gọi hắn Tam gia, mập mạp khi đó lại tại nằm bệnh viện, thương thế tốt lên sau liền rời khỏi giang hồ. Cũng không biết có phải hay không là người kia, dù sao cái này quán ăn đêm lão bản Tam gia hắn là chưa thấy qua. Ta nghe xong không được, nghĩ không ra mập mạp cùng cái này Tam gia vẫn là cùng thế hệ người, chẳng qua người ta đều thành gia. Người thế nào lẫn vào thảm như vậy? Mập mạp ha ha phá lên cười, nói chính mình lúc trước nếu như không rời khỏi giang hồ, khả năng còn không có cái này Tam gia chuyện gì. Ta cũng đi theo phá lên cười, vốn chính là trêu chọc mập mạp, cho là hắn sẽ đổ mắng ta vài câu, không nghĩ tới hắn hiện tại thấy như thế mở, thực sự khó được, làm dĩ vãng sự tình có thể cười nói ra đến, vậy liền chứng minh thật đi qua, không còn xoắn suýt chấp nhất. Bởi vì cười đến quá lớn âm thanh, trong túi cái kia tiểu hắc bài rơi ra, ta vội vàng đưa tay đi nhặt, ngay tại lúc này, đột nhiên một cái tay cũng đặt ở tiểu hắc bài phía trên, ta vô ý thức đoạt lại, chờ ta kịp phản ứng thời điểm, nhìn xem một người mặc tây trang màu đen nam nhân đứng tại trước mặt chúng ta. Cái này nam nhân đại khái 30 mấy tuổi, trải lấy cái đại bối đầu, thân cao ước chừng 1m78 trái phải, hắn tạo hình để ta nhớ tới đổ thần bên trong phát ca, có rất ít người Âu phục dày da đến quán ăn đêm. Người này xuất hiện tại quán ăn đêm, để ta có một loại không hợp nhau cảm giác. Chẳng qua Âu phục nam vẫn là mỉm cười nhìn ta, mắt chăm chú nhìn trong tay của ta tiểu hắc bài. Lão ca, người cái đồ chơi này ngươi biết, ta hỏi. Âu phục nam nhẹ gật đầu nói, đương nhiên nhận biết, cái này là của ta. Ta cùng mập mạp đồng thời ngây ra một lúc, tại dã ngoại hoang vu nhặt được một cái tiểu hắc bài, tại quán ăn đêm bị người nhận lãnh, cái này khoảng cách đổi ai cũng nhất thời phản ứng không kịp. Ta không có đem cái này tiểu hắc bài trả lại hắn, mà là hỏi hắn cái này là cái gì, có tác dụng gì, hắn lại vì cái gì đem tiểu hắc bài thất lạc ở dã ngoại hoang vu cái chỗ kia. Âu phục nam lắc đầu, mỉm cười nói không thể trả lời. Ta vội vàng đem tiểu hắc bài nhét vào trong túi, không nói dẹp đi, đã dạng này, cái kia cũng không cách nào chứng minh cái đồ chơi này là ngươi, ta cũng sẽ không còn cho ngươi. Tùy tiện, Âu phục nam y nguyên khẽ cười nói, chẳng qua ta cần phải nhắc nhở ngươi. Đây cũng không phải là đồ tốt, mang theo khả năng có họa sát thân. Mập mạp nghe xong liền không vui lòng, làm sao giọt. Không chịu cho liền đe dọa a, lão tử dọa lớn, còn có thể sợ ngươi sao? Nhìn ngươi xuyên cái Âu phục nhã nhặn, sẽ còn đe dọa người. Âu phục nam đối mặt mập mạp nói năng lỗ mãng, vẫn không có sinh khí, tính tình của người này là thật tốt, chính là không biết có phải hay không là trang. Vài ngày sau, thành phố này sẽ có một trận tai nạn.
cái này quán ăn đêm chính là tai nạn điểm xuất phát, nếu như ngày khác ngươi cầm cái này bảng hiệu tới tìm ta, ta có thể bảo vệ một người, liền một người. Nói xong Âu Phục Nam mỉm cười quay người rời đi. Vậy đi nơi nào tìm ngươi? Chiều ta Âu Phục Nam hô. Ngay ở chỗ này, ta tự nhiên sẽ tới. Rất nhanh Âu Phục Nam thân ảnh liền biến mất tại trong đám người. Hừ, người nào, thần thần bí bí, cái gì tai nạn? Là đang hù dọa chúng ta à? Tấm bảng này thật sự là hắn sao? Mập mạp vừa nói, một bên nghiên cứu lên ta trong túi tiểu hắc bài đến, nhưng nhìn cả buổi đều nhìn không ra cái như thế về sau. Không phải người bình thường, ta ở trên người hắn nghe được người chết hương vị. Ta nhíu mày, một mực nhìn qua vừa rồi Âu Phục Nam biến mất địa phương. À, người chết hương vị, chẳng lẽ cái này nam nhân là quỷ? Mập mạp giật mình kêu lên. Ta lắc đầu, hẳn không phải là, chỉ là trên thân dính người chết hương vị. Mập mạp uống một hớp quang trên đài cốc tai, mắng một câu, cái này cái gì cửa hàng, tận phát sinh chút cổ quái kỳ lạ sự tình. Đúng vào lúc này, ta đột nhiên trông thấy cái kia Thái Lan nữ nhân bị hai nam nhân cưỡng ép đưa đến một cái ghế lô trên chỗ ngồi, ta đứng lên, hướng cái kia ghế lô chỗ ngồi nhìn lại, bên trong đều là một chút đầu chọc địa trung hải, từng cái bóng loáng đầy mặt, biểu lộ hèn mọn. Ai, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cái này Thái Lan nữ nhân hạ chàng cũng đủ thảm, không có đạo hành về sau, lưu lạc đến nước này. Mập mạp sau khi nhìn thấy, mắt lộ ra hung quang, nắm chặt nắm đấm liền hướng bên kia đi đến, ta bận bịu đem hắn kéo lại, hắn nói tam gia không đơn giản, liền hai người chúng ta, nếu như tới cứng đoán chừng không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Mập mạp một quyền đánh vào trên đài nói vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem cái kia Thái Lan nữ nhân bị người khi dễ sao? Mắt của ta chuyển mấy lần, liền trong đầu sinh kế, xem ra cần phải cùng đám kia buồn nôn đại thúc chơi đùa. Ta bưng bình rượu, mập mạp làm bộ bảo tiêu của ta, hai người cứ như vậy nghênh ngang đi tới. Bên kia hết thảy có 5 người, toàn thuần một sắc đầu chọc địa trung hải, từng cái bóng loáng đầy mặt, nhìn giống nhà giàu mới nổi người giàu có cái dáng dấp nhất mập tay một mực ôm Thái Lan nữ nhân eo. Còn có một cái tay không đứng ở trên đùi chạy khắp, Thái Lan nữ nhân không ngừng giãy giụa lại không làm nên chuyện gì, có loại dê vào miệng cọp cảm giác, thấy bên cạnh mập mạp nghiến răng nghiến lợi, giống như thật chính là mình nàng dâu bị bắt nạt đồng dạng. Ta kịp thời kéo hắn lại, khuyên hắn không nên vọng động, lỗ mãng chỉ sẽ hỏng việc, đối với chúng ta một điểm chỗ tốt đều không có. Uy, hai người các ngươi làm gì? Cái kia nhất mập đầu chọc hô, biểu lộ cực kỳ hung ác. Giống như đối với chúng ta đến không có chút nào hoan nghênh. Ta rót đầy miệng rượu, sau đó nhìn thoáng qua Thái Lan nữ nhân, chỉ về phía nàng nói, cô nàng này ta nhìn chúng, ta muốn dẫn đi. Trong đó một cái đầu chọc ba một tiếng, đạp nát một cái chai rượu, sau đó đem lỗ tai tiến đến trước mặt của ta nói, cái gì? Ngươi nói cái gì, ta nghe không được. Ta cười lạnh một tiếng, một bàn tay phá tại cái kia đầu chọc trên mặt, hắn không nghĩ tới ta ra tay nhanh như vậy. Bị ta phiến trên mặt đất đầu óc choáng váng, kia bàn tay ta thế nhưng là dùng hết lực khí toàn thân, nhà gọi ngươi đắc chí, ta gọi lại mập mạp, không nghĩ tới mình lại đánh cái thoải mái. Những người khác nhìn trận thế này, tính tình tất cả đều đi lên, đây rõ ràng là đập phá quán, có thể chịu sao? Nhưng kia nhất mập đầu chọc lại ngăn lại bọn hắn, sau đó phất phất tay ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, xem ra người này là lão đại, nếu như giải quyết người này, đoán chừng vấn đề liền không lớn. Cái này tam gia trận, ta không nghĩ gây sự, tiểu tử, tới trước tới sau nghe nói qua không? Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp, miệng còn hôi sữa ngay tại cái này ra vẻ ta đây, lão tử Ngô lão hổ ra tới lẫn vào thời điểm ngươi còn tại bú sữa đâu. Nữ nhân này lão tử hôm nay là chơi định, ngươi muốn chơi, đi theo lão tử đằng sau, còn có thể nhặt cái nóng hổi, muốn gây sự, ta để ngươi đêm nay ba cái chân đều phế ở đây. Ngô lão khí thế vội vàng nói, rất có lão đại khí thế. Lúc này mập mạp tiến đến bên tai của ta nhỏ giọng nhắc nhở, người này ta nghe nói qua, tên hiệu hổ giấy, không phải hỗn đen, chỉ là có chút tiền, là cái nhỏ bất động sản thương, không cần sợ hắn. Có mập mạp câu nói này ta tâm liền định, hóa ra là chỉ hổ giấy, trách không được không dám gây sự, xem ra hắn gan cũng không thế nào mập, những người có tiền kia sợ chết nhất, đặc biệt là những cái kia phì đầu đầy tai trung niên nhân. Ta một chân đạp lên vừa rồi nằm dạp trên mặt đất nghĩ đứng lên đầu chọc. Sau đó đem rượu còn dư lại toàn đổ vào hắn đầu chọc bên trên, những người khác xem xét, cái này cái kia được, đi lên liền phải đánh nhau, liền Ngô lão hổ cũng không còn cố nén, biểu lộ tràn đầy sát khí, cũng thế, cái này đều nháo đến trên đầu, đoán chừng có chút tính cách đều nhịn không được.
Mập mạp thấy tình huống không đúng, vội vàng hướng trước đè lại bọn hắn, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, mập mạp một đường về sau đổ, nhưng hắn cũng không phải ăn chay, trước kia đây chính là nhân vật hung ác, hắn đem cái bình một đập, còn lại nửa cái nát lọ thủy tinh, sau đó đối đám kia đầu chọc hô, phác thảo mỗ mỗ, ai đi lên ta làm ai, không muốn sống thì tới đi. Cái này xem xét là muốn chơi mệnh, ai cũng không dám tùy tiện lại đến, Ngô lão hổ mắng, hai người tiểu tử dám ở chỗ này gây sự, chẳng lẽ không sợ Tam gia sao? Ta nói vô ý mạo phạm Tam gia, chỉ là cô nàng này ta nhìn chúng, liền phải mang đi. Ngô lão hổ cười lạnh một tiếng, hỏi dựa vào cái gì? Chỉ bằng hai người chúng ta, vẫn là bằng mập mạp trong tay cái kia phá bình rượu. Dạng này liền nghĩ dọa người, về nhà tẩy tẩy ngủ đi, tới trước tới sau, có hiểu quy củ hay không? Nếu như mang cho ngươi đi, ta Ngô lão hổ về sau còn có mặt mũi tới nơi này chơi. Ta từ cái kia đầu chọc trên thân đi xuống, sau đó ngồi xuống bắt được hai cái sắc chung, một cái đưa cho Ngô lão hổ, một cái cầm trong tay của mình. Ta nói, phép tắc tự cường giả định, nếu như muốn đánh một trận, ta tuyệt đối phụng bồi, nhưng đây là Tam gia chàng tử, náo khởi sự đến tất cả mọi người không có quả ngon để ăn, không bằng đánh cược một lần, bằng thực lực quyết định nữ nhân này về ai. Liền ngươi hai người này còn muốn đánh cược với chúng ta, đớp cứt đi ngươi. Trong đó một cái đầu chọc không phục hô, cái khác cũng nhao nhao ngo ngoe muốn động, một bộ muốn làm khung dáng vẻ. Ngô lão hổ lại ngăn cản bọn hắn, tiểu tử, ta nể tình Tam gia, đánh cược với ngươi một cái, vậy nếu như thua, cũng không chính là nữ nhân về ai vấn đề, ngươi đem huynh đệ của ta đánh, thua muốn cho cái bàn giao. Ta tà mị cười một tiếng, sau đó thổi thổi tóc cắt ngang trán, nếu như ta thua, liền uống sạch đang ngồi nước tiểu, nếu như thắng, cũng chỉ mang đi nữ nhân này, ý như thế nào. Ngô lão hổ nhíu mày, tiểu tử ngươi liền mẹ nó có nắm chắc như vậy. Ngươi phải biết, nơi này cũng không phải cưa bom số một địa phương, đã nói, liền phải chắc chắn. Một lời nói ra, tứ mã nan truy, tại Tam gia chàng tử, ta cũng không dám nói bốc nói phét, nói được thì làm được. Ta nói, Ngô lão hổ hài lòng nhẹ gật đầu, được, liền để ngươi nếm thử lão tử nước tiểu hương vị, kéo xong còn có thể thuận tiện để cô nàng này giúp ta liếm sạch sẽ. Ta nở nụ cười gằn, hừ, cái này chết đầu chọc, chờ xuống thua chết ngươi. Đã ta dám khoe khoang khoác lác, kia tự nhiên đến có chuẩn bị, vừa rồi tới trước đó, ta đã đi nhà vệ sinh mời một lần quỷ, lần này mời quỷ có chút đặc thù, là ma bài bạc. Cái gọi là ma bài bạc, chính là thị cược như mạng, sau đó hay là bởi vì cược mà mất mạng âm hồn, bọn hắn một loại sau khi chết cũng sẽ ở sòng bạc du đáng, không nỡ đi đầu thai. Ta hỏi người mượn hai viên con xúc sắc. Sau đó mỗi điểm số đều viết một cái chữ, lại dùng hoàng phù bọc lại, niệm một đoạn chiêu quỷ chú về sau, lại đem bao lấy hoàng phù con xúc sắc thiêu hủy, nói cũng kỳ quái, đốt lửa biến thành màu xanh, mà lại đem con xúc sắc đốt thành cho, cái này nói rõ, cái này con xúc sắc đã thành công đốt cho ma bài bạc cũng tiếp nhận. Ta vốn là ôm lấy thử một lần tâm tính, không nghĩ tới thật đúng là cho ta chiêu thành công, bởi vì ma bài bạc hơn phân nửa tại sòng bạc, quán ăn đêm những địa phương này, khó chiêu. Có ma bài bạc, ta tự nhiên định liệu trước, cho nên cùng Ngô lão hổ đánh cái này cược, ta không có chút nào hư. Ngô lão hổ rêu rao sắc chung hỏi, tiểu tử, người muốn làm sao cược? Đến cái đơn giản, cầm ba cái con xúc sắc ra tới, ai giao điểm số lớn ai liền thắng. Ta nói, ha ha ha, Ngô lão hổ đột nhiên phá lên cười, người chung quanh cũng cười theo, thật giống như ta nói cái gì đặc biệt ngốc bê. Tiểu tử ngươi thật đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Lại dám cùng ta so giao điểm số, ta đầu chọc đổ thần cược cái gì đều thua, chính là đổ xúc sắc khối này, từ ta mặc tã bắt đầu, liền mẹ nó không có thua qua. Ngô lão hổ hưng phấn nói, giống như hắn thắng định giống như. Mập mạp cũng tiến đến bên tai ta nhắc nhở, cái này người thật đúng là không phải khoác lác, trước đó ta liền nghe nói hắn đổ xúc sắc rất lợi hại. Đúng vào lúc này, đột nhiên Ngô lão hổ mãnh phải giao mấy lần sắc chung, sau đó hô to một câu, mở. Ta cùng mập mạp hai người lập tức hai mắt mở to, sau đó hướng sắc chung nhìn lại, 666, 18 điểm. Ta, cái này chết đầu chọc, thật đúng là thật sự có tài, thế nào nghiêu như vậy tách ra. Bây giờ nói không hoảng hốt là giả, 18 điểm đã là lớn nhất điểm số, coi như ta cũng giao ba cái 6, kia tối đa cũng là đánh ngang, nhưng hắn trước giao, kia áp lực liền lớn. Lại nói, mặc dù ta chiêu ma bài bạc thành công, nhưng đến hiện tại ta cũng không thấy trong truyền thuyết ma bài bạc ở nơi nào, cái đồ chơi này chẳng lẽ đùa nghịch ta, không đến đi.
Nghĩ tới đây, ta trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhưng bất kể như thế nào, khí thế vẫn là muốn ổn định. Tiểu tử, lăng lấy làm gì, đến ngươi, chẳng lẽ đã đang suy nghĩ làm sao chạy trốn à? Ngô lão hổ cười nhạo nói. Ta trợn trắng mắt, đối Ngô lão hổ vẻ mặt khinh thường, sau đó một tay đi xách sắc chung, muốn cùng đổ thần đồng dạng, đem vật kia chơi đến lòe loẹt, cho người ta một loại đại tướng phong. Cũng xấu hổ chính là, kia sắc chung thế mà trọng đến quá mức, ta một cái tay căn bản giao bất động. Ha ha, chưa ăn cơm à, sắc chung đều giao không dậy, chung quanh mấy cái đầu chọc cười vang. Mập mạp cũng hướng ta ném đến ánh mắt nghi hoặc, giống như đang hỏi ta đến cùng chuyện gì xảy ra, một cái sắc chung nhiều nhẹ, thế nào liền không cầm lên được. Ta trừng mắt nhìn, biểu thị mình cũng không biết, có phải hay không là ma bài bạc tại quấy phá, nhưng hắn không nên giúp ta sao. Thế nào quay đầu phản chiến rồi? Một cái tay không được, ta không thể làm gì khác hơn là dùng tới hai cánh tay, cái này mới miễn cưỡng lắc lên. Giao sau khi, ta giống như nghe đến bên trong phát ra băng một tiếng, giống như bên trong có một viên con xúc sắc hư mất, dọa đến ta vội vàng ngừng lại, mở ra sắc chung xem xét, quả nhiên con xúc sắc bể nát một viên, có thể nói có khéo hay không, vừa vặn bên trong góp thành 19 điểm. Ba cái con xúc sắc đều là 6 điểm. Mà vỡ nát điểm kia cũng lộ ra ngoài, điểm số cộng lại muốn so Ngô lão hổ lớn. Không tính, con xúc sắc hư mất, không tính, lại đến. Bên kia mấy cái đầu chọc kháng nghị nói. Mập mạp một chân trùng điệp giẫm tại trên mặt bàn, sau đó chỉ vào Ngô lão hổ hô, hổ giấy, ngươi cũng là đổ xúc sắc cao thủ, ngươi nói cho bọn hắn phép tắc, cái này. Tính sổ hay không? Ngô lão hổ ngây ra một lúc, khả năng hắn không nghĩ tới mập mạp thế mà biết hắn tên hiệu. Chờ hắn kịp phản ứng về sau, hắn mới ảm đạm nói, cái này chắc chắn, ta thua. Ngô lão hổ đều lên tiếng, những người khác cũng không dám phát ra tiếng, chỉ có thể có chơi có chịu, đem Thái Lan nữ nhân nhường cho bọn ta. Nhưng lúc này, Ngô lão hổ đột nhiên đứng lên, một mặt không phục nhìn ta, mập mạp còn tưởng rằng hắn muốn chơi xấu, chai rượu đều chuẩn bị kỹ càng, nếu như không nhận số, trực tiếp liền hướng đầu hắn bên trên nện. Nhưng Ngô lão hổ không phải không nhận thua. Hắn chính là không chịu thua, hắn nói, nữ nhân có thể thua ngươi, nhưng ta không thể thua. Ý tứ rất rõ ràng, đó chính là nghĩ lại cược một lần, lúc đầu thắng về Thái Lan nữ nhân, chúng ta mục đích đạt tới, liền có thể rút lui, nhưng cái này Ngô lão hổ ta mẹ nó thực sự là nhìn hắn không thuận mắt, nghĩ xoa xoa hắn nhuệ khí. Lần này ngươi muốn đánh cược gì? Ta lạnh lùng mà hỏi. Nếu như chúng ta thua, tất cả quần áo cởi xuống, sau đó từ nơi này lăn ra ngoài, ngươi thua. Chẳng những muốn uống chúng ta nước tiểu, còn muốn ăn chúng ta kéo phân. Ngô lão hổ nói. Từ trên lý luận đến xem, cái này tiền đặt cược chúng ta rõ ràng là muốn thua thiệt một điểm, nhưng ta một trưởng vỗ tại trên mặt bàn, cái này cược, ta tiếp. Ngô lão hổ nghe thấy ta tiếp tiền đặt cược về sau, đối ta giơ ngón tay cái lên, tiểu tử, có đảm lượng, tiền đặt cược này nhưng so sánh cược mệnh còn muốn lớn. Cũng thế, sĩ có thể giết, không thể nhục. Cái này tiền đặt cược thật so với trước chết còn khó chịu hơn. Chúng ta lần này không thể so lớn, so điểm số tiểu nhân, vẫn là ta tới trước. Ngô lão hổ sau khi nói xong, dùng sức giao lên sắc chung, lần này hắn lắc so với lần trước còn muốn nghiêm túc. Chỉ nghe thấy ba một tiếng, hắn định trụ sắc chung, sau đó lại chậm rãi rời. Ta định trừ xem xét, ba cái một, lại mẹ nó là nhỏ nhất điểm số, gia hỏa này quả nhiên có hai tay, nếu như không có ma bài bạc hỗ trợ. Ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử, đến ngươi, Ngô lão hổ nói. Ta sát sát lòng bàn tay mồ hôi, chuẩn bị lớn giao sắc chung thời điểm, đột nhiên tay không bị khống chế cầm sắc chung loạn vũ, đợi đến sắc chung an toàn rơi xuống trên mặt bàn thời điểm, ta mới biết mình vừa rồi đùa nghịch bao nhiêu nhiều kiểu, mọi người tất cả đều hướng ta quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Tiểu tử, có thể a, liền trong truyền thuyết giao sắc 18 thức đều biết, trách không được vừa rồi cái kia thanh có thể thắng ta. Chẳng qua hoa thức nhiều, không có nghĩa là thực lực cao, cái này ta cũng sẽ không lại thua cho ngươi. Ngô lão hổ hung hãn nói. Ta rên khẽ một tiếng, ngươi đều nhỏ nhất điểm, lão tử đương nhiên thắng không được ngươi, nhiều nhất đánh ngang, hy vọng ma bài bạc phù hộ. Mở, ta cũng hét lớn một tiếng, sau đó đem sắc chung cầm lên, lúc này tất cả mọi người miệng đều trương thành o hình, bởi vì ta ba cái con xúc sắc chồng lại với nhau, cùng đầu cây cột giống như... Chỉ có thể nhìn thấy phía trên nhất một cái con xúc sắc điểm số, là một điểm. Một, nhất trụ kình thiên, Ngô lão hổ đặt mông ngồi tại trên ghế salon, sắc mặt trắng bệch, ta lại thua. Hắc hắc, nhận thua cuộc,
Ngô lão hổ, người vẫn là trần trùng trục bỏ đi. Mập mạp cuồng tiếu lên, cũng thế, tưởng tượng thấy bọn hắn không mặc quần áo từ cái này lăn ra ngoài, hình ảnh kia khẳng định rất buồn cười. Thoát em gái ngươi, bọn lão tử chính là không nhận thua, hai người tiểu tử thúi có thể thế nào? Trong đó một cái đầu chọc hô. Cái này một hô, cái khác mấy cái đầu chọc cũng lập tức nhất hô bách ứng, nhao nhao hung thần ác sát hướng chúng ta nhích lại gần, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn chơi xấu, chính là khi dễ các ngươi người ít, có thể sao? Đúng vào lúc này, đột nhiên một cái đầu chọc bị người đá một chân, sau đó bay ngược ra ngoài, sau đó trùng điệp ngã tại trên mặt bàn, đem cả cái bàn đều ép cái nhão nhoẹt. Ở ta nơi này cái chàng tử cũng không thể chơi xấu, không phải liền không dễ chơi. Một cái xa lạ gương mặt xuất hiện tại gian phòng bên trên, đằng sau còn đi theo một đại bang người. Tam gia, Ngô lão hổ thét to, những người khác cũng dọa đến sắc mặt tái nhợt, liên tục lui về. Hỏng bét, không nghĩ tới đem cái này cái gọi là tam gia cũng hấp dẫn đến, lần này kế hoạch ngâm nước nóng. Ta cẩn thận quan sát đến trước mắt cái này tam gia, hắn mặc đường trang, phía trước tóc cắt ngang trán 1/3 tóc đều trắng rồi, mắt tam giác, nhọn cái cằm, mũi ưng, cảm giác toàn bộ tướng mạo cực kỳ không cân đối, nhưng lại không tính xấu, trọng yếu nhất chính là, có thể khiến người ta cảm thấy, người này đủ hung ác. Tam gia, ta, chúng ta là khách quen của nơi này, hai tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, đột nhiên xông tới gây sự, người cũng không thể giúp đỡ bọn hắn, không nể mặt ta à. Ngô lão hổ nói, tam gia nở nụ cười gằn. Cái này nhưng chuyện không liên quan đến ta, chính ngươi đáp ứng sự tình, chẳng lẽ không nên thực hiện sao? Thế nhưng là, Ngô lão hổ vừa định nói chuyện, tam gia đột nhiên liền phiến hắn một cái miệng rộng tử, khóe miệng đều chảy ra tơ máu. Chính ngươi thoát vẫn là ta tìm người giúp ngươi thoát, tam gia dùng uy hiếp giọng điệu nói, ngữ khí vật dụng chất vấn. Ngô lão hổ tại tam gia trước mặt quả nhiên cùng con cọp giấy đồng dạng, mặc dù có đầy mình lửa cùng uất ức, lại nửa điểm cũng không dám phát. Thoát, tam gia đột nhiên hô to một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc, đem tất cả đầu chọc đều dọa sợ. Bọn hắn vội vàng đem quần áo trên người toàn thoát, liền thừa một đầu che quần lót, coi như thế, tam gia y nguyên không buông tha, thoát, toàn ánh sáng. Mấy người bọn hắn hai mặt nhìn nhau về sau, bị ép bất đắc dĩ đem cuối cùng đều ranh giới cuối cùng đều thoát. Cút, tam gia vừa giận quát. Mấy người vội vàng che mặt, cái gì cũng không mặc chạy ra ngoài. Lập tức gây nên không nhỏ oanh động, tất cả mọi người bắt đầu chế giễu cùng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, Ngô lão hổ lần này có thể tính mất hết mặt mũi, chăm chú bụng mặt, sợ bị người đập tới. Hừ, đầu chọc đổ thần, ta nhổ vào, trong lòng ta mắng thầm. Ngô lão hổ rời đi về sau, tam gia ngồi tại trên ghế salon, hai chân chéo nguẫy, móc ra một con xì gà ngậm tại miệng bên trong, sau đó tay phải đem Thái Lan nữ nhân chăm chú ủng tiến trong ngực, Thái Lan nữ nhân vùng vẫy một hồi. Nhưng nàng liền cùng con gà con đồng dạng, căn bản không cách nào động đậy. Mập mạp tức giận đến mặt đều đỏ, nắm chặt nắm đấm liền nghĩ đánh nhau, ta vội vàng kéo lại hắn, tam gia chung quanh cùng 10 cái tiểu đệ, còn không biết bên ngoài có bao nhiêu, mạo muội liều mạng, được không bù mất, nhìn hắn vừa rồi tác phong, hẳn là cũng khá tốt nói chuyện, chí ít sẽ không giống Ngô lão hổ như vậy vô lại. Vừa rồi ta một mực đang bên cạnh nhìn chằm chằm hai ngươi, tất cả phát sinh sự tình, ta biết tất cả. Tam gia hướng Thái Lan nữ nhân phun ra cái vòng khói thật to, sặc đến nàng thẳng ho khan. Ta còn tưởng rằng hắn ở đây bên cạnh trang giám sát, cho nên mới biết chúng ta phát sinh sự tình, không nghĩ tới sớm đã bị hắn cho để mắt tới. Tam gia, chúng ta vô ý gây sự, chỉ là coi trọng cái này cô nàng, cho nên. Ta vội vàng giải thích nói, lúc này không thể không nhận sợ. Ai, ngươi đừng nói trước, cái tên mập mạp này tại sao ta cảm giác có chút quen mắt. Tam gia mèo suy nghĩ nhìn về phía mập mạp. Ta cũng cảm thấy ngươi khá quen. Mập mạp cũng giống vậy trợn to mắt thấy tam gia. Khuôn mặt tươi cười Phật. Trần Tam. Ta làm, thật đúng là tiểu tử ngươi a, hiện tại lẫn vào vui vẻ sung sướng a. Mập mạp nhận ra người quen biết cũ, cười đến thấy răng không gặp mắt, liền ta cũng cười theo, người quen dễ làm sự tình, chí ít chúng ta không có nguy hiểm. Nơi nào, nếu như không phải ngươi rời khỏi giang hồ, nào có ta thượng vị cơ hội. Ha ha, tiểu tử ngươi là càng dài càng mập, cái này thân thịt cùng voi giống như, sinh hoạt an nhàn đi. Nhưng cùng ta không giống, liếm máu trên lưỡi dao sinh hoạt đâu, cừu ra nhiều, cả ngày nơm nớp lo sợ, thời gian kia không phải người qua. Tam gia ném cho mập mạp một con xì gà, sau đó hai người dựng lấy bả vai góp lại với nhau, như cái nhiều năm không gặp lão hữu.
Mập mạp điểm xì gà hút một hơi trả lời, tiểu tử ngươi đừng khiêm nhường, đều làm đến ra bối, tiền và nữ nhân có thể thiếu được ngươi sao? Liều mạng đều là tiểu nhân đi làm, ngươi có thể giày vò cái gì? Hai người vừa hút xì gà một bên khoác lác, ngẫu nhiên còn nhớ lại Hạ Nam đó kể vai chiến đấu thời gian, nói một chút khi đó một cái dưa hấu đao từ phố Nam chặt tới bắt nhai Quang Vinh chiến tích. Một lát sau về sau, Tam gia đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Thái Lan nữ nhân, sau đó hỏi, cô nàng này cùng ngươi quan hệ thế nào? Mập mạp sờ sờ mũi, cũng không sợ xấu hổ, nói đây là vợ hắn, chính là đắc tội đao ba cường kia đồ con rùa, cho nên cho bán đến nơi này đến, thế là dự định tới cứu trở về, không nghĩ tới gặp Ngô lão hổ. Tam gia cùng Thái Lan nữ nhân đều không nghĩ tới mập mạp có thể như vậy nói, hai người đồng thời kinh ngạc trừng lớn mắt, liền ta cũng không có nghĩ đến mập mạp ngay thẳng như vậy. Thật là ngươi nàng dâu nha, Tam gia giống như có chút không thể tin. Mập mạp kiên định gật đầu, thực sự là. Vậy cái này liền có chút khó khăn, Tam gia mở ra khoác lên mập mạp trên bờ vai tay, cau mày, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là muốn chơi một chút, cô nàng này là đao ba cường bán cho ta, 10 vạn. Nhìn thân hình của nàng cùng hình dạng, chỉ ít có thể giúp ta kiếm 50 vạn. 50 vạn, kia không được làm được chết mới thôi. Dòng này đến cùng có bao nhiêu hắc ám, tự nguyện còn tốt, những cái kia bị buộc đến cùng có bao nhiêu thảm. Ta còn tưởng rằng cái này Tam gia cùng mập mạp là quá mệnh giao tình, một trận này khoác lác, lại kề vai sát cánh, không nghĩ một quan hệ đến lợi ích, sắc mặt lập tức biến. Trần Tam, có thể thiếu điểm sao? Ta hiện tại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Mập mạp có ý tứ là giống như muốn đem Thái Lan nữ nhân mua về. 20 vạn, giá thấp nhất, đây chính là 50 vạn A, so nửa giá đều thấp. Tam gia lại lần nữa dựng vào bả vai của mập mạp, chẳng qua lần này để ta cảm giác có chút buồn nôn, nguyên lai người này không phải muốn cùng mập mạp nhận nhau, chỉ là muốn lừa gạt chúng ta một bút. Trần Tam, cái này 20 vạn, cũng quá nhiều đi. Mập mạp có chút khó khăn, hắn tình huống ta là biết đến, 10 vạn đều khó khăn. Đừng nói 20 vạn. Vậy liền không có cách nào, không có tiền vợ ngươi liền phải bồi những cái kia hèn mọn lão cùng lão đầu đi ngủ, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Tam gia phá lên cười, nụ cười cực kỳ dữ tợn. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Mập mạp thực sự không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Có, đương nhiên là có, nếu như ngươi có thể đứng để ta chặt ba đao, ta liền để ngươi đưa nàng mang đi, đây là phép tắc. Tam gia nói. Tam gia ngươi quá mức. Ta lớn tiếng kháng nghị nói, người bình thường này đứng để ngươi chặt ba đao, có thể có mệnh sao? Không nghĩ tới mập mạp lại dùng tay đem ta đẩy ra, Trần Tam, người tốt nhất nói lời giữ lời. Tam gia vỗ nhẹ ngực, ta mẹ nó là ai, Tam gia nha, có khả năng nói chuyện không tính toán sao? Kia thành, mập mạp lúc này đứng thẳng người, từ từ nhắm hai mắt không nhúc nhích. Mập mạp chết bầm ngươi đến thật nha, cái này Thái Lan nữ nhân đáng giá ngươi vì nàng làm thế này sao? Ngươi là hàng tóc làm vẫn là sao? Ta dựa vào, ta vội vàng đối mập mạp chửi ầm lên lên, đây là lấy mạng đem cái kia Thái Lan nữ nhân trả lại, ta cũng không biết hắn đây là tử tâm nhãn vẫn là có tình có nghĩa. Tiểu ca ngươi không cần nhiều lời, ta mập mạp nói muốn cưới nàng làm nàng dâu chính là muốn cưới, mẹ nó thiên vương lão tử cũng ngăn cản không được ta nói. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chết, ta còn không có vì trong nhà sinh con trai đâu. Mập mạp chém đinh chặt sắt nói. Biểu lộ cực kỳ kiên định. Mập mạp cái này người so châu còn cuột cường, chuyện hắn quyết định, ta cũng ngăn cản không được, chỉ có thể đứng tại chỗ than thở, cầu nguyện thượng thiên hắn phúc lớn mạng lớn. Có thể, khuôn mặt tươi cười Phật, người vẫn là có tình có nghĩa, lão tử không ưa nhất chính là như ngươi loại này làm bộ đại hiệp khuôn mặt, ngươi cho rằng đây là cổ đại A. Hành hiệp trượng nghĩa, hiệp cốt nhu tình, Tam gia vừa dứt lời, đột nhiên liền từ hông bên trong rút ra một cái màu bạc ba tấc hình rắn loan đao. Chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên, mập mạp phía sau lập tức thêm ra một đạo tinh hồng sắc vết máu, quần áo lỗ hổng kia không ngừng chảy ra máu tươi. Mập mạp đã từng nói, Trần Tam đao pháp không sai, nhìn như vậy đến chả thật sự là, xuất đao tốc độ nhanh đến mắt đều kém chút theo không kịp, chỉ thấy một đạo ngân quang xẹt qua, mập mạp phía sau liền xuất hiện một đầu máu tươi chảy dòng thật dài vết đao tử. Mập mạp cũng không phải hời hợt hạng người, từ đầu đến giờ, hắn thế mà kêu đau một tiếng đều không có phát ra tới. Chỉ là trên mặt thịt mỡ run một cái. Lúc này ngồi ở trên ghế salon Thái Lan nữ nhân đột nhiên há to miệng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng vẫn là cúi thấp đầu xuống, không nói gì, nhưng ánh mắt có chút biến hóa, nhìn xem mập mạp bóng lưng có chút thương tiếc.
khuôn mặt tươi cười phật, có thể a, chịu ta Trần Tam một đao thế mà nửa tiếng đều không lên tiếng, có chút năng lực. Tam gia nói, đừng lề mà lề mề, ăn cơm no liền tranh thủ thời gian chặt, chặt xong lão tử còn có việc. Mập mạp lạnh lùng nói. Câu nói này triệt để chọc giận Tam gia, mặt của hắn nháy mắt trầm xuống, trở nên vô cùng âm u, liền trên đầu gân xanh đều bạo ra tới. Trong lòng ta lập tức lạc trèo lên một chút, mập mạp chết bầm này trang cái gì bức, Trần Tam bộ dáng này, tiếp theo đao cần phải cái mạng nhỏ của hắn. Quả nhiên, Tam gia cầm đao tay phải nổi lên vô số đầu gân xanh, sau đó hung hăng hướng mập mạp trên lưng vạch tới, một đao kia hung ác đến ta đều có thể nhìn thấy xé rách thịt từ bên trong chui ra ngoài. Lần này máu cùng suối phun đồng dạng, chẳng những nhuộm đỏ quần áo, còn phun đầy đất, người ở chỗ này nhìn tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng mập mạp vẫn như cũ không rên một tiếng. Chỉ gặp hắn sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi như mưa, gấp cắn chặt hàm răng, từ từ nhắm hai mắt không nói lời nào, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm thống khổ nào cùng kêu rên. Phi, người cái cháu trai vẫn là giống như trước kia, da dày thịt béo, lão tử thật mẹ nó không quen nhìn ngươi. Tam gia phun một bãi nước miếng, mạnh mẽ mắng. Trần Tam, còn có một đao. Mập mạp cũng không cùng hắn tranh luận, cũng không nhao nhao không náo, hắn biết, cái này ba đao phải nhanh một chút kết thúc, bằng không, máu không đủ lưu. Hừ, người vẫn không thay đổi, vẫn là như vậy ngây thơ, nghĩ dựa dẫm vào ta dẫn người đi, căn bản không có khả năng. Lúc này Tam gia ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ sát khí, ta lập tức minh bạch hắn muốn làm gì, tiểu tử này muốn làm mập mạp. Chờ ta kịp phản ứng lúc sau đã muộn, Trần Tam giơ lên cao cao ngân xà loan đao, mục tiêu là mập mạp đỉnh đầu, một đao kia kéo xuống, không chết cũng tàn phế phế. Mập mạp, chạy mau, hắn muốn giết ngươi. Ta hô lớn, nhưng mập mạp y nguyên đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, giống như ôm quyết tâm quyết tử đồng dạng. Hừ, ngu ích, vừa dứt lời, nương theo lấy ngân quang từ mập mạp trên đầu xẹt qua, máu tươi lần nữa nhuộm đỏ lưỡi đao, nhưng mập mạp không có đổ xuống. Một đao kia, ta thay hắn cản. Thái Lan nữ nhân nói sứt sẹo tiếng phổ thông, trên tay cầm thật chặt ngân xà loan đao, huyết tương mập mạp tóc đều nhuộm đỏ hơn phân nửa. Tam gia nhíu mày, ngoài miệng mạnh mẽ mắng, kỹ nữ, trở về thật tốt ngồi, lúc nào đến phiên ngươi ra tới cậy mạnh. Ta không cho phép ngươi nói nàng là kỹ nữ. Đột nhiên mập mạp quay đầu hung dữ chừng mắt liếc Tam gia, máu thuận tóc nhỏ giọt mập mạp trên mí mắt, tăng thêm cái này đầy người máu tươi, nhìn qua tựa như cái đẫm máu tu la. Liền cái này chừng một cái, thế mà đem Tam gia giật nảy mình, hắn giống như nhớ lại cái gì, người toàn bộ lui về sau, trên tay đao cũng rơi trên mặt đất. Nhưng sau đó hắn lại mặt mày giữ tợn giận dữ hét, mặt cười phật. Đúng vào lúc này, đột nhiên một tiểu đệ vội vàng hấp tấp chạy vào, hắn sắc mặt tái nhợt, thần sắc bối rối, giống như xảy ra đại sự gì đồng dạng, chẳng qua cái này tiểu đệ trên thân có cỗ kỳ quái hương vị, là thi khí. Đại ca, thi thể xảy ra chuyện. Cái kia tiểu đệ nói lắp bắp. Tam gia chợt phiến hắn một cái miệng rộng tử, mắng, ở đây ngươi nói cái gì lực, ngu ích, ngươi sợ người khác không biết là a. Tiểu đệ dọa đến không còn dám lên tiếng, bụng mặt đứng tại chỗ cúi đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, xem ra dọa cho phát sợ. Tam gia lại chỉ vào mập mạp mắng, mập mạp chết bầm, hôm nay tính ngươi mạng lớn, nếu như còn có lần nữa, ngươi liền không có vận tốt như vậy. Nói xong Tam gia liền mang theo thủ hạ rời đi gian phòng. Tam gia chân trước vừa đi, mập mạp đột nhiên liền ngã xuống, một bộ uể oải dáng vẻ nhìn ta nói, đừng sợ, trước kia lão tử chém người thời điểm, chúng qua tám đao cũng chưa chết, ha ha, ta có phải là rất nghiêu ích. Đúng á, ngươi trâu bò, cái này mẹ nó là có chín đầu mệnh đều không đủ ngươi chơi. Ta vừa mắng, một bên đánh 120, mà cái kia Thái Lan nữ nhân ở bên cạnh kiên nhẫn giúp hắn dừng lấy máu, trên người váy là xé một vòng lại một vòng, vết thương quá lớn. Phải không đủ dùng. Xe cứu thương đến về sau, kịp thời đem mập mạp nhấc đi lên, ta cùng Thái Lan nữ nhân cũng đi theo lên xe, đến bệnh viện cứu chữa một đoạn thời gian, bác sĩ liền nói không có trở ngại, chẳng qua muốn nằm viện một tuần. Tiểu tử này mạng cũng thật là lớn, nếu là lần sau còn như vậy chơi, coi như không nhất định là như vậy kết quả. Chiếu cố mập mạp công việc đương nhiên là để lại cho cái kia Thái Lan nữ nhân, trước kia ta tự nhiên sẽ không quá tín nhiệm nàng. Nhưng nàng giúp mập mạp cản một đao về sau, ta liền đối nàng tin tám thành, chí ít vấn đề không lớn. Ta hỏi cái kia Thái Lan nữ nhân tên gọi là gì, nàng nói mình Thái Lan danh tự không dễ nhớ, gọi nàng tiếng Trung tên A Thanh là được. Cùng A Thanh nói chuyện phiếm vài câu về sau,
ta liền rời đi, lúc gần đi dặn dò nàng chiếu cố thật tốt mập mạp, còn gọi mập mạp có tình huống như thế nào gọi điện thoại cho ta, cái kia Tam gia còn không biết có thể hay không tới gây chuyện, còn có Đao Ba Cường, bọn hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao. Trở lại trong tiệm về sau, đã 11 giờ đêm, Thi Ngôn ngẩng đầu quan sát ta phía sau, sau đó hỏi mập mạp đâu. Không có cùng trở về, tự hành về nhà rồi. Ta nói hắn bị người chặt tới vào xưởng. Thi Ngôn gãi đầu một cái, không hiểu vào xưởng có ý tứ gì. Ta nói vào xưởng chính là bệnh viện ý tứ, sau đó đem sự tình trước sau sau cùng Thi Ngôn nói một lần. Thi Ngôn đối với chúng ta làm sao cướp về Thái Lan chuyện của nữ nhân không có nửa điểm hứng thú, ngược lại là đối cái kia tiểu hắc bài cùng Âu Phục Nam tràn ngập nghi vấn. Nàng gọi ta đem cái kia tiểu hắc bài lấy ra, sau đó đặt ở lòng bàn tay cẩn thận chu đáo. Một lát sau, nàng mới đột nhiên oa một tiếng, làm ta sợ hết hồn. Ta nói đại ca ngươi có bệnh liền đi nhìn, cái này giật mình hoảng hốt, có thể cho ngươi dọa thành dương liệt. Thi Ngôn nói nàng không phải cố ý, chỉ là nàng đột nhiên nhớ tới cái này bảng hiệu thuộc về ai. Ta vội hỏi đây là ai rơi bảng hiệu. Cản Thi nhất tộc, Lưu Thị một nhà. Thi Ngôn cầm tiểu hắc bài, kiên định nói. Cản Thi nhất tộc, tương tây Cản Thi, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, còn có Cản Thi nhân sao? Bài của bọn hắn tử vì sao lại rơi ở đâu? Cái kia Âu Phục Nam thật sự là cái này bảng hiệu chủ nhân sao? Nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như là Cản Thi A. Ta đem một bụng nghi vấn đều ném ra ngoài, hy vọng Thi Ngôn có thể giải đáp. Thi Ngôn nói, Cản Thi nhân mặc dù càng ngày càng ít, nhưng cũng không có diệt tuyệt, lưu ra Cản Thi nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, danh khí cũng lớn, cho nên tồn tại đến nay. Chẳng qua chúng ta nơi này tính phố xá sầm uất, bình thường không đang đuổi thi lộ tuyến, cho nên bọn hắn khả năng đi ngươi nói rừng núi hoang vắng bên kia. Vừa nói như vậy, vấn đề giống như đều giải quyết, người của Lưu Gia Cản Thi trải qua rừng núi hoang vắng bên kia, sau đó bảng hiệu không cẩn thận rơi tại nơi đó bị chúng ta nhặt được, sau đó hắn truy xét đến quán ăn đêm, nhưng chúng ta không chịu trả lại, nhưng vô luận ta tưởng tượng thế nào, cũng vô pháp đem cái kia Âu Phục Nam xem như Cản Thi nhân. Trên TV Cản Thi nhân không đều là mặc áo bào đen, mang theo mũ rộng vành, tay cầm linh đang sao. Còn có chính là, chúng ta tại rừng núi hoang vắng nghe được chỉnh tề tiếng bước chân, chẳng lẽ chính là đang đuổi thi. Thật đừng nói, cực kỳ có khả năng, trách không được có quả đen bay ở phía trên xoay quanh, đây là gặp phải một đống người chết. Ta nói người vẫn là mau đem bảng hiệu còn cho người ta đi, Cản Thi nhân cũng không dễ chọc, không nhặt của rơi biết hay không. Đến lúc đó cũng đừng còn gây một thân phiền phức. Thi Ngôn lật một chút bạch nhãn nói với ta nói. Cái kia Âu Phục Nam vẻ vô hại hiền lành, hẳn là sẽ không đối ta làm cái gì, ngược lại là lời hắn nói hiện tại triệt để gây nên lòng hiếu kỳ của ta. Hắn nói mấy ngày sau thành phố này sẽ có một trận tai nạn đầu nguồn chính là cái kia quán ăn đêm, trước đó ta còn tưởng rằng hắn hù dọa ta, bây giờ nghĩ lại, nếu như hắn là Cản Thi nhân, nói lời sẽ không có giả. Thành phố này sẽ có tai nạn, đến cùng sẽ là cái gì tai nạn đâu. Quán ăn đêm, ta đột nhiên nhớ tới cái kia tiểu đệ nói đến lời nói, lập tức trong lòng có chút không an ổn. Đúng vào lúc này, đột nhiên Trần Văn Uyển từ bên ngoài xông vào, cái này khiến ta có chút không nghĩ tới, cái này hơn nửa đêm, nàng không ở trường học, tới ta bên này làm gì. Trần Văn Uyển sau khi đi vào, hung hăng chừng chúng ta liếc mắt, lão bản, các ngươi có phải hay không bán được thuốc giả cho ta? Ăn cái này thuốc cả ngày ngủ gà ngủ gật, thì dầu không có từ bỏ, thì ban cũng không có chuyển biến tốt đẹp, có phải là tùy tiện tìm một chút thuốc an thần lừa gạt ta đây? Coi như ta mắt bị mù nhìn lầm các ngươi, mau đem tiền còn cho ta. Cái này Trần Văn Uyển quả nhiên tinh qua hồ ly, mới hai ngày liền nhìn ra trong đó mở ám, chẳng qua lúc này Thi Ngôn hướng ta nháy mắt, ta lập tức minh bạch nàng ý tứ, nàng muốn đối Trần Văn Uyển tiến hành thôi miên, nhưng trong lòng ta không nắm chắc, thôi miên cao cấp như vậy kỹ năng. Nhà đầu này thật biết sao. Đây là thuốc đông y, khẳng định không có thuốc tây thấy hiệu quả nhanh, có câu nói rất hay, thuốc tây chỉ ngọn không chỉ gốc, thuốc đông y chỉ tận gốc không chỉ phần ngọn, phải từ từ sẽ đến. Thi Ngôn nâng cầm lên, mắt chăm chú nhìn Trần Văn Uyển mắt, ta phát hiện Thi Ngôn ánh mắt giống như có chút kỳ quái, như cùng ở tại không ngừng biến ảo bên trong đồng dạng, nhưng cẩn thận nhìn nhưng lại không có gì khác biệt, hơn nữa nhìn sau khi, người sẽ phát hiện có chút hoa mắt, còn có chút khốn. Dọa đến ta mau đem mắt rời, mẹ nó, nhà đầu này đến cùng lai lịch ra sao, vì cái gì lợi hại như thế? Ăn con em ngươi thuốc, lão nương không phải có bệnh, cái gì phá mao sơn quỷ đạo, sẽ nhìn âm dương không? Trần Văn Uyển triệt để nổi giận, chửi ầm lên.
Âm dương bệnh cũng là bệnh, ta cho ngươi kê đơn thuốc cũng không phải phổ thông thuốc, ngươi trước tỉnh táo một điểm, chậm chậm ngồi xuống đến chúng ta thật tốt nói chuyện. Thi Ngôn thanh âm đột nhiên biến nhu, cũng rất nhẹ, nghe càng để cho người muốn ngủ. Trần Văn Uyển đột nhiên nộ khí hoàn toàn không có, ngoan ngoãn ngồi xuống, cái này khiến ta cảm thấy thần kỳ, cùng Thi Ngôn trò chuyện sau khi, người cũng bắt đầu mơ mơ màng màng lên, tiếp lấy liền cùng uống say đồng dạng, hai mắt nhắm nghiền Thi Ngôn hỏi cái gì liền đáp cái đó. Ta dựa vào, còn có loại này thao tác, cái này so phổ thông thôi miên còn cao cấp hơn a. Thôi miên có thể để cho một cái cảm xúc kích động người lâm vào thôi miên trạng thái bên trong sao. Mà lại người này còn không phải rất tin tưởng ngươi, cái này đang thúc giục ngủ bên trong đều là rất nhức đầu, nhưng Thi Ngôn mặc kệ, một hồi liền đem nàng cầm xuống. Nếu như ngày nào đắc tội nha đầu này, có thể hay không cũng đem ta thôi miên, sau đó đem tiền của ta cho hết trộm đi. Ta đi qua nhẹ nhàng kêu gọi một câu Trần Văn Uyển danh tự, nàng cũng là sảng khoái đáp ứng, chẳng qua người vẫn là không có quá lớn phản ứng, nhìn qua thật giống bị người thôi miên đồng dạng, đến cùng Thi Ngôn cho nàng ăn là thuốc gì đây, thế mà tại các loại nhân tố đều không xác định tình huống dưới, đem một cái không tín nhiệm ngươi người thôi miên, cái này thuật thôi miên phải đạt tới cái gì trình độ. Thi Ngôn đối ta làm một cái ra dấu im lặng, ra hiệu ta không cần nói, vừa rồi ta gọi kia một chút, rất có thể liền đem nàng bừng tỉnh. Ta vội vàng che miệng lại, không còn dám nhiều sinh miệng lưỡi, muốn xấu Thi Ngôn sự tình vậy liền không xong. Thi Ngôn cũng rất giống nhìn ra nghi vấn của ta, nàng đối ta tà nở nụ cười, sau đó nhíu mày, ra hiệu ta nhìn Trần Văn Uyển phía sau. Ta hội ý chuyển hai bước, sau đó nhìn về phía Trần Văn Uyển đằng sau, phát hiện sau gáy nàng bên trên không biết khi nào nhiều hai cây nhỏ bé ngân châm, nhà đầu này, thủ đoạn cũng thật nhiều. Cái này thuật thôi miên cũng cùng ta biết không giống. Không biết nàng đi đâu học, cư nhiên như thế cao minh. Lúc này Thi Ngôn nghiêm nghị ngồi tại Trần Văn Uyển đối diện, nàng thanh âm nhu hòa mà hỏi, ngươi tên là gì? Trần Văn Uyển. Thi Ngôn lại hỏi, ngươi, thật uống qua thi dầu sao? Không, không uống qua. Trần Văn Uyển đáp. Ta cùng Thi Ngôn đồng loạt thấp giọng mắng âm thanh dựa vào, lại bị nữ nhân này cho lừa gạt, nàng thật là biết biên cố sự, nhiều lần đem chúng ta lừa gạt xoay quanh. Vậy ngươi thi ban đến cùng làm sao tới, ngươi biết không? Thi Ngôn tiếp tục hỏi. Đột nhiên, Trần Văn Uyển trầm mặc, bầu không khí lập tức rất quỷ dị, ta nhìn thấy bờ vai của nàng đột nhiên thấp tam tiết, toàn thân xương cốt cùng mềm nhũn đồng dạng, nhưng nàng người lại ngồi vững vàng, không có co quắp xuống tới, ta cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ Thi Ngôn thuật thôi miên nhanh như vậy liền mất đi hiệu lực rồi? Thi Ngôn cũng cảm thấy rất kỳ quái, nàng tiếp tục truy vấn nói trên người ngươi thi ban làm sao tới biết sao? Ở trên thân thể ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này, Trần Văn Uyển đột nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi của nàng là u lục sắc, trên mặt mọc đầy lông trắng, nàng gắt gao trừng mắt Thi Ngôn, cũng không nói chuyện. Trần Văn Uyển đột nhiên biến hóa đem Thi Ngôn giật nảy mình, nàng liền vội vàng xoay người ở trên ghế salon lật cái bổ nhào, sau đó xa xa trốn lái đi, chỉ còn lại ngây ngốc ta đứng tại chỗ, không biết chuyện gì xảy ra. Đúng vào lúc này, ta nghe được một cỗ xú xú hương vị. Cái mùi này cực kỳ khó ngửi, là tại Trần Văn Uyển phía sau cái mông phát ra tới, ta dựa vào, sẽ không phải là nàng thả một cái cực lớn cái giam a. Làm sao lại thối thành dạng này? Chẳng qua 3 giây về sau, trong đầu của ta hiện lên một đạo linh quang, hẳn là. Đây là. Nghĩ tới đây, ta cũng vội vàng muốn chạy trốn Trần Văn Uyển bên người, nhưng vừa xê dịch bước chân, bỗng nhiên góc áo liền bị tóm đến thật chặt, ta nhìn lại, phát hiện Trần Văn Uyển tay đã sớm biến hóa. Kia đã không thể xưng là tay, kia là móng vuốt, mặt trên còn có không sai biệt lắm 7-8 cm dài sắc bén móng tay, đậu đen rau muống, mới vừa rồi còn tại cảm thấy Thi Ngôn cái kia lật bổ nhào hơi có vẻ sốc nổi, hiện tại ta cảm thấy rất thực sự, đi trễ một bước đều có nguy hiểm tính mạng.